Nếu phải chọn ra một người đóng vai hồ ly chín đuôi, người chọn lựa tốt nhất trong lòng của bạn là ai? Xin chào các bạn, lại là tôi đây. Hôm nay đem đến một tập phim nổi tiếng giả tưởng. Bộ phim Bạn trai tôi là hồ ly. Hồ ly chín đuôi Lee Jun gợi cảm do Lee Dong Wook thủ vai đang tắm. Xin mọi người bỏ qua cho tôi vì đã dùng từ gợi cảm dành cho một người đàn ông. Nhìn cái khuôn mặt ấy và cả bộ ngực kia đúng là tạo nghiệp. Năm 1999 gần chỗ núi hồ ly, một đôi vợ chồng lái xe chở nữ chính Gia đang cùng tổ chức sinh nhật. Cô bé đang rất vui vẻ bỗng nhiên đèn đường hai bên toàn bộ vụt tắt. Chỉ thấy phía trước có một bóng đen vụt qua, thế là một tai nạn rất nghiêm trọng đã xảy ra. Sau khi sự cố xảy ra, Gia lúc này vẫn ở trong xe, bỗng nhiên thấy có người qua trước đầu xe. Gia nhìn kỹ lại, bỗng nhiên từ khoảng không bên ngoài bất chợt xuất hiện một cặp bố mẹ khác nhìn vào bên trong xe, rồi chợt bừng tỉnh, nhìn thấy bố mẹ đang hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả có lẽ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng chợt Gia phát hiện đầu của một con ngựa trong hộp nhạc đã bị gãy và trên người cũng có dính chút máu. Và lúc này bố mẹ đang xem tin tức hỏa hoạn trên truyền hình lại cười một cách rất quỷ dị. Gia nũng nịu mẹ đòi ăn bánh óc chó. Nhân lúc mẹ không để ý, cô bé đã cảnh giác lấy trộm một chiếc kéo để phòng thân. Con còn đã từng nhập viện vì dị ứng với các loại hạt. Gia đã phát hiện ra đây là cặp bố mẹ giả, vội vàng chạy trốn về phòng của mình, rồi tìm cách chặn cửa lại. Tiếp theo sau là một đôi tay không thuộc về loài người đã xuyên từ bên ngoài vào. Giọng của bố mẹ giả cũng đã biến thành giọng khủng khiếp của quái vật. Đúng vào thời khắc quyết định, nhân vật nam chính Lee Jun so với yêu quái kia còn giống với yêu quái hơn đã xuất hiện. Anh ấy nói đầy ẩn ý, là em đó sao? Nói xong, một luồng ánh sáng kỳ dị từ tay anh ta bay đến phía cô bé. Lee Jun lần nữa lại nói, xem ra không phải, hãy quên tất cả mọi thứ ngày hôm nay đi. Nếu không thì, câu nói phía sau của Lee Jun đã cố ý giấu đi, rồi nháy mắt Gia lại đã quay về hiện trường vụ tai nạn xe. Bố mẹ của cô bé như đã mất tích trong không khí, thời gian thấm thoát trôi đi, vừa chớp mắt đã 21 năm sau. Lee Jun bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh. Hôm nay anh ấy phải tham gia một buổi hôn lễ, anh ta vừa xuất hiện đã đi tắm. Đây là quà tặng cho người hâm mộ. Lee Jun ăn mặc bảnh bao đã đến buổi hôn lễ, nhưng anh ấy đến đây không phải chúc mừng mà đến gửi tặng người ta cái chết. Cô dâu ngày hôm nay chính là hồ ly đã ăn vô số gan người. Hai người trong cuộc giao đấu ngắn ngủi, cô dâu đã biết tai kiếp khó thoát. Cô ấy cầu xin cho được nhìn chú rể lần cuối. Lúc này vừa lúc có người đến tìm cô dâu. Lee Jun đồng ý cho cử hành xong hôn lễ sẽ tiêu diệt cô ta sau, nhưng cô ta lại không tuân thủ lời hứa. Sau khi kết thúc hôn lễ còn tung ra những đòn chí mạng tấn công anh ấy. Lee Jun cảm thấy rất buồn bực vì ngày tháng vừa ăn kem vừa xem phim Mỹ của mình đã bị phá hoại. Nhìn thấy cô dâu đã chạy trốn, Lee Jun phút chốc phá hủy hết hệ thống camera và tiến hành đợt truy kích cuối cùng. Chú rể và bạn bè khi nhìn thấy cô dâu bị truy sát vốn muốn ra tay giúp đỡ, nhưng sự xuất hiện của Lee Jun, toàn bộ đã bị hạ gục gần như ngay lập tức trước sức mạnh của Lee Jun. Cuối cùng đánh đến cô dâu hồ ly, trước khi chết cô ta cầu xin anh ấy hãy dùng năng lực để xóa toàn bộ ký ức hạnh phúc của bọn họ trong đầu chú rể đi. Lee Jun đã toại nguyện cho cô ta, vừa rút kiếm ra trong phút chốc cô dâu đã hồn siêu phách tán biến thành cho bụi. Trong mắt của Lee Jun lúc này lóe lên ánh sáng kỳ dị. Tiếp theo là sự xuất hiện của nữ chính. Gia giờ này đã trưởng thành, cô ấy làm việc trong đài truyền hình và trùng hợp lại xuất hiện ở gần buổi hôn lễ. Vì đã bị Lee Jun thay đổi ký ức. Ký ức của tất cả mọi người trong buổi hôn lễ đều là cô dâu hủy hôn bỏ đi theo người khác. Ánh mắt của Gia đã bị Lee Jun cuốn hút. Lúc này cô bị anh chàng đồng nghiệp Jae Won cắt đứt sự ngờ nghịch đó. Vì do khứu giác nghề nghiệp, Gia đã khám phá hiện trường đám cưới đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa trên váy cưới còn có vết rách lẫn chút máu, thậm chí còn xuất hiện cả lông tóc kỳ lạ. Và dưới sự thôi thúc của tính tò mò, Gia đã tìm Shinju bạn mình nhờ kiểm nghiệm hộ đám lông tóc đó. Kết quả phát hiện ra đây là lông của một loài hồ ly. Loài này gần như sắp bị tuyệt chủng hiện nay. Theo như lý thuyết thì loài hồ ly này sống ở môi trường không phải ở xung quanh đây. Và địa điểm phóng sinh trong thời gian gần đây nhất cũng cách đây rất xa. Và còn có gắn chip điện tử. Cảnh quay lại chuyển, Lee Jun vừa giúp một bé gái lấy lại quả bóng bay bị bay mất. Việc anh ấy sử dụng năng lực, cậu bé bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cậu bé liền chạy đến hỏi dò về thân phận của anh ấy. Đối với đứa trẻ này anh lại dám nói hết mọi thứ. Anh tự mình giới thiệu mình là hồ ly ngàn năm, lúc này đang đợi chờ mối tình đầu xuất hiện. Nói chuyện xong với cậu bé, Lee Jun đi đến văn phòng quản lý xuất nhập cư từ thế giới bên kia. Một cảm giác ma quái đập vào mặt chúng ta, khiếu nại bà ta lui ba người gác cổng sông Sando trong văn phòng rằng anh ta đã phục vụ trong quân đội hơn 600 năm. Trước sự phàn nàn của Lee Jun, bà ta lui ba chỉ ra rằng anh ấy không trách được người khác. Vì do năm đó Lee Jun thân làm thần tiên, thế mà vì muốn đổi sự trùng sinh cho một cô gái tên Aum, không những phải vứt bỏ thân phận thần tiên còn phải phụ trách việc trừng phạt những thế lực náo loạn âm phủ và nhân gian. Lee Jun không được vi phạm những điều mình đã hứa. Lee Jun đang tức điên lên rời đi. Phía bên này Gia cũng nhờ đồng nghiệp Jae Won đi lấy đoạn camera của buổi thành hôn, nhưng lại phát hiện ra người đàn ông mà cô dâu đã bỏ trốn theo trong lời kế của quan khách. Và càng ly kỳ hơn là lúc rời đi anh ta cũng đi có một mình. Vào đúng lúc này Gia mơ hồ nhớ về Lee Jun, người đàn ông thu hút cô ngày hôm đó. Cảnh quay lại chuyển, Shinju người trước kia đã từng giám định lông hồ ly cho Gia giờ này đang ngồi ăn cơm với Lee Jun. Thì ra hai người này vốn quen biết nhau rất lâu rồi. Trong bữa cơm Shinju nhắc nhở Lee Jun phải cẩn thận Gia. Quả nhiên Shinju đã không hề đánh giá thấp phán đoán của Gia. Gia đã thông qua truyền hình để kiếm tìm thông tin về người đàn ông cầm ô.
Rất nhanh có một cậu thanh niên đeo kính đến tìm Gia để cung cấp manh mối về người đàn ông cầm ô. Anh ta nói rằng Lee Jun là một con quái vật không già không chết, giống như ma quỷ và người ngoài hành tinh ấy. Gia đang định bóc mẽ tên lừa đảo này. Anh chàng đeo kính bỗng nói, tôi ở núi Hồ Ly đã từng gặp người đàn ông mà cô muốn tìm. Gia vì những biến cố lúc nhỏ đã gặp ở núi Hồ Ly nên đã có chút dao động. Sau đó cảnh khiến người ta run sợ đã xuất hiện rồi. Anh chàng đeo kính ngờ nghịch khi đi xuống tầng hầm đậu xe trong phút chốc đã biến thành một tên vô lại đeo kính đen. Và theo giới thiệu hắn chính là em trai của Lee Jun. Chúng ta gọi hắn là Lee Jang Lee. Tên này không phải là nhân vật tầm thường. Vừa bán rẻ Lee Jun xong, bước tiếp sau lại hẹn anh ấy gặp mặt. Lee Jun không chịu, Lee Jang liền nhắc đến người phụ nữ mà anh ấy chờ đợi suốt 600 năm nay. Thế là hai người họ như đạt được thỏa thuận nào đó. Đêm đó Gia đã bước vào cái bẫy mà Lee Jang đã vẽ ra. Lúc ban ngày khi cung cấp thông tin, Lee Jang đã bảo cô đến một trạm xe buýt chỉ định và lên xe. Lee Jang tại đây đã gặp một cô bé học sinh và một tên bận rộn. Cô bé học sinh cũng rất muốn có thể được vào làm việc tại đài truyền hình. Hai người đang chuyện trò bỗng xe buýt đã đến. Cô bé học sinh lên xe trước. Khi Gia định lên xe thì thấy tên bận rộn bị ngã sóng xoài. Cô ấy vội vã đến đỡ người đó dậy. Vì do tên bận rộn cứ bám chặt lấy Gia đã không thể lên được xe. Lúc này cô bỗng nhìn thấy Lee Jun người mình đang tìm kiếm bấy lâu đang ở trên xe và chiếc xe đang dần mất hút. Trong xe bỗng nhiên trở nên tối tăm. Tất cả mọi người hình như đều ngủ hết, chỉ có mỗi nữ sinh là không sao. Bỗng nhiên lúc này Lee Jun phóng về phía cô bé. Cảnh quay lại chuyển. Gia đang cõng gã bận rộn đi về phía trước. Cô ấy thấy người già mà mình cõng có vẻ nặng quá mức, nhưng hình như lại không có nhịp thở. Bỗng dưng cảm thấy có chút bất an. Sau đó gã bận rộn vít cổ cô ấy đến mức không thể thở được. Cô ấy thực sự không thể cố được nữa liền để ông ta xuống và khuyên ông ấy về sau uống ít rượu thôi. Người đàn ông trả lời điềm tĩnh, tôi đã trả xong nợ cho cô. Đúng lúc này có một chiếc xe taxi vụt ngang qua. Gia vội vã chặn chiếc xe đó lại, quay đầu lại đã không nhìn thấy gã bận rượu đâu nữa. Gần đó chỉ có một cái cột điêu khắc hình người già chột một mắt và dưới cái cột đó còn có bình rượu. Và sự việc sau đó làm cho cô sững sờ. Xe buýt đã gặp tai nạn đúng lúc đến núi Hồ Ly và trong chớp mắt cô lại nhớ đến cơn ác mộng thời thơ ấu. Hiện trường cũng rất quỷ dị, ngoại trừ cô bé học sinh tất cả đều chết hết. Lee Jun thì không biết đã đi đâu. Ngày hôm sau Gia đi thăm hỏi cô bé học sinh, nhưng đối phương thì trở nên ngây ngô hỏi gì cũng không trả lời. Đến khi Gia lấy ra bức ảnh Lee Jun cầm ô, được lấy ra từ đoạn camera trong hôn lễ, cô bé học sinh bỗng trở nên kích động, miệng cứ lẩm bẩm anh ta sẽ giết tôi mất. Gia trong lòng lo ngay ngáy liền gọi điện cho Jae-won bảo anh ấy liên hệ bên cảnh sát điều người đến bảo vệ cô bé. Đúng lúc này Lee Jun đã đến tìm cô bé học sinh. Gia liền hẹn anh ta ra ngoài và điên cuồng thám thính, và còn nói thẳng với anh ấy về buổi hôn lễ. Xe buýt gặp tai nạn, ở đâu có chuyện đều thấy có sự xuất hiện của anh ấy. Nói thẳng ra là những chuyện này chắc đều có liên quan mật thiết đến anh. Lee Jun chỉ ngồi đó giả ngốc. Gia vẫn không chịu bỏ cuộc còn ném cả túi của mình cho Lee Jun, yêu cầu anh lấy bức ảnh từ trong đó ra và ghi phương thức liên lạc. Lee Jun đã từ chối và ném trả túi cho Gia. Gia cố tình làm vậy chẳng qua là muốn lấy dấu vân tay của Lee Jun. Lee Jun đã bị Gia phá hoại việc đến tìm cô bé học sinh, quay đầu liền cùng Shinju rời đi. Anh ấy dặn dò Shinju nhanh chóng bỏ công việc trong chương trình trò chuyện những điều kỳ quái. Cảnh quay lại chuyển. Tại bệnh viện, cô bé học sinh lúc này nghe thấy tiếng bước chân, kẻ đáng nghi lao về phía cô ấy. Tiếp theo sau Gia đang vội vã lao đến bệnh viện, cô bé học sinh nhìn thấy cô lao vào cầu xin cho cô ấy đi, nếu cứ để cô ấy tiếp tục ở đây sẽ chết. Hết cách, Gia đành phải cho cô bé về nhà mình tá túc trước. Sau khi cô bé biết Gia đang sống một mình, liền lộ ra một nụ cười quái dị. Đến đêm cô bé liền nói dối Gia rằng mình đã nhớ ra hết mọi chuyện, là người đàn ông cầm ô đã giết chết mọi người. Thế nhưng chân tướng chính là tất cả đều do cô bé học sinh này gây ra. Trong lúc Gia an ủi cô bé không may làm vỡ cốc thủy tinh, trong lúc dọn dẹp, cô ấy liền hỏi cô bé rằng đêm đó muộn thế còn định đi đâu. Cô bé liền nói đi về nhà. Bỗng nhiên Gia cầm mảnh vỡ lên giữ uy hiếp cô bé ấy. Cô ấy đã điều tra nhà của cô bé này ở hướng ngược lại. Gia đã giải thích, con người ta sau khi gặp tai nạn ô tô sẽ sản sinh ra ý thức tự bảo vệ mình. Thế nhưng trên người cô lại không hề xuất hiện những biểu hiện đó. Đúng lúc này cô bé học sinh quay đầu lại biến thành Lee Jang. Hắn ta nói rằng cô bé ấy đã bị hắn ta ăn thịt rồi. Gia liền lấy miếng thủy tinh tấn công Lee Jang, nhưng mức độ sát thương này coi như bằng không. Cũng may lúc này sau lưng anh ta xuất hiện, thì ra Gia sớm đã phát hiện cô bé học sinh này có vấn đề. Cô ấy liền lưu lại bức thư ở bệnh viện cho Lee Jun, muốn mình làm mồi nhử, quả nhiên đã câu được con cá lớn. Hai anh em thân thủ đều bất phàm, đánh đấm qua lại, họ đánh nhau từ trong nhà ra bên ngoài. Lee Jang bỗng nhiên tỏ ý tạm dừng cuộc chiến. Anh ta nói đầy ẩn ý, làm một ván cược đi, nếu như đến 15 tháng sau, người phụ nữ này sẽ chết. Lee Jang không hề nói rõ nội dung vụ cá cược đã khiến cho Lee Jun phải suy nghĩ. Tiếp đó đôi mắt phát ra ánh sáng của anh, hướng về phía Gia đang chạy về phía mình nói, hãy quên mọi thứ về tôi. Ngày hôm sau Lee Jun về nhà phát hiện ra, máy tính xách tay trên bàn đang chiếu đoạn camera mọi việc hôm qua xảy ra tại nhà Gia. Tất cả đoạn đối thoại và những pha đánh đám đều đã bị ghi hình lại. Lee Jun tìm gặp Gia lúc này đang đứng ở ban công. Kết quả đối phương không hề mất trí nhớ và còn thông qua dấu vân tay biết được thân phận của anh ấy là giả mạo. Gia trên tay cầm chứng cứ để dẫn dắt anh đi về hướng cô ấy. Sau đó một cảnh đáng kinh ngạc đã xảy ra. Cô ấy bỗng chủ động ngã ngửa ra khỏi ban công. Cái cô nhóc khôn lanh này đã được như ước nguyện.
vì Lee Jun hết cách lần nữa lại phải dùng năng lực để cứu mạng cô. Jia đã chứng thực được đối phương không phải là con người, đồng thời trong đầu bỗng xuất hiện lời anh ấy nói với cô lúc còn nhỏ. Hồi ức kết thúc, Jia một mũi kim đâm vào cổ của Lee Jun. Cái ngày mà cô ấy mong chờ bấy lâu cuối cùng đã đến. Lee Jun tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cáo chín đuôi kiêu ngạo chuẩn bị tìm Jia để tính sổ. Nhưng Jia một chút cũng không sợ, dùng thái độ thờ ơ để nói. Lee Jun rất thắc mắc không biết cô gái này đã làm gì mình nên đã tạm tha cho cô. Dưới sự điều tra của Jia, Lee Jun đã thừa nhận thân phận là một con cáo chín đuôi. Bởi vì Jia rất giống một người bạn cũ. Vì thế năm đó anh ấy mới cứu cô một mạng, nhưng bây giờ bản thân lại được lấy oán báo ơn. Jia giải thích rằng trong nhiều năm cô đã tham gia nhiều chương trình trò chuyện khác nhau là để tìm kiếm bố mẹ đã mất tích. Nói xong liền thả chiếc USB có quay lại cảnh đánh nhau Lee Jun và em trai Hồ Ly Lee Giang vào trong tách trà. Và còn bày tỏ sau khi tìm thấy bố mẹ cô sẽ chủ động quên đi mọi thứ. Cảnh tượng xoay chuyển, em trai của Lee Jun là Lee Giang đi dự đám tang của một cặp vợ chồng đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Con trai của cặp vợ chồng quá cố sau khi nhìn thấy Lee Giang thì vẻ mặt đầy hoài nghi. Có một hôm người con trai ném đồng xu vào bể nước cầu nguyện. Anh hy vọng ba mẹ có thể ngừng phản đối việc anh ta và bạn gái kết hôn. Khi đó anh cũng đã nói điều ước này với Lee Giang, người đã cho anh những đồng xu. Kết quả ba mẹ anh ta đều bị chết. Anh ta nghi ngờ ba mẹ mình xảy ra chuyện là do Lee Giang làm. Ngày hôm sau Lee Jun đến tìm Ta Lui Pa. Anh ấy vẫn không từ bỏ được A-Eun nên muốn hỏi thăm tung tích của cô ấy. Ta Lui Pa khuyên bảo, đầu thai chuyển kiếp là chuyện ngẫu nhiên, đừng nói đến mặt, kể cả giới tính cũng có thể thay đổi. Lee Jun bình tĩnh nói, nam cũng tốt nữ cũng tốt, tôi thế nào cũng được. Chỉ cần không quá già là được rồi. Tôi không thể chịu được việc khi vừa mới trùng phùng đã phải tiễn cô ấy ra đi. Lee Jun thậm chí còn không hỏi về nơi ở của A-Eun, nhưng anh ta lại hỏi thông tin về ba mẹ của Jia. Lee Jun hẹn gặp Jia và nói tên của bố mẹ Jia không có trong danh sách. Điều này cho thấy họ mất tích rất lâu nhưng vẫn chưa chết. Sau khi biết được tin tức, Jia rất biết ơn Lee Jun. Nhiều năm nay không một ai tin rằng bố mẹ cô vẫn còn sống. Lee Jun đặc biệt hiểu được tâm trạng của Jia. Suy cho cùng thì anh ấy cũng đã đi tìm A-Eun mấy trăm năm. Sau khi xác định xong việc chính, Jia lại quan tâm đến cuộc sống của Hồ Ly. Từ Lee Jun cô biết được rằng trên thế giới này còn có rất nhiều Hồ Ly đang tồn tại. Tất cả chúng đều biến thành hình người ẩn mình sống trong thành phố. Sau khi ăn xong, Lee Jun phát hiện Jia đã trở nên tò mò. Câu hỏi cũng càng ngày càng nhiều. Lee Jun nhanh chóng khuyên cô nên dừng lại. Người và Hồ Ly không nên có quá nhiều giao kết. Nhưng Jia lại nắm lấy tay anh ta. Đối mặt với một cô gái giống hệt người yêu của mình, Lee Jun có chút không sao xuyến. Ngay lúc đó lại xảy ra chuyện không ngờ. Jia nhận được một cuộc gọi báo tin người thân của đồng nghiệp thân thiết đã qua đời. Điều kỳ lạ là tối qua mọi người đều gặp ác mộng. Biểu cảm của Lee Jun thay đổi và anh cảm thấy có gì đó bất thường. Cảnh tượng xoay chuyển. Jia đang nhờ nhân viên đài truyền hình giúp mình tìm gì đó. Ở nơi không có người, cô ấy đột nhiên ném đồng xu xuống đất. Lúc này cơ thể của người nhân viên xuất hiện một luồng sáng. Đột nhiên anh ta vồ xuống đất nhặt đồng xu lên ăn. Ngay khi đối phương chuẩn bị tấn công Jia thì Lee Jun bất ngờ xuất hiện. Anh ấy dựa vào sức mạnh và tốc độ để chiếm ưu thế. Thì ra, cơ thể thật của người nhân viên này là một sinh vật xuất hiện trong truyền thuyết, có tên là Bulgasari, là yêu quái sống bằng cách ăn ác mộng của người khác. Bulgasari giải thích rằng, chính em trai Lee Jun đã bảo anh ta đến đài truyền hình thì sẽ được ăn no. Nhân lúc Lee Jun không để ý, Bulgasari đã bắt Jia làm con tin. Lee Jun đã sử dụng sức mạnh và lại một lần nữa giải quyết xong tình thế khó khăn. Sau trải nghiệm này, Lee Jun khuyên Jia không nên can thiệp vào những việc mạo hiểm của thế giới bóng tối. Nhưng trong nháy mắt, tai nạn mới lại tiếp tục đẩy hai người đến với nhau. Các ngư dân đã vớt được một chiếc đầu lâu trên biển. Từ chiếc răng cửa rát vàng, họ nhận ra chiếc đầu lâu này là của ông Seo, người quen. Ngay sau đó, con gái của người quá cố đã khóc thét lên. Đúng lúc này, có một người bất ngờ đưa cho cô một chiếc khăn tay. Ở một nơi khác, Lee Jun cũng đang phiền não về hành động của em trai mình. Anh lo lắng Lee Giang sẽ gây rắc rối cho Jia. Vì vậy đã thẩm vấn Bulgasari vừa mang về nhà bắt. Anh ta phải liên lạc với Lee Giang giả vờ muốn gặp mặt. Sau đó Lee Jun xuất hiện trước mặt Lee Giang. Em trai đối với sự xuất hiện này của anh mình cũng không chút ngạc nhiên. Bất ngờ Lee Giang hỏi Lee Jun về sự tái sinh của A-Eun, lại còn coi Jia như một chiến lợi phẩm cho cuộc chiến giữa hai anh em. Sự hận thù trong lòng Lee Giang là do năm đó Lee Jun vì A-Eun mà từ bỏ cơ hội làm sơn thần và cũng đã bỏ rơi người em trai này. Lee Jun cũng đã nghe về vụ án đầu lâu, mà Lee Giang lại luôn nhắc tới sự tái sinh của A-Eun. Vì thế anh ấy quyết định sẽ đi điều tra vụ này. Ngày hôm sau Lee Jun gặp Jia trên thuyền đi điều tra vụ án chiếc đầu lâu. Gần đây những cơn ác mộng kỳ lạ không ngừng thúc giục việc tìm kiếm bố mẹ của Jia. Cô ấy căn bản không nghe lời khuyên của Lee Jun. Lee Jun nhìn Jia lẩm bẩm, cùng một con tàu cùng một hòn đảo và cùng với người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt A-Eun. Vậy rốt cuộc có điều gì đang chờ đợi trên hòn đảo đó? Hai người đã thành công lên đảo. Ngay khi Lee Jun lên đến nơi, anh phát hiện có một vài người nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ. Sau đó Jia bắt đầu phỏng vấn người con gái của ông Seo. Vào ngày xảy ra tai nạn, cô rất bận nên đã không nhận cuộc điện thoại của người ba. Ông Seo để lại tin nhắn trên điện thoại nói rằng ông đã mơ thấy người vợ quá cố muốn dẫn theo con gái đến nơi khác. Lee Jun ngay lập tức chỉ ra khi sinh mệnh sắp hết thì sẽ nhìn thấy người quá cố đến đón đi. Người chết lúc đó có lẽ là cô con gái, nhưng ông Seo đã đi chết thay cho con gái mình. Khi sắp xếp chỗ ở, do chỉ có một phòng nên hai người đã tranh giành nhau. Jia nói rằng hồ ly thì nên sống trong hang,
Lee Jun khẳng định mình là một con hồ ly hiện đại và muốn được ở trong phòng. Lee Jun, một lão hồ ly không biết xấu hổ, lại chui qua giữa hai chân của Jia. Jia xấu hổ vội chạy đi phỏng vấn những ngư dân đã phát hiện ra chiếc đầu lâu. Những ngư dân này nói rằng họ không thân thiết với ông Seo. Không ngờ Jia đã sớm biết chuyện họ và ông Seo đã cùng nhau đi đánh cá. Sự dối trá của những ngư dân bị phơi bày. Một trong số đó quyết định chuyển trọng tâm câu chuyện và công khai trêu chọc Jia, nhưng đã bị cô dạy cho một bài học. Nữ chính có IQ thông minh như vậy thực sự rất hiếm. Sau đó Lee Jun luôn ở bên cạnh Jia và nói, nếu được anh muốn lấy những kết quả điều tra có sẵn. Kết quả người dân trên đảo nhìn thấy người lạ thì đều né tránh. Vào thời khắc quan trọng, Lee Jun sử dụng sức mạnh của bản thân. Anh ấy tìm thấy một linh hồn bảo vệ rừng. Linh hồn bảo vệ rừng nói với hai người, từ sau chiến tranh Triều Tiên có rất nhiều thứ kỳ lạ đã trôi vào đảo này. Thần bảo hộ và thần thổ địa cũng lần lượt rời khỏi đảo. Hòn đảo bị mây đen bao phủ nên cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô còn bị trói buộc bởi sợi dây nên không thể nhấc chân đi được. Lee Jun đề nghị Jia cắt đứt dây để giải thoát cho linh hồn bảo vệ rừng. Linh hồn bảo vệ rừng cảm thấy Jia và khu rừng này rất có duyên phận nên đã đề nghị cô đi về phía bắc của hòn đảo để tìm câu trả lời trong lòng. Lúc này con gái ông Seo và bà thầy Mo đang ở bên bờ biển cúng bái, hy vọng có thể tìm thấy thi thể của ba để tổ chức tang lễ cho ông ấy. Bà thầy Mo đột nhiên nói không có ở biển, sau đó kinh hãi nói ra những lời không có nghĩa rõ ràng. Chẳng lẽ cơ thể đến trước đầu sao? Cha của cô ở bên kia. Lee Jun và Jia đã đến phía bắc của hòn đảo. Đột nhiên Jia phát hiện cô ấy có cảm giác quen thuộc với nơi này, từ trong túi lấy ra một bức ảnh. Năm đó ba của Jia và mẹ cô khi đang mang thai cô đã từng đến đây. Cô ấy rất tò mò không biết lý do tại sao ba mẹ cô lại đến đây, và cô cũng tò mò về hang động này. Buổi tối Jia và Lee Jun ở cùng một phòng. Lee Jun phàn nàn về mùi chăn bông. Jia nói anh phàn nàn vậy sao lại bày đặt, không thèm đi nhà trọ còn cố chấp như vậy. Lee Jun miệng thì không nói nhưng nghĩ trong lòng còn không phải lo cô sẽ xảy ra chuyện sao. Nói xong cô liền cười lên, nụ cười quen thuộc ấy đã đánh trúng trái tim của Lee Jun. Quay người lại và nói với Jia đừng có cười với vẻ mặt xấu như vậy. Đến đêm Lee Jun đợi Jia ngủ say liền thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không nhận thấy sự phản hồi của Ngọc Hồ Ly. Trái tim của anh ấy như bị vỡ nát. Ngày hôm sau, Jia thức dậy và thấy chiếc chăn của Lee Jun đang đắp trên người cô. Trên mặt bỗng nở nụ cười. Lee Jun vốn dĩ nói muốn lấy những kết quả điều tra có sẵn của Jia, nhưng kết quả lại là anh ấy dẫn dắt cô điều tra. Hóa ra vụ án đầu của ông Seo không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra. Cảnh tượng xoay chuyển, Jia đang đi đến ngọn núi phía sau thì nhận được tin báo từ đồng nghiệp Jae Hwan. Lúc này Jia nhìn thấy một ngư dân bị điên có quen biết với ông Seo. Cô ấy thử đi về phía trước để kiểm tra tình hình nhưng lại bị đánh bị thương. Với thời khắc nguy cấp lại là Lee Jun kịp thời đến cứu cô ấy. Trước sự cầu xin của Jia, Lee Jun đã buông tha cho ngư dân này. Đúng lúc này camera đột nhiên quay đến Lee Jang đang gọi điện cho Yuji nói rằng anh ta đang có chuyện rất hay ho. Cuối cùng một màn ngược siêu cấp cũng đã đến. Lee Jun cởi áo của Jia để giúp cô bôi thuốc. Bỗng nhiên Jia nói rằng nóng quá, nói xong một màng lưới đen xuất hiện dưới lớp thuốc. Sau đó Jia đột nhiên bóp cổ Lee Jun và nói với anh rằng đã lâu không gặp Lee Jun. Lee Jun rất tò mò không biết đây là ai. Jia cười và nói là tôi đây, người mà anh vẫn luôn mong đợi, nhưng mà vì sao lại giết tôi? Một ngư dân tóc trắng đã chết trong nhà. Jia và Lee Jun nghe tin, phát hiện người chết rõ ràng mái tóc bạc trắng vậy mà trong tay lại xuất hiện tóc đen có mùi tanh tưởi. Thậm chí Lee Jun còn ngửi thấy mùi tanh như ở trong nhà cô Seo mà họ đã từng tiếp xúc. Tất cả chuyện này chính là âm mưu của Lee Jang. Hắn muốn tiết lộ chân tướng kinh hoàng cho cô Seo biết, người mới tìm thấy đầu của bố mình và Lee Jang, hứa sẽ giúp cô Seo giết chết ba ngư dân sống sót khi họ ra biển cùng ông Seo, và cô Seo cũng sẽ phải trả giá đắt. Người sống sót Jin Sik ở trong nhà nhìn thấy ông Seo không đầu nên đã bị dọa đến điên điên khùng khùng chạy ra khỏi nhà. Cùng thời gian đó, hai người lại đến thăm một người sống sót khác. Người này nói sóng lớn đã đâm vào mạn thuyền của tàu cá, ông Seo bị sóng lớn cuốn đi. Ba người sống sót mơ mơ hồ hồ nổi lênh đênh trên biển. Khi tỉnh lại đã đến đất liền. Lúc này một đoạn hồi ức về sự thật đang nổi trên mặt nước. Năm đó bốn người cùng nhau ra biển, bị mắc kẹt ở đó, vừa đói vừa khát. Ba người sống sót đã lấy ông Seo làm thức ăn mới trụ được đến phút cuối. Lúc này người sống sót bị thẩm vấn, thần trí đã không còn tỉnh táo, miệng liên tục lẩm bẩm tôi đói quá, rồi trực tiếp ngã xuống đất chết. Jia lại phát hiện tóc đen trong miệng anh ta. Hai người vội vã tìm đến nhà của người sống sót cuối cùng, Jin Sik, kết quả chẳng nhận được gì, cùng lúc chết hai mạng người. Jia rất không hài lòng với thái độ thờ ơ của Lee Jun. Lee Jun phản bác lại, sau cuộc chiến tranh với Nhật Bản, Triều Tiên đã giảm được 3,5 triệu dân số. Cô thấy tôi không cảm xúc, thực ra vì tôi nhìn thấy quá nhiều đám tang. Cuối cùng Jia tìm thấy phát hiện quan trọng, trong nhà của những ngư dân đều xuất hiện bức tranh chân dung Long Vương. Lee Jun cho biết khi còn là thần núi, anh và Long Vương đã từng tham gia huấn luyện trong lớp tiên chủ, luôn cảm thấy Long Vương này không giống. Jia thông qua mạng internet còn mạnh hơn cả phép thuật để tìm ra điểm không giống nhau. Bức tranh Long Vương trước mặt không có chân. Lee Jun lẩm bẩm rằng đây không phải rồng mà là mãng xà. Lúc này Lee Jang tìm thấy vùng đất bị phong ấn trên đảo. Ở đây phong ấn mãng xà khổng lồ hung ác, và bà đồng trên đảo hóa ra là người hầu của mãng xà. Từ cuộc nói chuyện của hai người biết được mãng xà năm đó bị giết trong trận chiến với Lee Jun, nhưng mãng xà xảo quyệt đã để lại một phần cơ thể của mình cho gia đình à. Bây giờ chỉ cần một nghi thức đặc biệt sẽ có thể hồi sinh.
Mãng xà ngay khi được hồi sinh nhất định sẽ quyết chiến một mất một còn với Li Dân. Bà đồng thấy khó hiểu tại sao Li Giang lại chống lại anh trai mình. Tâm trạng Li Giang đang vui vẻ nên thuận miệng giải thích. Lúc còn làm thần núi, Li Dân đều tính toán với mọi người và không bao giờ để mình chịu thiệt, chỉ sẵn sàng dành cho đứa em trai cùng cha khác mẹ những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng sau này, Li Dân đã để lại vết sẹo kinh dị trên bụng của Li Giang. Thù này không trả, hắn thề không làm hồ ly. Phim chuyển cảnh, Li Dân khuyên Jia nhanh chóng rời khỏi đảo. Anh có dự cảm không lành, nhưng Jia lại một mực muốn ở lại. Cô còn muốn điều tra rõ bố mẹ năm đó, vì sao lại chạy đến hòn đảo nhỏ kỳ lạ này. Sau đó, hai người chia làm hai ngả. Jia gọi điện cho đồng nghiệp Jae Hwan, nhờ anh giúp điều tra những vụ án chưa được phá ở năm trước trên đảo này. Cô trực tiếp đi tìm cô Seo. Jia cảnh giác nên có thể nhận ra từ những biểu hiện nhỏ của đối phương không phải cô Seo. Sau trận cười lớn, cô Seo đã biến thành Li Giang. Jia tâm trí lúc này đột nhiên chú ý tới cuốn tiểu thuyết Moby Dick. Moby Dick là tiểu thuyết từ câu chuyện có thật nói về thuyền viên trên biển ăn thịt người. Điều này rất giống với những gì những ngư dân sống sót trước khi chết đã trải qua. Jia nhận thấy Li Giang rất có thể biết được chân tướng năm đó, và cũng vì che giấu động cơ thực sự mới đại khai sát giới. Chuyển hướng sự chú ý, Li Giang khen Jia rất thông minh, để làm phần thưởng, hắn có thể giúp Jia tìm được bố mẹ của mình. Jia có chút do dự, muốn từ chối Li Giang khi bạn cho hồ ly ân tình, nó sẽ một mực đòi báo ân, mắc nợ hồ ly có thể phải trả với cái giá cao hơn. Li Giang không quấy rầy Jia nữa, trước khi đi, hắn để lại một lời cảnh cáo, đừng quá tin tưởng tên Li Giang, đợi hắn tìm được thứ hắn muốn, cô sẽ nhìn thấy địa ngục. Lúc này, Li Dân đang đi vào làng. Anh phát hiện nhà nhà đều treo bức tranh mãng xà, mà nhầm với bức tranh Long Vương. Anh hỏi trưởng thôn trong làng và biết được bức tranh này do bà lão của vùng đi chợ mua về, sau đó phân phát cho các hộ gia đình cầu cho mưa thuận gió hòa. Li Dân trầm ngâm. Anh phát hiện trưởng thôn đã trở nên không bình thường. Sau đó thôi miên xóa bỏ ký ức của trưởng thôn. Trưởng thôn sau khi bị xóa bỏ ký ức đã bình thường trở lại. Ông nói với Li Dân, trước đó đã có một anh chàng đẹp trai từ bên ngoài đã hỏi về nơi ở của cô Seo. Li Dân đoán là em mình đến rồi, liền lập tức đi tìm Jia. May mà cô tứ chi đầy đủ, cả người mập mạp cũng không bị em trai ăn thịt. Jia nói Li Giang đến để lôi kéo cô nhưng không nói tới lời cảnh cáo rằng cô đừng tin Li Dân. Phim chuyển cảnh, một người một hồ ly vừa ăn vừa nói về chấp niệm của mình. Chấp niệm của Li Dân là tìm thấy mối tình đầu mà anh đã hứa sẽ một lòng. Jia lần đầu tiên biết được Li Dân vẫn luôn đợi một người đã mất. Sau đó, một cuộc điện thoại đã phá vỡ nỗi đau của Li Dân. Thuộc hạ của anh là Shinju vừa mới bị hồ ly tinh xinh đẹp giật mất sợi dây chuyền. Qua nhiều năm, Shinju luôn dựa vào sợi dây chuyền đó để hiểu được tiếng lòng của động vật, để chữa bệnh cho chúng. Cả quá trình Li Dân đều nghe từ phía Shinju, cả tâm trí đều là chuyện trên đảo. Bọn họ đều không ngờ là người giật sợi dây chuyền của Shinju lại là thuộc hạ của Li Giang, Yuji. Mặt khác, Jia đang nghe điện thoại của Jae Hwan. Jae Hwan điều tra được từ năm 1954 trên đảo xảy ra 4 vụ án kỳ lạ, người chết đều là nữ. Jia sau khi tìm kiếm mạnh mối liên quan đến vụ án, thì phát hiện thời gian vụ án kỳ lạ xảy ra đều là 15 tháng 7 âm lịch. Mà hôm nay lại đúng là 15 tháng 7. Bắt đầu từ đây tình tiết tiếp tục trở lại đoạn trước. Jia phát hiện ngư dân cuối cùng sống sót, Jin-sik. Jin-sik điên điên khùng khùng tấn công Jia, được Li Dân cứu giúp. Li Dân chuẩn bị xử lý vết thương cho Jia thì đối phương đột nhiên bị quỷ ám, liền tấn công chiếm thế thượng phong và tự xưng mình là thứ Li Dân muốn tìm kiếm. Hỏi Li Dân tại sao lại giết cô. Li Dân trong đầu lóe lên hình ảnh của anh và A-ưm đánh nhau năm đó, nghiêm túc hỏi lai lịch của linh hồn quỷ ám. Linh hồn quỷ ám cố gắng cải trang thành A-ưm đã chết để giày vò Li Dân. Nhưng Li Dân có miếng ngọc hồ ly có thể nhận ra thân phận của A-ưm, nên không trúng kế của đối phương. Lúc này Jia đột nhiên được giải trừ linh hồn quỷ. Li Dân đang nghi ngờ thì bất ngờ nhìn về phía sau bắt đầu tấn công. Li Giang đến không có gì tốt đẹp cả. Li Dân dứt khoát yểm hộ cho Jia chạy trốn. Anh em hồ ly bắt đầu đánh nhau chí chóe trong rừng. Phía Jia thì cứ chạy, gặp được bà đồng đang cải trang thành một phụ nữ bình thường ở trong làng. Jia lấy ra tấm ảnh của bố mẹ hỏi bà có từng gặp qua không. Bà đồng tỏ ra có chút ấn tượng, dẫn Jia về nhà nói chuyện và thuyết phục Jia uống trà. Jia ngập ngừng nhưng vẫn làm theo. Lúc này bà đồng bắt đầu nói thai phụ trong ảnh, vì vị trí thai nhi không đúng nên đến xin Long Vương chúc phúc để được thuận lợi sinh ra. Long Vương của đảo cực kỳ linh nghiệm, bảo vệ nơi đây mưa thuận gió hòa. Lúc này Jia bất ngờ chỉ ra rằng người phụ nữ trước mặt cô chính là một bà đồng. Jia vẫn luôn làm các chương trình trò chuyện kỳ quái dựa vào lượng thông tin cô có. Cô đã sớm nhận ra là cờ ngũ sắc trong nhà của bà đồng là biểu tượng cho việc xem bói. Jia cảm thấy bà đồng không đúng thì tự khắc sẽ không uống trà. Cô khiến bà đồng giận một hồi rồi rời đi. Đột nhiên, cơ thể cô tự nhiên ngã xuống. Người phù thủy nhẹ nhàng nói, cái có vấn đề không phải là trà mà chính là mùi hương. Lúc này Jia nhìn thấy bà đồng trong gương biến thành một bà lão tóc bạc. Mặt khác, Li Giang đánh nhau một trận xong thì thừa nhận hắn đến đây để kìm chân Li Dân. Mục đích thực sự tất nhiên là bắt một mình Jia làm vật tế. Li Dân phát huy năng lực chuẩn bị đi tìm Jia thì đột nhiên phát hiện mùi của Jia đã hoàn toàn mất hết. Lúc này, người bà đồng đang mài dao xoèn xoẹt về phía Jia. Bà làm theo lệnh của Li Giang giải các loại cây đặc biệt gần phong ấn của mãng xà để chống lại Li Dân. Miệng lẩm bẩm mẹ của Jia luôn mơ giấc mơ kỳ lạ, là Jia đưa mẹ cô lên đảo. Jia đã tỉnh lại, nghe lén tất cả, lặng lẽ không cất lời.
Ly Dân bên này thấy trước mắt trời đã tối, chỉ còn cách sử dụng sức mạnh của thần núi để triệu tập sự giúp đỡ. Một cơn gió bắt đầu thổi mạnh, đàn đom đóm dẫn chủ cũ đi tìm Gia. Khi anh đến vùng đất phong ấn của mãng xà, những loại cây đặc biệt trên mặt đất đã cản đường anh. Ly Dân chỉ có thể nhìn bà đồng đẩy Gia xuống giếng sâu. Ly Dân dường như đã nhìn thấy A Ưng, người đã chết trong vòng tay của anh năm đó. Trong chớp mắt, Ly Dân dùng toàn hỏa lực, chỉ thấy mắt anh sáng lên, kéo theo mưa lớn đến tấn công những loại cây đặc biệt trên mặt đất. Sau đó, một cú sét đánh khiến bà đồng bốc khói bay hơi, không thể cản được. Ly Dân đã cứu Gia lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc, và đồng thời, Ta Lui Pa bất ngờ nói với ông xã, không ổn. Mặt khác, mặc dù Ly Dân đã cứu được Gia nhưng máu của Gia lại đã lưu lại ở vùng đất phong ấn của mãng xà. Đêm khuya, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện, toàn bộ cư dân trên đảo đều tập trung ở đây, thân sắc hoảng loạn không nói nên lời. Phía Ly Giang ôm khăn quấn, dán đầy bùa chú đưa cho Hắc Y Nhân, phía trong khăn quấn hình như còn có một em bé đang khóc. Hai người Ly Dân và Gia vẫn chưa nhận ra sự khác biệt. Gia uống rượu, cảm ơn Ly Dân đã nhiều lần cứu giúp. Cô thể hiện mình mặc dù không có năng lực gì đặc biệt, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ bảo vệ Ly Dân. Lời nói và cách thể hiện giống nhau này, Ly Dân đã được thấy từ A Ưng. Trong phút chốc, anh lại có chút hoảng hốt. Hôm sau, khi Ly Dân chuẩn bị rời đi thì gặp cô Seo. Anh nhìn ra được cô Seo đã lấy một chân của mình để đổi lấy lời nguyền của kẻ thù. Lúc này Gia đã sớm thức dậy, cô mang đến một tin khiến mọi người rất ngạc nhiên. Tất cả mọi người trên đảo dường như đã biến mất, 41 người trên đảo đều bỗng dưng mất tích, đến cả xác chết lần trước cũng không cánh mà bay. Trong khi Gia gọi điện báo cho đồng nghiệp, Ly Dân đã phát hiện ra biểu ngữ để lại trên bãi biển vào một thời điểm nào đó. Trong nháy mắt anh ấy nhận ra rằng ai đó đang gọi hồn ác quỷ, nhưng những dấu vết đã bị xóa và việc điều tra không đi đến đâu. Ta Lui Pa lờ mờ tìm ra lý do tại sao cô ấy không thể nhìn thấy tương lai của Ly Dân. Trở lại hòn đảo, cô Seo đã cung cấp cho bọn họ một thông tin quan trọng. Đêm qua khi cô dậy uống nước thì nghe tiếng trẻ con khóc, nhưng hầu hết phụ nữ trên đảo đều đã 60 hoặc 70 tuổi, không thể nào có trẻ con ở đây được. Ngoài ra khi đó, kim đồng hồ đã ngừng chạy chỉ vào lúc 2 giờ 40 phút. Gia cũng nhận ra rằng đồng hồ của cô ấy cũng dừng lại ở 2 giờ 40 phút. Tất cả trở nên mơ hồ, một thế giới bị ẩn vào đó đang dần dần mở ra. Cùng lúc này Yuji đang cùng với bố mẹ ăn mừng sinh nhật. Nhưng không khí đang vui vẻ thì người bố bỗng dưng hồi phục ký ức. Người con gái trước mặt này không phải là con gái ông. Cô bé đã chết trong một vụ tai nạn vào năm 24 tuổi rồi. Vậy cô gái này là ai? Vào lúc Yuji đang chuẩn bị ra tay với người bố hờ của mình, thì Ly Giang xuất hiện nhẹ nhàng giải quyết mọi vấn đề. Anh dặn dò Yuji phải giữ gìn cẩn thận sợi dây chuyền lấy được từ chỗ Shinju, bởi đây sẽ là chìa khóa quan trọng trong kế hoạch của anh. Anh biết rằng những sự việc trên đảo sẽ nhắc nhở Ly Dân về sự hồi sinh của mãng xà. Liền hưng phấn nói một câu, người con gái của anh đến kiếp này cũng phải chết thôi. Chỉ một câu nói đã làm cho những mâu thuẫn trước kia của hai anh em sống lại. Đối mặt trước sự bất lực của Ly Dân, Ly Giang đầy thách thức mà nói với anh trai rằng nếu muốn ngăn cản anh ta, chỉ có một cách duy nhất, đó là giết anh ta. Như trước đó Ly Dân đã từng, năm đó để tìm kiếm người vợ đã qua đời của mình, Ly Dân đã rời đi, con người đã chạy lên núi để phóng hỏa cướp bóc. Ly Giang trong thời gian này đã bị biến chất, anh tôn thờ sức mạnh hủy diệt ra tay tàn sát rất nhiều người vô tội. Ly Dân nhận lệnh của Diêm Vương trở về tiêu diệt người em trai. Kể từ thời khắc đó cả hai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cho đến thời khắc này, Ly Giang vẫn không ngừng tự hỏi tại sao anh trai vì mệnh lệnh của cấp trên và vì một người con gái mà nỡ lòng sát hại em trai. Anh buộc Ly Giang ra tay với mình một lần nữa, nhưng Ly Giang không ra tay. Anh biết rằng đây không phải là con người thật của Ly Giang. Về phía cảnh sát, sau khi điều tra thì phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ. Năm 1590, Mỹ cũng xảy ra trường hợp tương tự. Tất cả người dân trên hòn đảo đều mất tích bí ẩn. Ngoài ra 41 người mất tích trên đảo đều không có người thân thích hay bạn bè. Họ là những người di cư đến trong cùng một lần. Ta Lui Pa khiển trách Ly Dân rất nhiều. Bà ta nhiều lần khuyên bảo anh không nên quá mải mê tìm kiếm tình đầu. Nhưng Ly Dân lại nói rằng, những kẻ sống đến hàng ngàn năm như bọn họ, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Còn nhớ năm 1980 khi mà bà rất thích xem phim, bà đã sưu tập rất nhiều băng đĩa của Trương Quốc Vinh. Khi Trương Quốc Vinh mất, bà khóc lóc đến 3 ngày liền. Anh cũng vậy, đối với anh mà nói Gia bây giờ là cả thế giới. Lần này tìm thấy cô, anh cũng chỉ mong cô luôn luôn an nhiên, trải qua cuộc sống của người bình thường vậy là đủ rồi. Trùng hợp Gia gọi điện đến mời anh, Ly Dân vui mừng khôn xiết, anh vội vàng đến nhà cô. Dường như lúc này không gì có thể ngăn cản được anh, kể cả những hình phạt khốc liệt kia. Khi Ly Dân đến nhà, Gia nhìn thấy đằng sau anh đang giấu thứ gì, nghĩ rằng anh sẽ mang một bó hoa đến. Kết quả đó lại là một bó ngải cứu. Ly Dân hài hước giải thích rằng, bởi anh không muốn nợ cô bữa cơm này nên muốn mang chút gì đến. Gia cảm thấy Ly Dân rất đáng yêu liền vô thức xoa đầu anh. Ly Dân nhớ đến người con gái mà anh yêu kiếp trước cũng từng làm như vậy. Chú cún nhỏ nhà tôi cũng thích được xoa đầu như vậy. Sau đó Gia nói về những kỷ niệm đau thương cùng với bố mẹ. Khi nước mắt đang trực trào rơi xuống, cô bịt chặt hai tai, vì cô tin rằng làm như vậy sẽ khiến cho nước mắt không rơi nữa. Ly Dân nhận ra rằng người yêu kiếp trước của anh cũng có những hành động tương tự như thế. Tim như thắt lại, anh nghiêm túc nói với Gia, sẽ giúp cô tìm được bố mẹ. Cô sẽ giống như những người khác trải qua cuộc sống bình dị. Nhưng ở một cục diện khác, Ly Giang vẫn không ngừng tiến hành kế hoạch.
anh tìm thấy người đàn ông mặc đồ đen đã nhặt được đứa trẻ sơ sinh lúc trước. Đứa trẻ vượt qua được kiếp nạn trong quá khứ ấy, được cuốn trong những lớp vải tựa như một sinh vật kỳ lạ. Sự hợp tác lần này với Li Giang đem lại cho người đàn ông áo đen nhiều hy vọng, nhất là về mong muốn được kéo dài tuổi thọ của ông ta. Đồng thời về Li Giang, anh cũng hài lòng vì những bi kịch sắp tới mà anh trai nhận được. Vào lúc này, Li Dân và Jia chào tạm biệt. Jia phải đến tham dự tang lễ mẹ một người bạn. Li Dân lo sợ việc tiếp xúc với lực lượng siêu nhiên sẽ khiến Jia thu hút sự chú ý của ma quỷ, mà anh lại chịu sự trừng phạt của Diêm Vương không thể bảo vệ cô được. Sau đó anh đưa cho cô một túi nhỏ có chứa những hạt đậu đỏ. Chiếc túi này có tác dụng bảo vệ cô khỏi ma quỷ trong vòng 2-3 ngày. Nhận được món quà, Jia cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai người bị dị không nỡ rời xa. Khi Jia vừa mới khuất bóng, điện thoại Li Dân bỗng báo có tin nhắn của cô gửi đến muốn hẹn anh đi xem phim. Sau đó Li Dân đi chấp nhận hình phạt bởi vì anh đã giết mụ phù thủy. Nhưng Diêm Vương niệm tình anh cũng đã có công cứu nhiều người nên đã giảm nhẹ hình phạt. Cuối cùng Li Dân phải đến núi tuyết để nếm chịu những đau đớn của cơ thể loài người. Lúc này Li Giang cũng cử hạ thủ của mình đến để tiêu chọc Shinju. Anh kinh hãi khi nhìn thấy vết sẹo trên người cô gái. Lần trước khi tranh giành sợi dây chuyền, Yuji tự xưng là một chú hồ ly được nhập lậu từ Nga với trái tim của một bác sĩ thú y. Khi nhìn thấy vết thương, anh đã thật sự tin rằng cô bị con người ngược đãi. Yuji sau đó nhanh chóng rời đi. Jia ở đám tang gặp Li Giang, cô đoán rằng anh hay đến tìm mình là bởi cô và Li Dân gần đây thường xuyên qua lại, mà trong lòng Li Giang anh trai lại có vị trí vô cùng quan trọng. Li Giang không trực tiếp xác nhận những phỏng đoán của cô mà chỉ kể một câu chuyện. Nhiều năm về trước, thần núi Li Dân bỗng nhiên rời khỏi khu vực trông coi của mình. Những người trước kia suốt ngày lên núi khấn vái, nay lại vì muốn tuyệt chủng loài hồ ly mà phóng hỏa đốt cả ngọn núi, đến cả chú chó con vô tội mà anh vô cùng yêu quý cũng chết trong cơn hỏa hoạn đó. Tất cả những điều này đều có liên quan đến tình đầu của Li Dân. Bây giờ anh ấy cho rằng Jia chính là người con gái ấy, nên đã cố giết mụ phù thủy bằng mọi giá. Nghe những điều mà Li Giang nói, Jia có những dự cảm chẳng lành. Nhưng bất kể cô có truy hỏi thế nào, anh cũng không nói ra tung tích của Li Dân, nhưng lại lén lút phá hủy túi đậu của Jia. Lúc đó những người ngồi trong phòng giám sát phát hiện, trong phòng xuất hiện rất nhiều đứa trẻ, nhưng Jia lại không hề hay biết. Trong đó có một cặp chị em lén lút đi theo cô. Vào lúc Jia gặp nguy hiểm, Li Dân lại bị giam cầm trong địa ngục ở núi tuyết. Một ngày của nhân gian bằng một năm ở địa ngục. Cái giá phải trả cho việc bảo vệ Jia là chịu đựng sự băng giá trong vòng 7 năm. Jia bị hai cô bé đeo giày mỗi bên một màu thu hút. Nhưng khi một đàn em trong công ty chạy tới, thì hai cô bé bỗng chốc biến mất không còn dấu tích. Jia không để ý đến hai bức ảnh thờ của cặp chị em ở trong phòng. Sau khi tạm biệt đàn em, cô bị hai cô bé lúc trước quấn lấy, trực tiếp thít khăn trên cổ Jia khiến cô bất tỉnh. May mắn lúc đó người hậu bối kia chưa đi quá xa đã kịp thời ứng cứu. Li Dân nguyện đến núi đao để chịu hình phạt, để rút ngắn thời gian về với Jia. Nhưng điều này đồng nghĩa là cơ thể người trần của Li Dân cũng có thể bị sự khắc nghiệt của những hình phạt đoạt mạng bất cứ lúc nào. Nhưng Li Dân nguyện vì người mình yêu mà đánh đổi. Lúc này Jia cũng tỉnh lại. Người hậu bối giải thích về tình huống lúc trước. Từ hành vi đi giày trái màu của hai cô bé, có thể suy luận ra đây thực chất là hai hồn ma. Bởi ma quỷ thường làm những điều trái ngược với con người. Bỗng nhiên Jia phát hiện ra anh đang cầm ngược cuốn sách. Lúc này mới ý thức được kẻ ngồi trước mặt vốn không phải là người hậu bối kia mà là một hồn ma. Hai chị em kia lại một lần nữa xuất hiện. Chúng liên miệng xin được trú ngụ trong cơ thể của Jia. Jia hoang mang tột độ mà tháo chạy khỏi căn nhà. Trong lúc đó Li Dân cũng phải đối mặt với vô vàn thử thách. Thân thể phàm trần của anh tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái có những nét tương đồng với người yêu kiếp trước của anh lại hiện lên. Lại chẳng thể buông xuôi mà nỗ lực tiến về phía trước. Jia đang ở trong trạng thái sợ hãi cực độ. Cô trốn trong một cửa hàng như thể chạy trốn những tay lính bắn tỉa. Thông qua cửa kính cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dưới sự rượt đuổi của những hồn ma, Jia từng bước bị ép lên tầng thượng. Lần này có nhiều đứa trẻ xuất hiện hơn và chúng cũng giống như hai cô bé kia liên miệng đòi chiếm lấy cơ thể cô. Cô thật sự đã bị ép đến đường cùng. Vào thời khắc quan trọng, Li Dân mình đầy thương tích lao ra cứu cô, sau đó đau đớn mà ngất đi. Sự ứng cứu kịp thời hết lần này đến lần khác của Li Dân làm Jia vô cùng cảm động không kìm được nước mắt. Chạm tay vào gương mặt đẫm lệ, Li Dân yếu ớt mở mắt. Anh cũng đang đợi em. Cùng lúc đó sinh khí của anh bừng sáng. Jia không hiểu chuyện gì bắt đầu xử lý vết thương cho Li Dân. Vì để tránh cho anh cảm giác đau đớn, cô ấy còn đút cho anh một viên kẹo. Lúc nhỏ mỗi lần cô ấy đi tiêm, mẹ đều cho cô ấy ăn kẹo. Và dần dần cô ấy cũng không thấy sợ bệnh viện đến mức ấy nữa. Anh chàng hồ ly kiêu ngạo này vẫn muốn Jia tiếp tục kể những chuyện trước đây của cô cho anh ấy nghe. Và thế là cô ấy nói đến việc vẫn luôn kiên trì, cho rằng việc bố mẹ cô ấy mất tích là không phải do con người làm ra, nên cô đã bị nhốt vào viện tâm thần. Cô ấy theo dõi vị bác sĩ điều trị cho mình và phát hiện ra đối phương đã ăn trộm thuốc gây mê và đã nắm thóp người ấy và trao đổi lấy sự tự do. Nhưng vì sự đả kích mất đi bố mẹ, cô không muốn trở về nhà nên cứ ngồi khóc trước cửa. Sau đó Jia rất điềm tĩnh giúp Li Dân băng bó vết thương. Thực sự rất khâm phục sự tập trung vào thân thể của anh chàng hồ ly đó. Đến lúc Li Dân ngủ thiếp đi, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói của đối phương: anh cũng vẫn đang đợi em. Hôm sau, Shinju đột nhiên lao đến tìm Li Dân, tạm thời làm gián đoạn khoảng thời gian ngọt ngào giữa hồ ly chín đuôi và cô gái loài người.
Gia lúc này mới biết thì ra anh chàng viện trưởng viện động vật này hóa ra cũng là một con hồ ly, hiện nay đảm nhận công việc vệ sĩ lái xe và làm việc nhà như giặt quần lót. Shinju giống như bậc phụ huynh tác hợp cho Lee Jun và Gia. Dù bị Lee Jun đuổi đi, trước khi đi vẫn có nhắc nhở Gia không cần biết Lee Jun có làm nũng thế nào đòi ăn kem, cũng phải đợi sau khi ăn cơm xong mới cho anh ta ăn. Ngoài ra Lee Jun rất thích trong lúc ngâm mình tắm thả ba con vịt vào trong nó. Thấy Lee Jun đã lóe ánh mặt lên muốn giết chết người, Shinju liền cười ha hả và vội vã chạy đi. Lúc này hồ ly em Lee Jang đang mua hàng trong một cửa hàng đồng hồ danh tiếng. Anh ta đã nhắm trúng chiếc đồng hồ anh nhân viên đang đeo trên tay. Đó là di vật đáng giá của bố anh ta để lại. Anh ta liền dùng một chiếc đồng hồ vô cùng đắt giá để đổi lại chiếc đồng hồ trên tay anh ấy. Sau khi rời khỏi đó lại vui đem chiếc đồng hồ ra bên ngoài cửa kính và lẩm bẩm: cái đồng hồ này vừa xong, còn được coi là đồ vật rất có giá trị với một người nào đó. Hiện nay cái đồ vật được xem trọng đó không còn nữa. Giống như mình bây giờ đây, Lee Jun người vẫn luôn bị em trai mình thù hận. Lúc này đang ăn kem rất vui vẻ. Gia đối với việc một con hồ ly chín đuôi thích ăn kem cảm thấy rất hiếu kỳ. Thế là lấy hộp kem trên tay của Lee Jun ăn thử. Lee Jun cứ nhìn một cảm giác vô cùng ngọt ngào bủa vây lấy anh. Anh ấy nói với Gia, bản thân không ngờ cuộc sống lại có thể trở nên ngọt ngào như thế vì nhờ một hộp kem. Lee Jun có chút chán nản nói rằng, lúc đầu anh bị cô ấy đối xử như cún cưng, mối tình đầu lúc nhỏ. Bởi vì nhà cô ấy cún con rất thích được người xoa đầu, nên cô bé nghĩ Lee Jun chắc cũng thích được xoa đầu như thế. Lee Jun đã nghĩ ra đủ những hành động kỳ quặc để dọa cho bỏ đi. Nhưng cuối cùng cô ấy không những không đi mà còn nhận anh ấy làm thuộc hạ. Về sau liên tục đến tìm Lee Jun. Anh cũng tính là đã chứng kiến cô bé oan gia này từng ngày lớn lên. Thế nhưng Lee Jun và cũng không chỉ có những ngọt ngào. Mỗi ngày đều khổ luyện cung tên để chuẩn bị giết người cha của mình, người đang làm vua của một đất nước. Lee Jun nói với Gia, thời kỳ đó chính là thời kỳ tăm tối nhất của đất. Con yêu quái Im Uji Boy đã vào trong cung và giả dạng thành quốc vương. Chính là một cô công chúa thực sự. Lúc này có một bà vú nuôi đến một gian phòng dán đầy bùa chú. Cậu bé trong phòng trên mặt và trên người nổi đầy hình vảy rắn kinh dị. Cậu ta bỗng nắm chặt lấy tay bà vú nuôi. Vào lúc này người mặc áo đen đang đứng trong phòng khách mặt không chút cảm xúc. Câu chuyện lại trở về bên này phía của Lee Jun. Nhưng anh ấy lại bị hỏi đến việc sao lại chết. Lee Jun nhớ đến lời cảnh cáo của bà ta Lui Ba, đã dứt khoát ngậm chặt miệng không nói, vì không muốn Gia dính dáng quá sâu vào sự việc. Bên khác, Lee Jang nhờ vào thính lực siêu xa của mình bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của chó. Sắc mặt lập tức biến đổi kéo theo Yuji tìm được ba tên cặn bã, phút chốc đã ngăn chặn hành động ném bóng vào chú chó con làm thú vui của chúng. Lee Jang và Yuji đã dùng vũ lực để hạ gục ba con gà yếu đuối ấy, sau đó sử dụng phương thức rút lá bài để quyết định cách xử phạt ba người này. Và họ vốn sở trường là đánh bóng chày, giờ sẽ mãi mãi mất đi cánh tay chuyên đánh bóng. Khi Lee Jang và Yuji chuẩn bị rời đi đã gặp chú chó nhỏ được họ cứu. Lee Jang bỗng nhiên hồi tưởng lại sự việc trước đây rất lâu, con chó mà cậu ấy rất yêu thương. Vào lúc Lee Jun rời khỏi rừng núi, bị một trận phóng hỏa của loài người đã xóa sạch tất cả. Đúng lúc này Lee Jun và Gia đi hỏi thăm hai chị em hồn ma suýt hại chết cô ấy. Chân tướng lại khiến cho người ta một phen khiếp sợ. Thì ra cha của hai bé gái thường ở bên ngoài lái xe kiếm tiền và chúng được gửi gắm cho người chú trông nom. Không ngờ người chú cặn bã này vào đêm xảy ra sự việc sau khi đã uống say, nên đã có ý đồ không tốt với hai đứa cháu nhỏ. Vào lúc hai đứa bé định chạy trốn thì đã bị giết hại dã man. Lee Jun tìm thấy tên chú cặn bã này, dùng vũ lực uy hiếp hắn phải đi thú tội. Cha của hai đứa bé biết tin như thể bị sét đánh, đau đớn muốn chết. Gia liền báo cảnh sát để cho tên cặn bã kia chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cô ấy còn nói với người cha này rằng hai đứa bé luôn rất quan tâm đến ông ấy. Lúc này hai cô bé đứng sau lưng người cha cứ khóc rồi vỗ vỗ lưng cha mình. Cảnh quay lại chuyển, lúc này Lee Jun và Gia đang đưa tiễn hai chị em đã tháo được nút thắt trong lòng đi đầu thai. Ai ngờ đằng sau còn một nhóm những linh hồn trẻ con đang đứng đó. Lee Jun bất lực đành xua chúng đi. Anh ấy nói với cô rằng linh hồn những đứa trẻ này đã tồn tại quá lâu rồi. Theo như phong tục trước đây, cha mẹ sẽ vì việc không phải nhớ nhung những đứa trẻ đó mà tiếp tục sống, sẽ không xây mộ cho chúng. Từ trước đến nay trong lòng bố mẹ, sự ảnh hưởng của những đứa con đều to lớn như thế. Lee Jun phát hiện Gia cứ nhìn chằm chằm mình. Anh ấy hỏi cô đang nhìn cái gì đấy. Gia ý rằng việc anh siêu độ hai cô bé kia chứng tỏ anh là người tốt. Bỗng lúc này trời đổ mưa to, Lee Jun vội vàng dương ô lên và nói, nếu muốn cảm ơn thì mời ăn cơm hay uống rượu đi. Gia trốn dưới ô của Lee Jun và quyết định đi uống một chén. Cô ấy lén ném chiếc ô của mình đang mang theo đi và chen vào ô đi cùng anh. Thế nào chiêu này các bạn học được chưa? Có hai người dưới ô đi trong cơn mưa đang cùng mỉm cười. Có người ánh mắt lấp lánh. Hai người giống như đôi nam nữ tình cảm vừa chớm nở. Anh đem ô che về phía em nhiều hơn. Em liền đẩy ô lại về phía anh. Gia liền hỏi đùa rằng, anh đã bị thu hút bởi tiếng cười của em đúng không? Lee Jun liền cứng miệng phản bác, là do anh tự cắn câu đấy chứ. Rất giống những đôi tình nhân đang trêu nhau. Bên này Yuji đem chú chó nhỏ cứu được lúc ban ngày đến tìm Shinju chữa trị. Shinju vì muốn chữa trị tốt hơn, liền đòi lại chiếc vòng cổ có thể nói chuyện với động vật. Anh ấy cũng rất khâm phục cái vẻ dũng cảm của Yuji. Trộm chó xem có vẻ là không đúng, nhưng lần này đã cứu sống chú chó này. Yuji rất ít khi được khen nên rất vui sướng. Nhìn thấy cảnh Shinju đang rất chăm chú cứu sống chú chó, Yuji đã bị thu hút.
Lúc này Lee Jun và Jia đã bắt đầu uống bia rồi. Anh ấy rất ngạc nhiên vì cô vẫn chưa xem bộ phim Câu chuyện đồ chơi 3. Lee Jun hồ ly chín đuôi đối với những lời thoại kinh điển trong phim giống như thuộc lòng. Jia có ý rằng phim đó là dành cho trẻ con xem. Cô ấy không thể xem những loại phim khóc lóc như thế. Bản thân thích xem phim Mad Max The Avenger và tất cả phim về thây ma. Lee Jun lại đưa ra rất nhiều chủ đề. Kết quả là hoàn toàn tương phản với Jia. Đến khi nói đến thích xem phim Hàn Quốc vẫn không có đồng minh, cô ấy chỉ thích xem tiết mục kinh dị. Bọn họ thỉnh thoảng cũng kiếm được một số điểm chung, thế là cạn ly. Sau khi ăn uống cũng ngà ngà, Jia liền hỏi về mơ ước của Lee Jun. Lee Jun liền trả lời một cách phức tạp. Nếu như mơ ước không thể thành hiện thực cũng được tính là ước mơ thì anh muốn trở thành con người. Ước mơ của Jia cũng như thế, khiến cho người ta thấy lòng nặng trĩu. Kể cả sống trong lều lán cũng được, chỉ mong tương lai sẽ được sống chung cùng bố mẹ. Lee Jun liền bảo Jia đưa ảnh bố mẹ, có vẻ anh muốn giúp cô tìm họ. Sau đó Lee Jun đã đưa Jia về cửa nhà, hai người chúc nhau ngủ ngon. Lee Jun nhìn cô đi vào trong nhà, Jia bỗng nhiên thấy có hai con đom đóm bay lại phía mình. Cô mới nhận ra năm đó lúc cô từ viện tâm thần trở về, hai con đom đóm đã tiếp sức mạnh cho cô, cũng chính là Lee Jun đem đến. Jia vội vã quay đầu lại nhưng bên ngoài cửa đã không còn ai. Lúc này Lee Jun đang ngồi trên mái nhà phía đối diện. Ngày hôm sau tiết mục trò chuyện những điều kỳ lạ của cô nhận được thông tin, có người mẹ làm công việc vú nuôi đột nhiên mất tích. Nhưng mức độ việc này nếu đúng về phương diện tính là những chuyện kỳ lạ, thì vẫn chưa có gì nổi bật để khiến người khác chú ý cả. Thời gian ăn trưa đội trò chuyện những điều kỳ lạ đã gặp chủ tịch công ty. Không ngờ đối phương chính là người áo đen đã nhận nuôi Im Uji Boy. TVC President hình như đã biết hoàn cảnh đặc biệt của Jia. Bên này Lee Jun đi đến văn phòng quản lý xuất nhập cư từ thế giới bên kia. Ông Hyun đang giảng giải cho hai bé gái về những điều chú ý khi vào địa ngục để trùng sinh. Lee Jun liền nhét vào tay hai đứa trẻ đồ chơi mà vốn không được mang theo vào địa ngục, và liền quyết liệt khiếu nại rằng cái lệnh đó dưới địa phủ đã đến lúc phải thay đổi rồi. Trước khi đợi đến lúc bà ta Lui Pa chuẩn bị tức giận, anh ta liền thay đổi chủ đề. Lần này anh đến nhờ và bà ấy tìm hộ bố mẹ cho Jia, nhưng kết quả vô cùng tệ. Hai người này đang ở nơi rất cổ quái, không ở nhân gian cũng chẳng ở địa ngục, tung tích không tra được. Bà ta Lui Pa liền nhắc nhở Lee Jun hay là trực tiếp đi hỏi người bắt bọn họ ấy. Lee Jun tìm thấy thổ địa tại đoạn đường cha mẹ Jia đã gặp chuyện, và người này chính là ông già một mắt mà Jia gặp tại trạm xe buýt hôm đó. Dưới vũ lực bức cung của Lee Jun, cuối cùng thổ địa mới nói ra hai chữ Sajo. Sau đó anh ấy liền tìm gặp Jia lúc này đang ăn cơm với đồng nghiệp, đưa Jia bắt đầu con đường hoàn thành giấc mơ không đề phòng. Lúc này Lee Jun cũng tìm thấy thổ địa, anh ta cũng bức cung thổ địa để hỏi tung tích của đôi lông mày hổ. Lúc này đôi lông mày hổ là cái gì vẫn chưa có ai giải thích rõ, hình như Lee Jun đang lên kế hoạch làm gì đó. Cảnh quay chuyển, Lee Jun đã đưa Jia đến một nơi, ở đây có tiệm cho thuê hàn phục và có rất nhiều người qua lại đang mặc trang phục này. Lee Jun bảo Jia đứng đây đợi anh một lát, còn bản thân phải đi xung quanh tìm chút manh mối. Jia đứng đó nhìn xung quanh, vô tình nhìn trúng một bộ hàn phục rất đẹp. Lee Jun quay lại không tìm thấy cô liền lo lắng phát điên, quay đi quay lại cuối cùng tìm thấy Jia đang mặc hàn phục đứng trên một cây cầu. Bỗng nhiên chợt nhớ lại lời hẹn ước của mình và A-um năm đó, anh ấy nhất định phải tìm được A-um trùng sinh. Anh đã đi đâu, em đã đợi anh rất lâu. Câu nói của Jia đã kéo Lee Jun quay trở về thực tại. Lee Jun không nói câu nào, chỉ dùng một cái hôn vô cùng nóng bỏng, mãnh liệt để trả lời Jia đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đối mặt trước với những nghi ngờ hoặc trong lòng, cô liền hỏi anh, người mà anh thực sự muốn hôn là tôi hay là người con gái năm xưa? Tôi không phải là cái bóng của ai hết, tôi là chính tôi. Sau đó cô đưa tay vuốt về gương mặt Lee Jun, đề nghị anh đưa ra lựa chọn giữa hai người con gái. Nói xong cô liền cảm thấy có chút hối hận, có vẻ như những lời nói của mình có phần hơi xến xúa. Thế nhưng điều đó lại khiến Lee Jun vui vẻ ra mặt. Anh ra sức trêu chọc cô gái nhỏ, cô gái thông minh lanh lợi như Jia lần này cũng chỉ có thể ra sức trốn chạy. Cuối cùng Lee Jun cũng nghiêm túc trở lại, anh nói với Jia mục đích ngày hôm nay đưa cô đến là để tìm kiếm tin tức về bố mẹ cô. Xa do sơn thần bán đảo Joseon có thể sẽ nắm giữ những thông tin quan trọng. Ngôi làng theo phong cách dân gian trước mặt họ, có thể có rất nhiều thần linh lẫn yêu quái đang trà trộn ở đây. Chúng tiếp xúc với con người để làm giảm đi mùi hương đặc trưng của cơ thể và cũng để giống con người hơn. Điều này làm những hoài niệm trong Lee Jun lại hiện về. Sau khi hỏi thăm dân làng, cả hai đi đến một căn nhà chuyên phục vụ bói toán. Tay thầy bói vậy mà lại dùng app điện thoại để nhận diện gương mặt họ. Sau đó phán rằng Jia kiếp trước vốn là dòng dõi hoàng tộc, còn Lee Jun lại là một kẻ phản nghịch, bị giết khi tấn công cầu sông Hàn. Lee Jun tức giận nói rằng, nếu đã nói những điều không đúng sự thật sao không nói luôn những điều tốt đẹp. Khi hai người chuẩn bị rời đi, ông ta bỗng nói duyên phận này của hai người vốn dĩ không nên bắt đầu. Nếu như vẫn cố chấp ở bên nhau, một trong hai sẽ phải chết. Cả hai đều không mấy thoải mái rời đi. Jia vừa dứt lời bỗng từ đâu lao tới một mũi tên. Trên mũi tên có gắn bức thư hẹn gặp ở cổng nha môn. Sau khi hai người rời đi thì Lee Jang cũng đến. Anh nói rằng mình đã biết thân phận thực sự của lão thầy bói, cảnh cáo đối phương tốt nhất đừng giở trò. Sau khi đề nghị được xác nhận những sự việc xảy ra ở kiếp trước, Lee Jang lôi ra một cặp tiền. Nhưng tên thầy bói không mảy may dao động. Ông ta có một chiếc túi thần kỳ. Nếu Lee Jang thật sự muốn động thủ anh sẽ bị hút vào đó. Ông ta đề nghị nếu như anh thật sự muốn giao dịch, vậy hãy đem thứ quý giá nhất của mình tới đây. Ở một diễn biến khác, ở bên này Lee Jun và Jia cũng đã gặp được Sajo.
chính là người đã từng buộc tội giết người cho Lee Jeon. Thông qua lời nói của Sơn Thần có thể thấy được những thái độ bất thường. Lee Jeon nói rằng có một con hồ ly tinh hoành hành ngang dọc, không những giết người vô số mà còn ăn luôn gan của nạn nhân. Vậy mà thân là Sơn Thần nhưng Sa Do lại dương mắt làm ngơ, nên anh chỉ còn cách thay trời hành đạo diệt trừ mối nguy hại cho muôn loài. Hai bên đấu khẩu một hồi, sau đó Sa Do lệnh cho thủ hạ của mình tấn công Lee Jeon. Khi chứng kiến trận chiến, Ji-a thấp thỏm không yên. Sa Do liền hỏi có liệu có phải cô đã yêu Lee Jeon rồi hay không, nhưng cô lại không ngần ngại mà trả lời rằng cô thực ra chỉ đang lợi dụng anh để tìm tin tức của bố mẹ. Nhưng khi đến đây nhìn thấy Lee Jeon vì lấy được tin tức về bố mẹ mình mà xả thân vào trận chiến ác liệt, thật lòng cô không nỡ. Bây giờ điều cô muốn là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Sa Do rất cảm kích trước sự thành thật của Ji-a, bày tỏ những lo ngại về tương lai của cô, đồng thời cũng khen cô là một cô gái thú vị như lời đồn. Cuối cùng nhấn mạnh, lần này đến tìm ông sau này tuyệt đối đừng hối hận. Sau khi các thủ hạ của Sa Do đều bại dưới tay Lee Jeon, ông trực tiếp ra trận. Hai người sử dụng năng lượng siêu nhiên để đối phó lẫn nhau, nhưng bất phân thắng bại. Lee Jeon liền đề nghị cả hai sẽ sử dụng tay không để chiến đấu. Sau đó cả hai điên cuồng mà tấn công đối phương. Cuối cùng vẫn là Lee Jeon áp chế được Sa Do. Những điều xảy ra tiếp theo làm Ji-a bối rối. Lee Jeon lại mời Sơn Thần đi ăn đồ Tây. Dưới sự giải thích của Lee Jeon, cuối cùng cô cũng biết được Sa Do ban đầu là một loài trùng đất. Hai người bọn họ có quan hệ vô cùng thân thiết. Một diễn biến khác, Shinju hẹn Yuji đi ăn canh gà tiền. Shinju nói rằng nhờ sự việc cô giải cứu chú chó nhỏ lần trước đã gỡ bỏ những hiểu lầm trước đây của anh với cô. Đối mặt với sự chân thành của Shinju, Yuji dần dần cũng có chút dao động. Cùng lúc đó, Lee Jeon và Ji-a cũng mời Sa Do uống cà phê và ăn bánh macaron để cảm ơn, đồng thời để vị Sơn Thần này có thể trải nghiệm những cảm giác của một người thường. Cuối cùng hai người cũng hỏi thăm được thông tin về bố mẹ Ji-a. Ngày bố mẹ cô gặp chuyện năm đó, có một người đàn ông mặc vest sẫm từng tới tìm ông ta. Hắn ta đã dự báo trước vào vụ tai nạn vào ngày 3 tháng 3 âm lịch. Từ những lời nói của hắn có thể mơ hồ đoán ra được, sự mất tích bí ẩn của bố mẹ Ji-a đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng từ mùi vị trên cơ thể hắn có thể đoán được đây hoàn toàn là con người. Hắn ta chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường. Chỉ có duy nhất một điểm đặc biệt là trên trán hắn có múc ết đồng, hình phạt xăm tội danh lên người tội nhân. Trên đó khắc hai chữ Tây Kinh. Nếu như đã từng chịu hình phạt này, có lẽ hắn phải sống từ trước thời Joseon. Sa Do đoán rằng hắn rất có thể là người ở bên cạnh Ji-a, bởi vì mục tiêu của hắn vốn dĩ không phải là bố mẹ cô. Khi tiễn người bạn thân ra về, Lee Jeon nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc. Trong người Ji-a có dòng máu của mãng xà. Đứng từ xa nhìn Ji-a rất lâu, Lee Jeon chợt nhớ đến lần gặp cô ở trong rừng sâu. Một dự cảm không lành thoáng chốc hiện lên. Anh dần dần cũng không thể phân biệt được người con gái trước mặt rốt cuộc là ai. Lúc này có một cậu bé trên mình có nhiều vết xà văn, đang cố gắng dùng năng lực của mình để cứu sống một chú chim bị thương. Cậu bé với mãng xà độc ác, dường như hoàn toàn trái ngược. Cùng lúc đó Lee Jeon đang vô cùng bất an, bàn bạc cách tìm ra tung tích của người đàn ông năm đó. Ji-a thật sự không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào cô, và tại sao Lee Jeon lại hết lần này đến lần khác bảo vệ cô, mà không nói cho cô biết lý do. Lee Jeon dịu dàng xoa đầu cô mà nói, anh không muốn cô bị thương, cũng không muốn cô vì anh mà hy sinh. Anh chỉ hy vọng cô có thể trải qua một cuộc sống yên bình và vui vẻ. Lúc đó Lee Jeon gọi điện tới, bực tức phàn nàn tại sao gọi đến mười mấy cuộc mà Lee Jeon không chịu nghe máy. Lee Jeon thờ ơ đáp lại, tôi là bạn gái cậu, sao phải bám tôi như vậy. Nhưng sau đó, anh đã nghĩ ra cách để tìm được người đàn ông kia. Hai người hẹn gặp nhau. Trước khi đến gặp Lee Jeon, Lee Jeon đã ỉm lên đôi giày của mình một chữ đến thăm. Lá bùa này sẽ khiến cho Lee Jeon tự động tìm đến nơi của người đàn ông kia. Sau đó cả hai cùng đến ngôi nhà họ xem bói lúc trước. Thì ra Lee Jeon cũng không biết thứ quý giá nhất đối với mình là gì. Vì thế nên đã nhờ tên thầy bói kiểm tra vật phẩm giao dịch. Kết quả Lee Jeon thực sự là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời Lee Jeon. Lee Jeon dùng Lee Jeon làm vật trao đổi xong, thì nhận món đồ từ tay thầy bói rồi nhanh chóng rời đi. Đến cửa mới phát hiện giày của mình đã không còn nữa. Vừa thầm chửi rủa sự ấu trĩ của anh trai, vừa lấy đôi giày của anh đeo lên. Ji-a nhìn thấy Lee Jeon đã rời đi, liền thúc giục Lee Jeon nhanh chóng đuổi theo. Nhưng tay thầy bói lại coi Lee Jeon như chiến lợi phẩm của mình, chớp mắt đã thu anh vào chiếc túi thần. Đứng giữa việc lựa chọn đuổi theo Lee Jeon để tìm kiếm tin tức bố mẹ và cứu Lee Jeon, Ji-a vô cùng do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cứu Lee Jeon. Cô trở về lục tung cả căn nhà, cuối cùng tìm thấy một món quà quan trọng. Ji-a vội vã trở lại ngôi làng, nhưng khi đến nơi thì cổng lớn đã đóng rồi. May nhờ có sự trợ giúp của Sơn Thần Sa Do, Ji-a cuối cùng cũng đến gặp được lão thầy bói trong thời gian quy định. Cô đem tới một hộp phát nhạc, đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà cô nhận được từ bố mẹ mình. Lão thầy bói cuối cùng cũng hiểu rằng đây chính là sợi dây gắn kết cuối cùng giữa cô và bố mẹ, nhưng đáng tiếc là giá trị của nó vẫn chưa đủ để thực hiện cuộc giao dịch này. Cùng lúc đó Lee Jeon sau khi đi phải đôi giày bị yểm bùa, vô thức tìm đến nhà của người đàn ông kia. Đây dường như chính là người mà Ji-a đang tìm kiếm. Đến khi nhìn thấy ký tự dần dần biến mất trên đôi giày, Lee Jeon cuối cùng cũng ý thức được mình đang bị anh trai lợi dụng. Lão thầy bói dưới sự van xin của Ji-a đành miễn cưỡng giúp cô tìm kiếm xem có thứ gì có thể làm vật trao đổi hay không. Lão vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra bát tự của cô vô cùng tốt, hơn nữa trong cơ thể còn có ngọc hồ ly, liền nở nụ cười gian xảo. Sau khi lấy ngọc hồ ly làm vật trao đổi thành công, đường chỉ tay trên tay trái cô bỗng chốc có sự biến hóa.
vì cứu Ly Dương cô đã để mất dấu Ly Giang. Sau đó cả hai về nhà vừa uống bia vừa bàn luận về một ngày đầy mệt mỏi. Ly Dân hỏi cô vì sao không đuổi theo Ly Giang để tìm kiếm tin tức về bố mẹ. Jia nói rằng cô cũng quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa cho dù đây là cơ hội cuối cùng đi chăng nữa, thì cô vẫn còn có Ly Dân bên cạnh. Cô tin rằng anh sẽ đem lại một cái kết có hậu cho mình. Bầu không khí cũng dần dần tốt lên. Jia tâm sự rằng có những lúc cô đã thầm oán trách tại sao bố mẹ lại rời xa cô. Nhưng đến cuối cùng chính cô mới là người phá hoại cuộc sống của họ. Nói xong liền thuận tay gắp một miếng gà cay. Cô giải thích nếu làm như vậy, Ly Dân sẽ không biết rằng cô đang khóc vì buồn bã hay bởi vì quá cay mà nước mắt trào ra. Kết quả Jia còn chưa rơi nước mắt, Ly Dân đã bị vị cay nồng của miếng gà cay tấn công đến độ không mở được mắt. Đêm khuya khi Ly Dân chuẩn bị rời đi thì Jia đang trong cơn say mơ màng nắm lấy tay anh thủ thỉ. Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi sợ rằng nếu cứ như vậy tôi sẽ ỷ lại vào anh mất. Ỷ lại rồi tôi sẽ trở nên yếu đuối. Người con gái từ nhỏ đã một mình chống chọi với bao khó khăn khiến tim Ly Dân như thắt lại. Anh chỉ mến nói, tôi bảo đảm sau khi giúp em đoàn tụ với gia đình, đến lúc đó tôi sẽ rời đi và không để em nhớ lại đoạn ký ức đã từng có sự xuất hiện của tôi. Sau đó Ly Dân đến tìm Talupa truy hỏi bà về sự tồn tại của mãng xà. Talupa xác nhận điều khủng khiếp này là sự thật, đồng thời nói rằng con mãng xà sau khi thoát khỏi phong ấn đã luôn giữ kín hành tung. Bà cũng vừa tìm được những mảnh vỏ xác của nó. Cùng lúc đó Jia đang mê man trong giấc mơ, cô nhìn thấy một cậu bé rất giống Ly Long. Cậu bé còn chủ động chào hỏi cô. Jia giật mình bừng tỉnh. Lúc này trên gáy cô xuất hiện những xà văn y hệt như cậu bé trong giấc mơ. Mặt khác từ phía Talupa, Ly Dân đã xác nhận được mãng xà đã trốn thoát. Talupa còn nói với anh Ngọc Hồ Ly trong cơ thể Jia đã biến mất. Hình như có một thứ gì đó trong cơ thể của cô ấy đã tỉnh dậy. Biết được Jia lại gặp chuyện, Ly Dân cực kỳ giận dữ. Anh hận trời hận đất hận cả không khí. Talupa nhắc nhở Ly Dân không được làm trái ý trời, nói quá lên rằng đây là số mệnh của Jia. Ly Dân giận dữ sử dụng năng lực của mình từng bước dồn ép Talupa. Talupa cũng không chịu thua. Nhìn thấy cuộc đại chiến sắp bắt đầu, chồng bà Talupa vội vàng chạy ra khuyên giải. Chồng bà Talupa đưa Ly Dân ra phía ngoài. Ông nói với Ly Dân, Talupa vô tình với mọi thứ trên đời, chỉ đối xử với một mình Ly Dân như con trai. Lão già tốt bụng này muốn khuyên Ly Dân bình tĩnh lại đừng nhảy vào hồ lửa. Nếu không trong hai người Ly Dân và Jia, một người sẽ phải chết. Nhưng Ly Dân đã quyết định, trong lòng của cửu vĩ hồ đã sống được ngàn năm này chỉ có an nguy của Jia. Lúc này, bên phía mãng xà đang nói chuyện với tên giám đốc. Hắn vừa mong chờ cuộc gặp gỡ với Jia. Hai người dường như có một mối liên hệ sâu sắc, mặt khác lại cảm thấy thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Mãng xà và cửu vĩ hồ không cần phải tuân thủ quy tắc của thế giới cũ nữa, rất mong chờ gặp người bạn cũ Ly Dân. Phim chuyển cảnh, Ly Dân đến tìm Jia. Jia bị lão thầy bói lừa lấy đi Ngọc Hồ Ly vì thế mất đi bảo vệ. Ly Dân quyết định sống trong nhà cô làm vệ sĩ thân cận. Lúc này Jia nói đến giấc mơ kỳ quái của mình. Cô nhìn thấy một bé trai lúc đầu trông có vẻ rất đáng sợ, sau khi tỉnh lại có cảm giác thân quen. Ly Dân nghe xong nét mặt nghiêm lại. Đêm đó anh mang danh nghĩa cửu vĩ hồ bảo vệ Jia, cùng Jia ngủ cùng một giường. Kết quả hai người đều không ngủ được. Thế là Jia nói hồi nhỏ bố cô từng dạy cô rằng nếu không ngủ được thì nghĩ đến những việc khiến mình vui vẻ. Thế là Jia và Ly Dân bắt đầu nói ra những thứ mình yêu thích. Có đôi giày thể thao mới, có bức thư người xưa thích viết. Rồi hai người cứ nói cho đến khi Jia ngủ mất. Ly Dân quay người nhìn cô đến ngây người. Mặt khác, Ly Giang đang phiền muộn vì bị lão thầy bói chỉ ra thứ quan trọng nhất trong sâu thẳm trái tim anh, chính là Ly Dân. Đột nhiên một đứa trẻ đã đẩy anh ra tránh ô tô đâm trúng. Cậu bé hay sổ mũi này đã nói chuyện với Ly Dân ở đầu phim. Lúc này cậu đang tranh công với Ly Giang. Ly Giang bực mình rời đi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nhóc. Không ngờ, lúc bị cậu nhóc đẩy ra lông mày hổ có thể nhìn thấy được kiếp trước đã bị rơi. Hôm sau giám đốc chào đón một bảo mẫu mới tại nhà của mình. Người bảo mẫu này là một con ngựa, quên tháo móng đã chạy tới nơi làm việc. Nhưng tệ hơn thế chính là cô sắp trở thành món ăn của quái vật mãng xà. Trong lúc vùng vẫy, cô đã rơi mất chiếc móng tay giả mới làm. Đời người ngắn ngủi đã kết thúc như thế. Mặt khác, Ly Dân đi cùng Jia đến công ty làm việc. Anh thôi miên nhân viên bảo an của tòa nhà, coi anh như giám đốc công ty. Sau khi đưa Jia lên lầu, Ly Dân tâm trạng vui vẻ nhưng cũng lo lắng không yên. Chồng bà Talupa đã nói nếu như anh cố chấp can thiệp, anh và Jia trong hai người chỉ có một người sống sót. Ly Dân lẩm nhẩm, có thể đây là dấu chấm hết cho cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Đến công ty, Jia bắt đầu dựa theo mô tả của thống đốc điều tra lai lịch của người đàn ông mặc vest bí ẩn. Cô điều tra được đối phương rất có thể là phản tặc đã gây ra cuộc nổi loạn Mỹ Âu cơ ống trong thời Goriel nên bị khắc chữ trên trán. Ly Dân ở trong sảnh quan sát đám đông qua lại và cũng chỉ huy Shinju đi theo Ly Giang để tìm kiếm người đàn ông mặc vest thần bí đang qua lại với Ly Giang. Lúc này Ly Giang đang tức giận vì bị mất đi đôi lông mày hổ. Sau đó anh nhìn thấy CCTV, đột nhiên có một ý tưởng liền gọi điện cho Yuji nhờ giúp đỡ. Rất nhanh chóng Yuji đã tìm thấy đứa bé lấy đôi lông mày hổ nhờ vào CCTV nấp trong bóng tối theo dõi. Shinju nhìn thấy Yuji và Ly Giang đi lại thân mật với nhau, liền cảm thấy có gì không ổn. Gay go hơn là anh đã bị Ly Giang phát hiện ra rất nhanh. Nhưng cho dù Ly Giang tra tấn Shinju thế nào, Shinju đều không chịu nói ra ý đồ lén theo dõi của mình. Anh trung thành tình nguyện chết vì Ly Dân cũng phải giữ bí mật.
Tấm ảnh thảm thương của Shinju được gửi đến điện thoại của Lee Jeon. Anh vẫn đi định cải trang người yêu của Jia, cùng Jia và đồng nghiệp đi ăn. Bây giờ anh chỉ có thể cáo lui trước để cứu Shinju. Sau đó Suho đeo đôi lông mày hổ, bắt đầu thưởng thức kiếp trước của những người đi trên đường. Nhóc tình cờ gặp đồng nghiệp của Jia, còn khiến mọi người bật cười vì chỉ ra một trong số họ là thái giám. Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Khi Suho nhìn thấy Jia, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhóc liên tục nói mặt của Jia rất đáng sợ. Sau đó hoảng sợ bỏ chạy. Chuyển cảnh Lee Jeon tìm Lee Jang đối chất. Chuyện đến nước này cũng không có gì để giấu nữa. Lee Jeon nói để Shinju theo dõi Lee Jang là vì điều tra chuyện của mãng xà và khuyên Lee Jang dừng tay. Lee Jang xúc động nói rằng cuối cùng Lee Jeon đã biết át chủ bài của anh chính là mãng xà, nhưng mâu thuẫn trong nhiều năm của hai anh em căn bản không thể giải quyết trong vài ba câu. Sau đó, Lee Jang nhận được điện thoại. Yuji đã tìm thấy Suho. Lúc này anh mới kết thúc cuộc đối đầu với anh trai mình. Trước khi đi còn chỉ ra nơi giấu Shinju. Lee Jeon vội vàng chạy đi cứu người. Nhìn thấy Shinju vết thương trùng trùng, Lee Jeon thấy tội lỗi và đau khổ vô cùng. Mặt khác, Lee Jang tìm thấy Suho cướp lại lông mày hổ. Kết quả qua đôi lông mày hổ, anh vô tình nhìn thấy kiếp trước của Suho. Đối phương lại là chú chó ngày trước Lee Jang hết mực yêu thương. Một mặt anh nói ghét đứa nhóc không đáng nhắc đến trước mặt, sau đó lại đưa Suho đi ăn kem. Trong lòng Lee Jang đang liên tục phủ nhận tình cảm của mình. Đến đêm, Jia cùng nhóm bạn đang nói về những điều kỳ lạ trong biệt thự của giám đốc. Khi đến đây ăn tối, trong nhà giám đốc lại đang trưng bày những quả đèn lồng quý hiếm. Truyền thuyết nói nếu lấy nó thổi sáo thì có thể thu hút rắn. Giám đốc muốn mọi người tuân thủ quy tắc trong nhà hắn, trong đó cũng bao gồm việc không được động vào đèn lồng, không được thổi sáo, còn có một khu vực cấm ở tầng trên không được đến. Những quy tắc này rõ ràng là để che giấu sự tồn tại của mãng xà. Sau đó khi đi vệ sinh, Jia nghe thấy động tĩnh ở trên lầu. Cô nhớ giám đốc rõ ràng sống ở đây một mình, phút chốc cảm thấy nghi ngờ. Thì ra là mãng xà cảm nhận được Jia, lấy thi thể của người bảo mẫu mới đập vào tường để thu hút Jia. Sau khi bị tiếng động thu hút, Jia đã nhặt được móng tay giả của người bảo mẫu bị rơi ra. Vào lúc cô chuẩn bị mở cửa phòng che giấu mãng xà, điện thoại của Lee Jeon gọi đến đã cắt ngang. Tiếp đó giám đốc đuổi đến đưa Jia đi. Sau khi hai người đi, mãng xà mở cửa, ánh mắt lạnh lùng kỳ lạ. Sau khi về nhà, Jia cùng Lee Jeon xem phim. Chính xác là Jia xem phim còn Lee Jeon nhìn Jia. Cửu Vĩ Hồ cầm lấy tay Jia, hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây. Dường như tâm ý tương thông, Jia dựa vào vai của Lee Jeon. Khung cảnh này cũng là cuộc sống mà nhiều người khao khát. Máy quay chuyển cảnh, Lee Jeon nhớ đến Jia từng nói thích giày thể thao. Anh giống như một người bạn trai đang trong thời gian yêu đương ngọt ngào, chạy đi chuẩn bị điều bất ngờ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Lee Jang đưa đến cho Jia đôi lông mày hổ, còn nhắc cô khi đeo lên hãy nhìn vào gương thì có thể biết được đáp án. Ở trong gương, Jia đeo đôi lông mày hổ đã nhìn thấy tiền kiếp của mình. Lúc đó cô bị vua cha độc ác đuổi ra khỏi cung, may mắn gặp được Lee Jeon, ông chú người yêu đã sống nhiều năm rồi. Jia thường lo lắng sau khi mình chết đi, để lại một mình Lee Jeon cô độc nghìn năm. Lee Jeon nhân cơ hội này giúp cô buông bỏ nghĩ báo thù trong tâm trí và hứa rằng cho dù Jia già đi cũng không phản bội cô. Nếu nuốt lời sẽ để Jia dùng cung tên bắn anh. Chuyện ngoài ý muốn xảy đến rất nhanh. Hai người đồng nghiệp của Jia trong kiếp này, kiếp trước là nô bộc và người hầu của Jia. Hai người mang đến một tin rằng trong cung truyền đến mệnh lệnh triệu kiến Jia. Người đến đưa cô đi chính là giám đốc của kiếp sau. Trở về cung, Jia đối mặt người phụ vương bị tà ác chiếm hữu, đã kết tội con mãng xà độc ác khiến dân chúng cả nước không được sống yên ổn. Mãng xà không còn ẩn đi lớp ra nữa, lộ ra lớp vảy rắn đáng sợ. Jia lấy cung tên giấu trong áo nhắm vào mãng xà, cảnh cáo hắn mau rời khỏi cơ thể phụ vương. Đối mặt với cách tấn công của con người, mãng xà chẳng lấy làm sợ hãi. Hắn cười nói, ngươi vừa sinh ra đã là vật hy sinh của ta, phụ thân ngươi vì cứu người mới dâng hiến thân xác này cho ta. Hãy đưa sơn thần đến làm giao dịch, ta sẽ thả người, nếu không thì trong 3 ngày cha ngươi sẽ chết. Lúc này Jia mới biết phụ vương đã hy sinh nhiều như thế. Trước mắt để cứu người, cô chỉ có thể hy vọng vào Lee Jeon. Vì lý do sơn thần không thể rời khỏi núi, Jia đồng ý đưa thân thể mình cho mãng xà để đi gặp Lee Jeon. Và tiếp theo là cảnh khiến Jia cả đời không quên được. Lee Jeon đối diện với Jia bị chiếm hữu cơ thể không chút nương tay. Miệng anh luôn lẩm nhẩm rằng người phụ nữ này không là gì đối với ta. Thực ra ta dùng cô ấy làm mồi nhử để bắt mãng xà. Nói xong liền đánh một trận với mãng xà. Đã lấy lời thề của Lee Jeon là sẽ không bao giờ phản bội Jia làm khổ nhục kế. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn được Lee Jeon giết hắn. Từ ký ức trong tiền kiếp tỉnh lại, Jia đã khóc đẫm nước mắt. Lúc này Lee Jeon cuối cùng đã vào trong nhà. Anh hỏi Jia đã nhìn thấy gì. Đôi mắt đẫm nước mắt, Jia trả lời, kiếp trước anh vì bắt mãng xà mà coi tôi là vật hy sinh giết chết tôi. Đối diện với câu hỏi của Jia, Lee Jeon nhớ đến cảnh cáo của chồng bà ta Lui Ba, nếu như cô chấp bước vào sẽ lặp lại thảm kịch của năm đó, trong hai người sẽ có một người phải chết. Có lẽ Lee Jeon vì sau này khi hy sinh bản thân mình Jia không phải quá buồn, nên anh đã nói những lời khiến Jia vào hiểu lầm càng sâu hơn. Đúng là năm đó ta đã lợi dụng cô, đừng có động lòng với một kẻ xấu như tôi, như thế cô mới có thể sống lâu. Lời nói của Lee Jeon đã để lại một vết nứt lớn vô hình trong trái tim của hai người. Cảnh tiếp tục chuyển, Lee Jeon hẹn gặp Lee Jang thủ phạm vừa gây ra chuyện. Anh hỏi Lee Jang nếu được đầu thai muốn trở thành gì nhất. Câu trả lời của Lee Jang trước giờ vẫn không hề nghiêm túc. Lee Jeon nghiêm nghị nói nếu như được sống lại anh muốn làm người.
đời người có rất nhiều những cái đầu tiên vừa mới mẻ vừa khiến người ta trân trọng. Vẫn chưa tới lúc chán chê, cuộc đời ngắn ngủi đã kết thúc rồi. Trong cuộc nói chuyện, Ly Dương đã đặt ra câu hỏi thực sự, mãng xà đang ở đâu? Tất nhiên Ly Giang sẽ không trả lời. Kỳ lạ là Ly Dương không quan tâm, mà còn đề xuất chơi một ván cờ bách chiến bách thắng với Ly Giang. Thời gian chơi cờ đã quay lại thời gian ngày trước. Thực ra Ly Dương năm đó luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ em trai. Khi Ly Giang thả diều, anh liền thổi ra gió đưa diều bay lên. Khi Ly Giang luyện võ, anh chính là thầy giáo dạy giỏi nhất. Do đó, khi Ly Giang đánh cờ, bách chiến bách thắng cũng trở thành chuyện đương nhiên. Vì sự thật là Ly Dân lúc nào cũng nhường anh. Ly Giang thảm bại cuối cùng đã biết được chân tướng. Lúc này Ly Dân nghiêm túc nói, ngay trước anh luôn nhường em thắng, bây giờ anh sẽ không nhường nữa. Ly Giang cảnh cáo Ly Dân đang chuẩn bị rời đi, nếu như đi tình nghĩa anh em kết thúc hoàn toàn. Đối với chuyện này, anh rất xin lỗi. Sau khi Ly Dân đi, những chuyện cũ đã hiện lên trong đầu anh. Dòng máu bị trộn lẫn giữa hồ ly và con người. Năm đó Ly Giang bị mẹ coi là quái vật, bỏ trong rừng với nhiều quỷ đói. Là Ly Dân đã đẩy lùi quỷ đói, cứu lấy anh và từng chút một dạy cho Ly Giang trẻ trâu tự hoàn thiện bản thân. Ly Giang đã dính với anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Cũng chẳng ai ngờ được là đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Hôm sau, khi Gia đi làm vẫn không ngừng mong chờ Ly Dân sẽ xuất hiện ở đại sảnh bảo vệ cô, nhưng cô cuối cùng vẫn chẳng đợi được gì cả. Mà không biết thật ra Ly Dân vẫn luôn âm thầm trốn trong bóng tối. Cảnh lại chuyển, giám đốc đau đớn vô cùng đã hái một quả đèn lồng từ trên cây trong nhà khách để hút. Trong khoảnh khắc giám đốc đã đầy máu hồi sinh, Ly Giang ngồi bên cạnh, cho rằng giám đốc sẽ sống lâu hơn anh. Thì ra trong mỗi quả đèn lồng đều phong ấn linh hồn của con người. Hắn muốn dựa vào việc hút linh hồn trong trái cây để kéo dài sự sống của mình. Lúc này Ly Giang gợi ý muốn gặp mãng xà. Sau khi bị giám đốc từ chối, anh đang định ra tay dạy dỗ đối phương. Lúc này một sức mạnh cực lớn đã khiến Ly Giang choáng váng. Người chưa tới mà lực đã tới trước. Người đến chính là mãng xà đã tiến hóa thành Inkoji hoàn chỉnh. Mãng xà vừa nhìn đã nhận ra Ly Giang vì Ly Dân mà đau lòng. Ly Giang bực tức chuyển chủ đề. Anh chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch giết Gia, nhưng mãng xà kiên quyết phản đối. Hắn nói Gia ban đầu chính là vật hy sinh của hắn. Hắn muốn biến cô dâu của hồ ly trở thành cô dâu mãng xà. Lúc này, Gia đến công ty buồn bã không vui. Khi trưởng nhóm trêu ghẹo cô, hai người đồng nghiệp dường như kiếm bay trong tay thần tiên, lập tức nhảy ra đón định bảo vệ chủ. Gia nhớ đến kiếp trước của hai người này cũng bảo vệ chủ như vậy, đột nhiên muốn làm một tiết mục về chủ đề kiếp trước và kiếp này. Cùng lúc đó, Ly Dân ở bên ngoài tòa nhà đã bàn giao việc bảo vệ Gia cho Shinju. Hôm nay rất đặc biệt, anh có một nơi nhất định phải đến. Mặt khác, Ly Giang lại gặp được Suo, đứa nhóc kể về những giấc mơ của mình ở các thời điểm khác nhau. Lúc này, nhóc trở thành một người như Ly Giang, một người đẹp trai mạnh mẽ. Ly Giang thấy vết thương trên miệng của nhóc, rồi nói, không thể nào, ta luôn đánh lộn, còn ngươi lúc nào cũng bị đánh. Ly Giang cũng vô thức mượn lời của Ly Dân nói khi cứu anh năm đó. Lúc này, mãng xà đang bí mật nói chuyện với giám đốc. Ngoài Gia, bọn họ chuẩn bị để Ly Giang trở thành điểm chí mạng khác của Ly Dân. Thế là cùng lúc đó, một nhân vật mới, bà áo xanh xuất hiện. Bà đi đến quán ăn mà Ly Dân hay đến. Bà chủ chính là cô bé Bốc Hie Gia trong truyền thuyết. Bà áo xanh này có thể đọc được những chuyện đáng sợ trong lòng người và tạo ra một ảo ảnh tương ứng. Người chồng nông phu của Hie Gia chính là bị mắc kẹt trong ảo ảnh, cuối cùng không thể tỉnh lại nữa. Cuộc cãi nhau của hai người đã khiến trưởng nhóm của Gia đang ở trong quán ăn cơm chú ý đến ông Choi. Ông Choi này vẫn luôn có ý với Hie Gia, vừa thấy cơ hội đến liền ngay lập tức đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bà áo xanh đột nhiên nắm lấy tay của ông Choi, đọc được đối phương sợ nhất chính là ngồi máy bay. Sau đó dường như phát hiện ra thân phận bị che giấu của ông Choi mà không ai biết được. Hie Gia lập tức bảo vệ ông Choi, đuổi bà áo xanh đi. Lúc này, Ly Dân mang đồ đến thăm chồng bà ta Lui Pa đang khóc cạn cả nước mắt. Hôm nay là ngày kỷ niệm con trai của bà ta Lui Pa và chồng. Con trai của họ vì tự sát nên không thể đầu thai chuyển thế. Ta Lui Pa không muốn Ly Dân cũng có bi kịch như vậy, nên mới cực kỳ nghiêm khắc với anh. Ly Dân đã biết được ý tốt của hai vị tiền bối. Anh nói với chồng bà ta Lui Pa, tiếp theo anh sẽ không từ thủ đoạn để cứu Gia và cứu chính mình. Cảnh lại chuyển. Gia đã tìm thấy người bạn của mẹ mình năm đó làm bác sĩ tâm lý, giải thích là mình đang làm một chương trình có chủ đề liên quan đến kiếp trước và kiếp này, cần thu thập những án lệ tuyên bố có thể nhìn thấy kiếp trước. Bà lấy ra một cuốn ghi chép, thứ bên trong đều là án lệ tương tự. Án lệ đầu tiên chính là một thiếu niên người Syria đánh thức ký ức kiếp trước của mình, không những tìm được chính xác nơi kiếp trước đã từng ở, còn chỉ ra được người hàng xóm giết hại mình ở kiếp trước. Bác sĩ tâm lý nói với Gia, rất nhiều năm về trước mẹ của Gia cũng đến hỏi về vấn đề kiếp trước. Thì ra khi Gia 9 tuổi, mẹ của Gia từng nhờ bác sĩ tâm lý làm liệu pháp thôi miên cho Gia, nhưng Gia hoàn toàn không nhớ đến những chuyện này. Trở về phòng biên tập của công ty, Gia bắt đầu nghiên cứu video mà bác sĩ tâm lý đưa cho cô. Đoạn video thôi miên từ rất nhiều năm về trước đã tác động cực kỳ lớn đến Gia. Trong video thông qua thôi miên, một ý thức khác trong cơ thể của Gia bị thức tỉnh. Cô cười và nói dưới đất có rất nhiều người chết. Gia đột nhiên ôm chặt lấy mặt của bác sĩ tâm lý với biểu cảm kinh khủng. Cô nói bản thân vẫn chưa đến lúc tỉnh. Bác sĩ tâm lý hỏi cô có phải là Gia. Đứa trẻ trả lời cũng coi là vậy, cũng không phải là vậy. Sau đó cô lại đột nhiên nói, ta sinh ra vào tháng nhuận năm nhuận trong một sơn động đầy người bị bệnh dịch. Một ngày nọ một con vật hình người bước ra khỏi hang, người ta coi hắn là mãng xà.
Tiểu Gia trong video nói đến đây, bắt đầu nhìn đông nhìn tây tìm kiếm sơn thần Lyzen. Đột nhiên, ánh nhìn của cô hướng về phía Gia trước video. Cô không ngờ đọc được ra biểu ngữ được dán phía sau lưng Gia, còn nghiêm túc nói cuối cùng đã tìm được Gia rồi. Dọa Gia tắt ngay video, nỗi kinh hoàng vẫn tiếp tục. Sau đó bà áo xanh trước sau cũng tìm thấy Li Giang và Gia, cải trang thành người bán hàng rong mang đồ uống đến. Trên thực tế khiến hai người rơi vào trong ác mộng đáng sợ. Li Giang trở về thời khắc đen tối nhất, vì máu của anh bị trộn lẫn giữa người và hồ ly, nên bị người dân trong thôn coi là quái vật. Mẹ cũng nói bản thân đã từng rất nhiều lần muốn bỏ Li Giang đi, nhưng sức sống giống như quái vật ấy vẫn tồn tại cho đến khi anh ra đời. Sau đó mẹ vứt Li Giang trong rừng quỷ đói. Li Giang bắt đầu liều mạng chiến đấu với ác quỷ. Lúc này bà áo xanh đột nhiên xuất hiện nói với anh, bị chết ở trong này thì cũng sẽ chết ở thực tại. Tiếng của bà áo xanh dần mất hút, vô vàn ác quỷ lần nữa nhào đến Li Giang. Mặt khác, Gia đang trải qua thời khắc đen tối vào đêm khi bố mẹ cô xảy ra chuyện, và bà áo xanh cũng đã nói với Li Giang về hoàn cảnh của Gia và Li Giang, và khiến Li Giang lựa chọn một cánh cửa cứu một trong hai người. Nếu vi phạm quy tắc, cả hai người sẽ gặp chuyện. Li Giang kìm chế nói với bà áo xanh, đợi ta bận xong trận này, ta sẽ tìm đến người. Lúc này nguy hiểm đã ở ngay trước mắt Li Giang. Anh lẩm bẩm, tên đó quả nhiên chỉ biết đến nữ nhân. Một giây sau đã bị tát vào mặt, anh nghe thấy em vừa mắng anh rồi nhé. Hồ ly anh đã cứu được hồ ly em. Anh em liên thủ đối đầu với trăm quỷ bao vây. Tuy nhiên, anh em hồ ly lại không thể phát động năng lực ở đây. Hai người vừa đánh vừa chạy, thương tích đầy mình. Li Giang vẫn chưa chịu tin Li Giang sẽ từ bỏ Gia để cứu mình. Li Giang không thèm ngó đến suy nghĩ vụn vỡ đó. Anh chỉ chú ý đến vết thương ở chân Li Giang. Độc tố bắt đầu lan ra, thời gian cho bọn họ không còn nhiều. Mặt khác, Gia phải đón nhận thời khắc đen tối. Cô đang tái diễn lại giấc mơ kinh khủng nhất. Bố mẹ không hề nghe thấy lời nói của Gia ở ghế sau. Cuối cùng, cả nhà gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng giống như nhiều năm trước. Mãng xà và bà áo xanh lạnh lùng nhìn hiện trường tai nạn xe. Bà áo xanh cảm khái nói, còn tưởng Li Giang và Li Giang là kẻ địch, không ngờ lại đi cứu Li Giang. Lúc này, ở hiện thực xuất hiện một vài người rơi vào hôn mê, cũng được phát hiện bởi những người bạn thân thiết nhất. Hye Gia cùng Shin Ju chăm sóc Li Giang, nói với anh, bà áo xanh giỏi nhất việc đánh thức nỗi sợ hãi của mọi người. Thân phận thật sự của bà ta là dạ quỷ, chỉ cần bị cuốn vào trong mộng tưởng của bà ta, không chỉ hiện thực gọi không tỉnh lại, những điều đau đớn trải qua trong mơ cũng sẽ đồng bộ với cơ thể trong hiện thực. Cũng chính là nỗi trong mơ toàn thân vỡ vụn thì hiện thực cũng không thể sống được. Ống kính chuyển cảnh, Gia ở trong nhà gặp được mẹ. Cô nghĩ rằng đối phương là do quái vật giả dạng. Kết quả sau vài lần thử nghiệm, phát hiện mẹ biết rất rõ về nghề nghiệp và chấp niệm của cô, còn biết cô bị dị ứng hạt. Sự quan tâm và tình mẫu tử bấy lâu đã khiến Gia dao động. Cô hy vọng biết bao những sức mạnh kỳ quái này chỉ là một giấc mơ dài, vì Gia hiện tại đang ở trong không gian vô thức của mình. Dạ quỷ và mãng xà, hai kẻ xông vào tự động bị không gian bài trừ, hai người nhanh chóng trở về thực tại. Lúc này, giám đốc chạy đến hỏi han, rất hiếu kỳ, dạ quỷ có thật sự có thể khiến người ở thực tại và trong mộng cùng chết? Dạ quỷ đột nhiên nắm chặt lấy tay của giám đốc dọa ông với giọng hiểm ác. Kết quả bị mãng xà bắt dừng lại, mãng xà đọc ra được trong lòng của dạ quỷ có chút không phục anh. Một câu hay là đánh nhau một trận thử xem, đã trực tiếp khiến dạ quỷ sợ hãi. Cùng lúc đó Li Giang đã bị thương nhiều vết trên đầu và bị trúng độc. Nếu anh tiếp tục chìm trong ảo giác giả thật thật này, sẽ bị sự tuyệt vọng mà từ bỏ ý chí sống sót. Đây cũng là nơi đáng sợ nhất trong mộng tưởng của dạ quỷ. Để đánh thức khát vọng sống sót của em trai mình, Li Giang đã giải thích hiểu lầm năm đó. Năm đó, Li Giang nói rằng chỉ cần ra tay thì nhất định không để ai sống sót. Nhưng đối với Li Giang thì lại đâm lệch đi. Chân tướng thực ra là Li Giang thủ hạ lưu tình tha cho Li Giang một lần. Li Giang sốc toàn tập, anh luôn hiểu lầm mình bị người anh mình quan tâm nhất bỏ rơi không quản. Lần này hiểu lầm được giải tỏa, anh bắt đầu tìm thấy niềm tin tiếp tục sống. Hai anh em người khập khiễng khập khả bắt đầu tìm đường sống. Lúc này, Shin Ju trong hiện thực đang bị chồng bà ta Lupa trách móc. Anh vì cứu Li Giang, đổi với ta Lupa lấy cái vòng mà chưa biết có dụng ý gì. Thứ đánh đổi là chính sinh mệnh của mình. Nhưng Shin Ju tâm can tình nguyện vì Li Giang mà đánh đổi. Anh hỏi chồng bà ta Lupa, vì sao Li Giang lại đi cứu Li Giang mà không phải là Gia? Chồng bà ta Lupa giải thích, phía Gia tìm kiếm là người nhà trong tâm tưởng. Không gian của cô có khả năng không cho phép người ngoài xen vào. Li Giang đã đoán trước cục diện mình sắp phải đối mặt, vì vậy mới đưa ra lựa chọn cứu Li Giang trước. Lúc này từ phía Li Giang, Li Giang vô tình biết được mộng tưởng của Li Giang bắt đầu từ việc bị người dân đánh mắng. Người mẹ lạnh lùng đứng nhìn, Li Giang cuối cùng biết được vì sao không tìm được lối ra. Dạ quỷ lợi dụng quá khứ của em trai khiến họ rơi vào vực thẳm, muốn thoát ra ngoài bắt buộc khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng Li Giang cảm thấy mình bị mẹ ruồng bỏ, lại bị anh trai bỏ rơi. Cái đáng sợ nhất chính là bị bỏ rơi. Li Giang luống cuống nói, anh chưa từng bỏ rơi em. Dưới sự cổ vũ của Li Giang, Li Giang cuối cùng đã đối diện với nỗi sợ hãi. Anh nhìn thấy bên vực thẳm xuất hiện lối ra khỏi mộng tưởng. Sau đó Li Giang lừa Li Giang cùng nhau nhảy sang vách đá đối diện. Thực chất là định một mình ở lại chiến đấu với đại quân quỷ đói. Vào lúc then chốt, mẹ của Li Giang mang hình dạng quỷ đói rơi từ trên trời xuống nắm chặt lấy anh. Li Giang vì cứu Li Giang nên đã nhảy vọt lên, ôm chặt quỷ đói cùng nhau rơi vào vực thẳm. Cuối cùng Li Giang đã ra khỏi mộng tưởng. Lúc này, Shin Ju trong hiện thực đã đem Gia và Li Giang ở cùng nhau và dùng sợi dây bà ta Lupa đưa buộc vào cổ tay hai người.
Trong mộng tưởng, Jia dần chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại. Cô nghe điện thoại, nghe thấy tiếng của Lee Jun. Theo lời nhắc nhở của Lee Jun, Jia đã nhận thức được bản thân đang ở trong mộng tưởng, cuối cùng miễn cưỡng từ biệt bố mẹ và tỉnh dậy. Trong hiện thực, Shinju được Yuji nhờ vào phụ trách chữa trị cho Lee Jang. Dù cho Lee Jang đã từng đánh anh một trận, dù cho Yuji là do Lee Jang phái tới tiếp cận Shinju, nhưng Shinju vẫn đồng ý giúp đỡ. Nguyên nhân chỉ là không muốn nhìn thấy Yuri buồn. Trời đúng là một hồ ly nam tốt nhất trần đời. Ống kính chuyển cảnh, Jia luôn bên cạnh Lee Jun đợi anh thức dậy. Lúc này, dạ quỷ đến trước xem thử Lee Jun đang hấp hối. Bà bị cả thế giới lãng quên mà phẫn nộ, vì thế liên thủ với mãng xà gieo rắc nỗi sợ hãi. Theo kế hoạch, bà đưa cơ thể của Lee Jun cho mãng xà để đảo loạn thế giới. Dưới sự cầu xin của Lee Jun, cuối cùng anh từ lời nói của dạ quỷ biết được Jia đã trở lại thế giới thực tại. Tiếp sau đó, tình tiết đột ngột đảo ngược. Thì ra Lee Jun luôn tỏ ra yếu đuối. Đây không phải mộng tưởng mà dạ quỷ tạo ra, mà là không gian vô thức do Lee Jun thống trị. Chỉ thấy tay của Lee Jun đột nhiên từ cơ thể của dạ quỷ chuyển qua, lấy một cúc áo từ trên y phục của đối phương. Tiếp đó, thông qua chiếc cúc áo, anh tìm đến mãng xà. Còn về dạ quỷ, đã bị Lee Jun giết trong một nốt nhạc. Bóng đen biến mất từ đó. Trong một ngày mưa, Jia lại nhìn thấy một người đàn ông cầm ô đỏ. Jia bất chấp tất cả xông về phía đối phương, hai người ôm hôn thắm thiết. Lee Jun đưa Jia đến vùng đất trước đây anh làm sơn thần. Ở đây, Jia đã nghe được rất nhiều chuyện của kiếp trước. Lee Jun từng từ chối lời tỏ tình của Jia, là một sơn thần có cuộc sống vĩnh hằng, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Rồi có một ngày tiễn biệt người vợ loài người sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng vận mệnh lại để bọn họ bước về phía nhau. Một ngày, Lee Jun xuống núi truy giết những kẻ phá hoại rừng. Sơn thần một khi rời vùng đất của mình sẽ tiêu hao thần lực. Anh không cẩn thận, suýt chút nữa bị đối phương giết. Vào lúc then chốt, kiếp trước của Jia đột nhiên xuất hiện yểm hộ cho anh. Cửu Vĩ Hồ từ đó đã nợ một ân tình cực lớn. Khi Lee Jun kể chuyện, mãng xà cũng thể hiện dã tâm của mình trước giám đốc. Hắn thông qua dạ quỷ quan sát Lee Jun, xác nhận đời này Lee Jun tuyệt đối không thể ra tay với Jia. Tất cả đã sẵn sàng, mãng xà sẽ cướp lấy xác của sơn thần và trở thành một vị thần, cưới Jia và trở thành tân nương mãng xà. Ống kính chuyển cảnh, câu chuyện kiếp trước của Lee Jun và Jia vẫn tiếp tục. Thì ra ban đầu không phải Lee Jun chủ động giết Jia, lúc đó mãng xà cướp lấy thân xác của Jia điên cuồng chém giết, còn nhiều lần tấn công Lee Jun đắc thắng. Lee Jun đau khổ để cứu người mình yêu, quyết định đưa thân xác của sơn thần cho mãng xà. Chính vào lúc Lee Jun chuẩn bị tự vẫn, Jia tạm thời kiểm soát lại cơ thể mình, khẩn cầu Lee Jun giết cô kết thúc ác mộng này. Vì trước đó Jia đã cứu Lee Jun một mạng. Lee Jun bị thao túng bởi quy tắc hồ ly có nợ là phải báo ân, không khống chế được nên đã giết chết cả mãng xà và Jia. Kết thúc hồi ức, Lee Jun đã làm món quà Jia kiếp trước tặng biến mất. Jia kiếp này cho dù là hình ảnh của ai thì anh cũng chấp nhận cuộc sống mới với người yêu. Sau đó, Lee Jang gọi cho Lee Jun hẹn gặp mặt, xem ra là chuẩn bị cung cấp tin tức cho Lee Jun. Tắt điện thoại, cơ thể của Lee Jang suy nhược cực độ, điều này có liên quan đến thương tích của anh. Đại hạn của anh sớm đã đến, có thể sống đến giờ chủ yếu phải dựa vào việc hút quả lồng đèn lấy mạng con người. Một khi đã đoạn tuyệt với mãng xà kẻ có được quả lồng đèn, những ngày còn lại của Lee Jang sẽ không còn bao nhiêu. Yuji cực kỳ đau lòng, Lee Jang chỉ dặn dò cô không được nói cho Lee Jun. Lúc đó Lee Jun mang đến cho em trai hoa kim đan. Trước đó trong rừng quỷ đói, Lee Jang ngàn cân treo sợi tóc, thứ nhớ nhất chính là mùi hương của hoa cỏ quê hương. Nhưng khi Lee Jun đến nhà Lee Jang, chỉ có một mình Yuji. Đợi rất lâu, Lee Jang vẫn chưa xuất hiện, nhưng Lee Jun lại vô tình có thu hoạch. Anh nhìn ra Yuji rất đau lòng cho Lee Jang. Như vậy xem ra, những năm nay em trai mình sống cũng không cô đơn lắm. Trước khi rời đi, Lee Jun để lại hoa kim đan. Mặt khác, người đưa Lee Jang đi chính là giám đốc. Lee Jang vô cùng phẫn nộ vì mình bị lợi dụng, thêm vào đó là hiểu lầm với anh trai. Hơn nữa quan sát thấy mãng xà hình như không có nhà, trước mắt chuẩn bị trừ khử giám đốc. Tiếc rằng năm đó khi Lee Jang bị Lee Jun đánh trọng thương, giám đốc đã cứu anh một mạng. Quy tắc hồ ly mắc nợ phải báo ơn đã hạn chế sự tấn công của anh. Lúc này, giám đốc đề nghị muốn Lee Jang trả nợ. Trong 2 ngày phải có được Lee Jun, mãng xà chiếm đoạt thân xác anh. Lee Jang hồn bay phách lạc sau khi trở về nhà, nhìn thấy hoa kim đan để trên bàn, tự nhiên không khống chế được mà bắt đầu khóc. Ống kính chuyển cảnh, để ngăn chặn kẻ thù tấn công những người xung quanh, Jia nói thật với hai vị đồng nghiệp tốt nhất của mình. Cô dùng lông mày hổ để hai người nhìn thấy kiếp trước, còn gọi bạn trai hồ ly của mình đến. Hai người ngây người tại chỗ. Sau đó, khi Lee Jun đưa Jia về nhà, anh nói phía mãng xà có hành động. Không lâu trước đó Lee Jang không ở nhà, chắc là do mãng xà giở trò. May mà Lee Jun đã có chuẩn bị sắp xếp Shinju theo dõi Lee Jang, có lẽ sẽ có được tình báo. Đúng như dự đoán, đến đêm đợi Jia đi ngủ, Shinju đã đưa ra vị trí nhà của giám đốc. Nhưng hai người lần này vẫn chưa biết rõ được thân phận cụ thể của giám đốc. Lee Jun chuẩn bị tìm cơ hội tìm hiểu. Tiếp đó, Lee Jun lại hỏi một vấn đề rất quan tâm. Bà ta lui pa keo kiệt như vậy, tại sao bà ấy lại giúp anh cứu tôi? Shinju cười và giải thích, anh đã ký giấy bản thân, sau khi chết sẽ chèo thuyền trên sông Samjo đưa người đã chết xuống địa ngục. Lee Jun trầm lặng một chút rồi nói, trước khi chết hãy hẹn hò tử tế với Yuji, cô ấy chân thành hơn tôi nhỉ. Nghe thấy người mình thích được chấp nhận, Shinju vội vàng cạn ly với Lee Jun. Hôm sau, cuộc quyết chiến đang đến gần. Mãng xà dựa vào mối quan hệ của giám đốc,
nhảy đến làm thực tập sinh bên cạnh Gia. Ngoài dữ liệu của mãng xà, hắn có thể nghe được tiếng lòng của mọi người. Duy chỉ không thể nghe được suy nghĩ nội tâm của Gia. Sau đó, vì đột nhiên xuất hiện xác ướp, mãng xà và Gia cùng đến phía trước kiểm tra. Xác ướp này chính là bảo mẫu trước đó bị mãng xà hút cạn. Đột nhiên Gia sốc toàn tập, cô phát hiện móng tay giả trên tay xác ướp và móng tay giả cô nhặt được trong nhà giám đốc lại cùng một loại. Mãng xà lạnh lùng nhìn Gia chạy về công ty. Mặt khác, lúc giám đốc thức dậy đã bị Ly Dân dọa hồn bay phách lạc. Rất nhanh, Ly Dân từ chỗ giám đốc hỏi ra được tung tích của mãng xà, đắc ý rời đi. Tiếp sau đó, Ly Dân tới tìm bà ta Lui Ba. Kết quả Ly Giang ngụy trang đã bị nhận ra dễ dàng. Ly Giang nói mình bị ràng buộc bởi khoản nợ của giám đốc nên mới đối đầu với anh trai mình. Anh muốn hủy ước mới đến hỏi cách giải. Câu trả lời của bà ta Lui Ba rất tàn nhẫn, trừ khi ngươi chết, nếu không không giải được. Khi Ly Giang ra ngoài thì bị chồng bà ta Lui Ba chặn lại. Ông lão nói đầy ẩn ý, đừng nghĩ đến giải ước, trước tiên hãy cùng nhau tháo gỡ khúc mắc. Hãy nhớ, tất cả khế ước đều là kết. Lúc này, vì Ly Giang đang đứng trước nguy hiểm trong thời gian dài nên Yuji tâm trạng không tốt, ban ngày ban mặt chạy đến tìm Shinju uống rượu. Kết quả vô tình nghe được tâm sự Shinju tốt bụng, trước đó đã từng vì mẹ và chị em ba người bị giết bởi cái bẫy của con người. Trong lúc điên cuồng đã đại khai sát giới, khi bị Sơn Thần đuổi giết, đã trốn vào lãnh địa của Ly Dân. Sơn Thần đối đầu với Sơn Thần, Ly Dân chủ động bảo vệ Shinju, và cũng từ lúc đó Shinju quyết định cả đời làm trung thần của Ly Dân. Yuji đã bị hấp dẫn bởi câu chuyện của Shinju, cô đề nghị là cùng nhau ngủ trong chăn bông giữa ban ngày. Sau đó, trong phòng vang lên âm thanh vui vẻ của Holly. Cùng lúc đó, Gia chạy về công ty tìm giám đốc hỏi chuyện móng tay giả. Đột nhiên trên đầu giám đốc xuất hiện dấu ấn phản tặc Goriel. Gia vô thức nhớ đến vị thống đốc trước đó từng nói, người đàn ông mặc vest ra tay với cả nhà Gia chính là có đặc điểm đó. Giám đốc nói với Gia hãy đưa Sơn Thần cho ta, ta sẽ đưa bố mẹ trả cho cô. Cùng lúc đó, Ly Dân cũng đã tìm được mãng xà. Anh vốn nghĩ là mình chiếm phần chủ động, không ngờ mấy câu nói của mãng xà đã khiến anh thay đổi sắc mặt. Em trai ngươi, người phụ nữ của ngươi, còn có tính mạng của bố mẹ người phụ nữ của ngươi đang ở trong tay ta. Đưa thân thể của ngươi ra, ta sẽ tha cho những người khác. Về phía Gia, giám đốc đài truyền hình lại chính là người hầu của quái vật mãng xà. Trên đầu có khắc hai chữ Tây Kinh. Giám đốc vào 20 năm trước chính là người đã bắt bố mẹ cô. Giám đốc lấy ra tín vật của bố mẹ cô và nói với cô, chỉ cần cô tìm ra cách lấy thân xác của bạn trai cô, hắn sẽ tha cho bố mẹ cô. Muốn cô đưa ra lựa chọn cần bố mẹ hay cần bạn trai. Mãng xà bên này đang uy hiếp Ly Dân, nói hắn rất thích Gia, muốn có được Gia. Nghe được câu này, Ly Dân không thể nhịn được nữa. Hai người trên đường lớn chuẩn bị dùng pháp lực là tình chiến đấu chính thức. Cửu Vĩ Hồ vốn là Sơn Thần điều động năng lực mưa gió, sấm sét chuẩn bị giết hắn tại thành phố này. Mặc dù pháp lực của mãng xà không địch lại được Cửu Vĩ Hồ, nhưng hắn có một năng lực đặc biệt, hắn có thể khống chế tâm thức của con người. Trong một khoảng thời gian, tất cả mọi người trên đường lớn bắt đầu tự sát. Ly Dân chỉ còn cách giúp đỡ ngăn chặn những người bị mất đi tâm thức, nhưng khi quay lại, mãng xà đã chạy thoát. Giám đốc đưa cho Gia một bình thuốc, muốn cô cho Ly Dân uống, như vậy hắn có thể để bố mẹ cô trở về bên cạnh cô. Trong phút chốc, Gia rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là bố mẹ ruột của mình, một bên là Cửu Vĩ Hồ yêu thương mình sâu đậm. Cô nên lựa chọn thế nào đây? Ly Giang là em trai của Cửu Vĩ Hồ Ly Dân, trên đường anh đụng phải đứa trẻ kiếp trước là chú chó anh thương yêu hóa thân thành. Nhìn đứa trẻ này bị thương đầy mình khi bị bố dượng đang ngược đãi, Ly Giang ra tay dạy dỗ người đàn ông này. Ly Dân đến trước cửa nhà của bạn gái Gia, tặng cho cô một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, tận tình đeo vào cho cô rồi nói với cô, có đôi giày này thì có thể đến những nơi hạnh phúc vui vẻ. Anh nghiêm túc nói, anh thích cô, cho dù phải đánh đổi mạng của mình anh cũng không tiếc. Ly Giang đưa người đàn ông trung niên vừa ức hiếp đứa trẻ đến nhà của giám đốc. Nhìn xung quanh, anh phát hiện chậu cây đèn lồng của giám đốc đã không còn nữa. Quả đèn lồng này chính là vật giam giữ linh hồn loài người. Giám đốc lấy ra một quả đèn lồng chưa chín. Quả đèn lồng này có thể khóa cơ thể và linh hồn. Hơn nữa chỉ có mãng xà mới có thể làm ra thứ này. Hắn để loại quả này vào miệng của người đàn ông. Chớp mắt, người đàn ông biến thành một đám khói. Tất cả linh hồn và cơ thể toàn bộ bị giam giữ trong loại quả này. Chớp mắt, quả cũng chín ngay. Sau đó giám đốc liền hít linh hồn bên trong. Hắn làm người có thể sống được 600 năm chính là dựa vào loại quả này. Cảnh chuyển đến chỗ của Gia. Cô và Ly Dân đang nói về câu chuyện của công chúa người cá. Rõ ràng hoàng tử chết rồi, cô vẫn có thể sống, tại sao lại biến thành bọt biển? Cô cũng luôn tin giết chết hoàng tử bản thân có thể sống. Nhưng sau khi gặp được hoàng tử thực sự Ly Dân, cô phát hiện yêu quá sâu đậm, suy nghĩ cũng thay đổi rồi. Không biết có cách vẹn cả đôi đường không? Để chuyện công chúa người cá có một kết cục tốt đẹp, Ly Dân nói với cô, nếu như anh là nhân vật chính, anh sẽ giết chết phù thủy đã nguyền rủa anh. Như vậy mới là đáp án tốt nhất. Gia lấy ra thuốc độc mà giám đốc đưa cho mình, nói với Ly Dân, cô muốn có hoàng tử và bản thân cũng không thể biến thành bọt biển. Hai người bắt đầu lên kế hoạch đối phó tên mãng xà. Giám đốc nhắc nhở Ly Giang, vào 600 năm trước, hắn từng cứu Ly Giang. Tộc hồ ly của anh chỉ cần nhận ơn huệ, còn sống trên đời sẽ phải báo ân. Hiệp ước của hai người chính là trong thời gian 2 ngày, Ly Giang bắt buộc lấy được thân xác của Cửu Vĩ Hồ, giao lại cho giám đốc.
nếu không đến lúc đó anh sẽ bị biến thành tro. Giám đốc bắt đầu chia rẽ tình cảm của hai anh em họ, nói với Li Giang, trong tay hắn có ba mạng người, lần lượt là bố mẹ của Jia và cả Li Giang. Cảm thấy anh trai chẳng lẽ cứu em trai sao? Em trai bắt đầu đau lòng. 600 năm trước anh trai đã lựa chọn người con gái loài người, bỏ lại tộc hồ ly của họ. Nghĩ đến đây, anh đau lòng không dứt. Nhưng lần trước anh trai lại đến rừng ác quỷ cứu anh. Bây giờ bắt đầu không biết rõ được anh trai muốn anh hay là bạn gái loài người. Giám đốc bắt đầu thêm mắm thêm muối. Li Giang vì bạn gái loài người của mình, mỗi nơi mỗi lúc đều có thể dồn ép em trai mình đến đường tuyệt vọng. Nghe đến đây Li Giang này đã không có lý do gì bác bỏ được. Cửu vĩ hồ Li Giang đưa Jia đến văn phòng quản lý nhân gian gặp ta lui bà. Jia nói với bà cô biết trong cơ thể của cô có thứ mà mãng xà muốn. Cô đã sẵn sàng chiến đấu với số phận của mình. Cô hiểu đây không phải là nơi cô có thể tới được, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm để đến. Cô muốn hỏi mượn thiên lý nhãn của ta lui bà. Chỉ có thiên lý nhãn của bà mới có thể biết được tung tích của bố mẹ cô. Tất nhiên, cô không dùng miễn phí, cô sẽ dùng thân xác của mình để bắt mãng xà và Li Giang. Ta lui pa thông qua thiên lý nhãn đã tìm thấy bố mẹ ruột của Jia, chính là ở trong quả đèn lồng trong nhà giám đốc. Quả đèn lồng này vừa có thể nhốt thể xác con người, cũng có thể nhốt linh hồn. Giám đốc chính là lấy cái này để kéo dài số mệnh. Sau đó Li Giang lại phát hiện, lần trước anh đến biệt thự của tên giám đốc, quả đèn lồng đã bị chuyển đi rồi. Bọn họ bây giờ bắt buộc nghĩ cách tìm ra. Anh gọi cho em trai hỏi anh có biết người hầu của mãng xà để quả đèn lồng ở đâu không. Và Li Giang mặc dù không biết vị trí chính xác nhưng anh có thể điều tra ra. Hẹn anh trai Li Giang ngày mai gặp mặt. Anh tìm đến tên giám đốc và anh đã giao dịch thành công. Giám đốc lấy ra một bình thuốc, nói với anh chỉ cần cho cửu vĩ hồ uống cái này, bọn họ sẽ có thể lấy được thân xác của Li Giang. Li Giang đưa ra một yêu cầu, anh dùng thuốc này khiến cửu vĩ hồ hôn mê, tim sẽ do giám đốc đến lấy. Ngày thứ hai, Li Giang theo như lời hẹn đến biệt thự của Li Giang. Người đàn ông mặc vest ngồi trong xe chờ tin. Anh pha một cốc cà phê, đổ thuốc vào trong đó. Và tất cả đều được tên giám đốc theo dõi trên xe. Khi anh trai muốn uống cà phê, Li Giang hỏi anh trai với anh trai mà nói, anh rốt cuộc được coi là gì? Cửu vĩ hồ trả lời, người nhà, cùng giống như một người bố. Nhưng Li Giang lại làm chuyện tồi tệ với anh trai, là người thân ghét vô cùng tận. Anh đã sống được nghìn năm, không thể nói với em trai những lời dễ nghe. Em trai có chút thất vọng, cảm thấy anh trai đối với anh quá tệ. Rõ ràng anh trai đối xử với bạn gái loài người cực kỳ khoan dung. Anh trai mắng anh, em trai vẫn luôn để ý thân thế nửa người nửa hồ ly của mình. Không như Jia, vẫn đang chiến đấu với số phận của mình. Anh trai chính là nam thần trong lòng anh. Rồi bảo anh, uống cà phê đi. Li Giang uống ly cà phê độc trước mặt anh. Anh nhìn camera giám sát, nói với giám đốc chuyện đã xong. Anh nói với Li Giang, rất cảm ơn anh đã cứu anh ở rừng ác quỷ lần trước. Nhưng anh vẫn muốn sống, anh trai, anh đi chết đi. Rồi dùng bình hoa bên cạnh tấn công anh, lấy ra lọ thuốc độc hạ trong ly cà phê. Em trai vẫn còn ghen. Nếu như anh trai có một nửa quan tâm đến anh như quan tâm đến người con gái đó, anh sẽ không làm như vậy. Vậy mà trước khi Li Giang ngất đi nói với em trai, em thật sự là tên ngốc. Nhìn thấy cửu vĩ hồ đã bị chế ngự, giám đốc chuẩn bị nghiệm thu thành quả. Gọi điện cho mãng xà nói với hắn, hắn đã có được cửu vĩ hồ. Mãng xà lúc này đang tham gia tiệc gia nhập đội. Khi chuẩn bị rời đi thì bị Jia chặn lại. Dựa vào chiếc lưỡi ba tấc của mình đã khiến hắn ở lại buổi tiệc. Thời gian đến 5 giờ 55 phút. Còn 5 phút nữa, khế ước của Li Giang sẽ hết hạn. Nếu như trong vòng 5 phút này, anh không hoàn thành khế ước với giám đốc, anh sẽ chết. Li Giang bảo hắn nhanh chóng kết thúc khế ước. Giám đốc đang đợi mãng xà. Thấy hắn mãi không đến, Li Giang bắt đầu mỉa mai giám đốc. Hắn có thể sống được 600 năm trở thành thuộc hạ của mãng xà. Là hắn để bố mẹ và vợ mình dâng hiến cho mãng xà. Tên giám đốc bị chọc tức thành công, chuẩn bị lấy tim của Li Giang trước, bị Li Giang đạp một phát ngã xuống đất. Hắn rất ngạc nhiên, Li Giang sao lại có thể ra tay với hắn. Bọn họ có khế ước, và Li Giang trong chớp mắt lộ ra thân phận thật. Li Giang trước mắt là cửu vĩ hồ do Li Giang biến thành. Tộc hồ ly của bọn họ nổi tiếng nhất chính là thuật dị dung, và người nằm dưới đất lại là Li Giang. Hai anh em cùng nhau diễn một vở kịch. Câu chuyện trở về tối hôm trước, Li Giang tìm đến em trai, sờ mặt em ấy. Nói với em, anh trai đến bảo vệ em đây và cùng anh đổi thân phận. Người trong nhà giám đốc chính là Li Giang. Li Giang dùng dao đâm tên giám đốc bị thương. Bây giờ đến lúc hắn đưa ra lựa chọn rồi, là bị Li Giang giết chết hay là để Li Giang thay đổi khế ước. Bị dồn vào thế bí, hắn chỉ có thể thay đổi khế ước, yêu cầu Li Giang cứu hắn để báo ân. Chiếc nhẫn khế ước kích hoạt, Li Giang ngăn cản anh trai. Bây giờ tên giám đốc trọng thương, bắt buộc phải sử dụng quả đèn lồng. Dẫn bọn họ tới giữa vườn hoa quả và tìm thấy quả đèn lồng. Mãng xà bên này vẫn luôn bị Jia giữ chân, vẫn chưa có cách rời khỏi đây. Hắn hỏi Jia có bạn trai chưa, bạn trai là người thế nào.
Gia nói bạn trai cô là nhân vật cổ tích cực kỳ hoàn mỹ. Mãng xà bắt đầu không vui, bảo cô và hắn chia tay. Nói với cô, kết cục của cổ tích đều là gạt người. Gia đã nhận được tin nhắn của Lee Jeon, nói với cô đã tìm thấy quả đèn lồng. Gia không còn lo lắng gì nữa, nói với mãng xà trước mặt, nói hắn không cần ở trước mặt cô giả vờ đàn ông gì nữa. Với cô mà nói hắn chính là hung thủ giết hại gia đình cô. Mãng xà vui vẻ cười, quả nhiên là người con gái hắn thích sớm đã biết thân phận thật của hắn. Thì ra vào đêm qua, Lee Jeon nói với Gia, nhiệm vụ của cô là giữ mãng xà bên cạnh mình, để bọn họ có thời gian đi tìm quả đèn lồng. Lee Jeon nhắc nhở cô, mãng xà này chắc chắn sẽ ở bên cạnh cô. Ngay lúc đó cô liền nghĩ đến mấy hôm nay, vừa xuất hiện hắn biết không thể giết nổi cô, vì trong cơ thể của cô có thứ đồ mãng xà muốn. Mãng xà nắm lấy tay Gia, nhẹ nhàng hôn tay cô, vì hắn muốn Gia làm vợ hắn, sau đó quay người rời đi. Đợi bố mẹ mình 20 năm, Gia lập tức gọi xe trở về nhà. Cửu vĩ hồ Lee Jeon của chúng ta đã đợi cô ở ngoài cửa. Hai người ôm nhau tình cảm, Lee Jeon nhắc cô vào trong xem đi. Sau khi bước vào nhà, Gia cuối cùng nhìn thấy bố mẹ đã mất tích 20 năm. Cả nhà cuối cùng đã đoàn tụ. Nô bộc của mãng xà là tên giám đốc bên này bắt đầu lo lắng. Hắn để mất cây đèn lồng giam giữ linh hồn loài người rồi. Vào lúc này, mãng xà gọi điện cho hắn, hỏi hắn bây giờ đang ở đâu. Một kẻ có thể thấu hiểu lòng người như hắn, cho dù đối phương ở đầu dây bên kia không nói gì, hắn cũng có thể cảm nhận được giám đốc đang hoảng loạn, kêu hắn bây giờ quay về. Như vậy mới có thể quyết định được nên trừng phạt hắn sống hay là chết. Đối diện với tình hình như vậy, giám đốc hoảng luôn, chuẩn bị chạy trốn khỏi sự khống chế của mãng xà. Gia vừa tìm thấy người nhà mới vui vẻ được một lúc. Buổi tối khi nằm mơ, cô đột nhiên đến biệt thự của mãng xà trong giấc mơ. Mãng xà nói với cô mình không hề muốn vào giấc mơ của cô, mà Gia đang triệu hồi hắn. Bọn họ có duyên phận đã định. Trong giấc mơ, chiếc gương bị vỡ. Mãng xà để lại lời nhắn. Mãng xà chính là cô chính là mãng xà. Gia từ giấc mơ tỉnh lại, nhìn vào trong gương, phát hiện cơ thể không xuất hiện vảy của mãng xà. Vậy thì tại sao mãng xà lại trong giấc mơ, lại nói như vậy? Lee Jeon liên hệ với giám đốc, hỏi hắn có muốn quả đèn lồng không? Nếu như cần thì gặp anh. Giám đốc chuẩn bị bắt đầu tạo phản. Chỉ cần bây giờ ai có thể cho hắn quả đèn lồng, hắn sẽ đi theo người đó. Gia nói cho Lee Jeon biết ác mộng tối qua, cô bắt đầu có chút lo lắng. Mãng xà đã muốn đến tìm cô. Nếu như mình đã gọi hắn, cô không biết nên làm thế nào. Về kế hoạch đối phó với mãng xà bắt buộc bắt đầu thực hiện ngay. Khi hai người đang nói chuyện, Gia nói cho Lee Jeon một tin tốt. Đó chính là đã đến lúc gặp bố mẹ vợ rồi. Lúc này, mãng xà mang con mèo bị thương đến chỗ Shinju cầu xin anh cứu chữa. Khi kiểm tra vết thương, Shinju nghe thấy tiếng của chú mèo nhỏ, nói người đàn ông này chính là người đã làm thương nó. Tất cả động vật bắt đầu lo lắng bất an. Shinju đã cảm thấy người trước mặt chính là mãng xà. Lee Jeon tìm đến đồng nghiệp của Gia yêu cầu họ giúp đỡ tìm hiểu về tất cả những lời truyền miệng liên quan đến mãng xà. Anh muốn tìm ra điểm yếu của hắn. Shinju đang chuẩn bị phản kháng lại bị mãng xà ngăn lại. Hắn dùng pháp lực của mình. Lúc này trong tim Shinju gieo vào một ám thị, nói với anh khi mãng xà trong cơ thể của Gia triệu hồi, hắn bắt buộc phải làm gì đó. Đợi khi Shinju phản ứng lại, mãng xà đã rời khỏi. Lee Jeon tối nay phải gặp bố mẹ vợ, nên tìm đến đồng nghiệp của Gia, giúp anh tham mưu trong cửa hàng quần áo lựa chọn y phục, để thể hiện tài lực của mình. Vừa nhìn thấy bố mẹ vợ, liền tặng họ một chiếc xe. Khi thưởng thức tay nghề của mẹ vợ, vì tính tình thật thà, nên nói món ăn hơi mặn. Khi bố vợ hỏi anh tuổi tác và nghề nghiệp, ban đầu định nói thật thì bị Gia ngăn lại. Xem ra lần gặp mặt bố mẹ vợ này khả năng sẽ thất bại. Mãng xà bên này đến cửa hàng của Hye-gia mà Lee Jeon thường đến ăn cơm. Tìm đến Hye-gia, lệnh tất cả mọi người ngủ say. Hắn bắt đầu từ từ tìm kiếm tất cả những người bên cạnh Lee Jeon. Lee Jeon bên này đang gặp bố mẹ vợ, thấy bố mẹ vợ có thể sẽ không hài lòng với anh. Trước mặt hai người, nói về suy nghĩ thật của mình đối với Gia và hứa sẽ chăm sóc tốt cho con gái của họ. Lời thú nhận chân thành này đã có được sự chấp thuận của bố mẹ vợ. Mãng xà bên này cũng bắt đầu đưa ra ám thị với Hye-gia. Hắn đang từng bước khống chế tất cả mọi người bên cạnh Lee Jeon. Hắn đến chỗ Lee Jang, tìm đến thuộc hạ của Lee Jang sử dụng âm thị. Sau khi thuộc hạ trở về phòng, Lee Jang bị tấn công cả người ngất xỉu trong vũng máu. Lee Jeon đến kiểm tra thương tích của em trai. Bây giờ bị thương rất nghiêm trọng. Nhìn thấy người bên cạnh mình lần lượt gặp nạn, anh biết mãng xà đã tìm đến cửa. Bây giờ chỉ có quả đèn lồng mới có thể giúp Lee Jang hồi phục. Nhưng Lee Jeon đã đồng ý giao cây đèn lồng cho ta lui ba. Trong quả đèn lồng đều là mạng người bị giam giữ. Lee Jeon có thể ra vào tự do trong nhân gian. Chính là vì anh đã thỏa thuận với ta lui ba. Anh không thể giết người. Nếu như giết người, anh sẽ bị giam lại. Ít thì mấy ngày, nhiều thì vài tháng. Đến lúc đó, anh sẽ rời xa Gia. Hắn đánh trọng thương Lee Jang. Chính là vì khiến anh sử dụng quả đèn lồng. Nhìn quả đèn lồng trong phòng, một bên là Gia. Một bên là em trai, tiến thoái lưỡng nan. Ngày thứ hai,
thuộc hạ của Li Giang lên đột nhập vào nhà của anh xuống hái hai quả đèn lồng. Khi trở về phát hiện quả đèn lồng đang dần khô héo, đến khi mang đến cạnh Li Giang tất cả quả đèn lồng đã khô khốc và giám đốc lúc này cơ thể dần yếu ớt. Đến nhà Li Giang hỏi anh quả đèn lồng, hai người bắt đầu thỏa thuận. Lúc này, Li Giang muốn biết về điểm yếu của mãng xà. Đồng nghiệp của GA bên này đang lên mạng tìm hiểu truyền thuyết về mãng xà, điều tra ra mãng xà từ rất lâu về trước, lúc bắt đầu đã là hai người. Giám đốc bên này nói ra bí mật liên quan đến mãng xà, khi đó lúc bọn họ lên đảo. Thực ra mãng xà vốn chưa chết vẫn luôn ngủ sâu trong giếng cổ trên đảo. Chỉ cần chỗ nào có nước và máu người, mãng xà mới có thể tiếp cận sức mạnh của thần. Mãng xà tỉnh lại còn phải cần một nguyên liệu cuối cùng, đó là vật tế. Đồng nghiệp của GA bên này tìm được trong sách từng nói, cung nhân chủ khi đánh nhau với mãng xà đã bôi máu ngựa lên người. Mãng xà hình như không thích máu ngựa, đã tìm ra điểm đột phá hai người đang vui vẻ, chuẩn bị gửi tin này cho Li Giang. Mãng xà đột nhiên xuất hiện, vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp gửi thông tin cho Li Giang. Mãng xà lúc này đang trên sân thượng gọi video call uy hiếp Gia, yêu cầu cô đến hẹn hò với hắn. Hắn đã mang lễ phục đến cho cô. Gia nói cho Li Giang chuyện mãng xà bắt đồng nghiệp của mình. Cô chuẩn bị đến gặp mãng xà, và Li Giang bên này đang tìm kiếm tung tích của đồng nghiệp của cô. Một mình Gia đến nhà hàng, mãng xà nói với Gia, thái độ đối với anh tốt lên chút, nếu không đồng nghiệp của cô sẽ bị rơi xuống sân thượng ngay lập tức. Sau đó hắn nói khi hắn ra đời đã mất một thứ gì đó, rồi nói ra câu chuyện của mình. Vào thời Joseon có một đại gia tộc sinh được đứa con thứ 9. Đứa trẻ này sau khi ra đời không hề khóc một tiếng. Trên cánh tay của đứa trẻ có hoa văn giống với rắn. Bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đều không hề giống với người bình thường. Phụ thân cao quý vốn dĩ muốn giết chết hài nhi đáng sợ này, nhưng người mẹ lại ngăn cản ông, và hài nhi này từ đó chưa từng ra khỏi nhà. Gia phản ứng lại, thì ra hắn không phải quái vật, bản thể của hắn là người. Sau đó phụ thân đã vứt đứa trẻ vào đám người nhiễm ôn dịch. Đứa trẻ này ăn thịt những người nhiễm bệnh. Sau đó một con rắn trắng từ trong đám thi thể ôn dịch bò ra ngoài. Sau đó hắn nói thứ ta muốn chính là lòng người. Vì thế hắn muốn Gia giúp hắn, nếu không thì hắn sẽ gieo rắc dịch bệnh. Shinju bên này đến văn phòng làm việc của đồng nghiệp Gia, người mùi của bọn họ bắt đầu truy tìm tung tích. Hai người kết thúc hẹn hò, mãng xà hỏi tâm ý của Gia, hỏi cô có đồng ý giao cho hắn trái tim không. Trái tim của Gia bây giờ là của Li Zhen, không thể chứa thêm ai. Khi hắn tức tối ra tay với Gia, đúng lúc đó Li Zhen xuất hiện. Mãng xà ra lệnh cho đồng nghiệp của Gia nhảy xuống từ sân thượng, lại bị Shinju tìm thấy, kế hoạch của hắn đã thất bại. Li Zhen thấy quân cờ cuối cùng của hắn đã không còn, chuẩn bị ra tay. Anh ép hắn đến vũng nước trên cỏ. Vì ở trong nước, mãng xà không thể cử động và tay Li Zhen đã bôi máu ngựa. Gia cũng lấy máu mình thêm vào vũng nước, muốn dùng cách này khống chế hắn. Li Zhen triệu hồi sức mạnh sơn thần chuẩn bị giết hắn tại trận, nhưng lại phát hiện mãng xà không hề có chút phản ứng. Mãng xà nói với anh, cơ thể của hắn vốn dĩ không phải là người hiện tại. Rồi nhìn Gia từ xa, toàn bộ điện lôi vừa rồi dội vào cơ thể của Gia. Cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc này mãng xà trong người Gia đã thức tỉnh. Mãng xà tinh thực sự mới chính là Gia. Tất cả mọi chuyện một lần nữa lặp lại giống y như 600 năm trước. Li Zhen không hiểu tất cả rốt cuộc là như thế nào. Mãng xà tinh nói cho anh, vốn dĩ ở trên đảo, nếu như để Gia hiến tế, hắn sẽ không giống trở thành hai người như bây giờ. Li Zhen không hiểu, vì sao mãng xà cứ muốn cơ thể của cô ấy. Hắn phản ứng lại, tốc độ lão hóa của mãng xà nhanh như tốc độ trưởng thành của hắn. Vì vậy bây giờ hắn phải tìm một cơ thể đã chết, đó chính là sơn thần ngày trước, Cửu Vĩ Hồ. Coi như đây là sự trả thù cho việc anh đã cướp lấy vị trí sơn thần của mãng xà. Nếu như muốn cứu bạn gái, anh ắt phải chết. Bây giờ Li Zhen đối mặt với một chuyện khó, muốn cứu bạn gái hay là hy sinh thân mình. Cửu Vĩ Hồ không phục, hai người bắt đầu đánh nhau. Mãng xà trong cơ thể của Gia anh cũng không thể dùng toàn lực, nhưng anh lại phát hiện mãng xà có một nhược điểm, chính là hắn chỉ cần ở trong cơ thể của Gia sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối. Nhưng mặc dù rất yếu, Gia vẫn làm thương anh. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Li Zhen bắt đầu gọi Gia. Trong tiếng gọi thân tình trong đầu Gia, những ngày từng sống cùng với Li Zhen xuất hiện lần nữa, thành công gọi được lý trí của Gia. Bắt đầu từ bây giờ, Li Zhen cuối cùng biết được nên kết thúc số mệnh 600 năm như thế nào. Lên đường giúp đỡ bạn gái gỡ bỏ những miếng vảy mãng xà, Gia lại khiến Li Zhen bị thương lần nữa, nên cô rất tự trách. Nhìn thấy trên cơ thể mình dần dần xuất hiện vảy mãng xà, cô dự cảm mình tiếp sau đó sẽ dần dần mất đi lý trí. Nhìn thấy bạn gái của mình tinh thần không ổn định, Li Zhen chuẩn bị đưa cô rời khỏi thị phi một thời gian. Hai người đến bên bờ biển, Gia cảm khái, nếu như lúc bắt đầu cô có thể thổ lộ với Li Zhen, vậy thì hai người sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian như thế. Đến khách sạn, Li Zhen vì dỗ bạn gái vui đã bắt đầu một trò chơi. Bây giờ bắt đầu diễn làm một đôi vợ chồng bình thường. Ông xã có rất nhiều bất động sản và tiền mặt,
Vì vậy anh là trụ cột trong nhà. Jia là phóng viên thành công. Đầu tiên, Jia giả vờ mình vừa mới tan làm. Lee Jeon giả vờ cắt bánh mì giúp bà xã nấu cơm, còn giả vờ ghen nói bà xã từ sau hãy về nhà sớm. Hai người giả vờ cãi cọ. Jia cứ thế bắt đầu cảm khái. Nếu như Lee Jeon là người, hai người là đôi vợ chồng bình thường, không có sự tồn tại của mãng xà, bọn họ chỉ là những người bình thường, thì bọn họ có thể vui vẻ sống trên thế giới này. Cô rất hy vọng mình là người bình thường. Khi tình cảm dần sâu đậm, Lee Jeon mượn lời an ủi Jia không được, chuẩn bị tự mình làm. Hai người làm việc mà con người sẽ làm. Sau một lần trưởng thành, Lee Jeon thề sẽ bảo vệ bạn gái. Ngày thứ hai, hai người đến bờ biển. Hai người muốn tay nắm tay như vậy, đi đến chân trời góc bể. Jia không thể chấp nhận số mệnh bi thảm này. Khi cô cảm thấy bản thân sắp chìm xuống đáy biển, là Lee Jeon đã đưa tay cứu lấy cô. Và sau khi Lee Jeon gặp được người thường Jia, anh này sinh một nguyện vọng. Anh muốn làm người, một người hoàn toàn bình thường, giống như người bình thường sống một cuộc sống vô vị và ấm áp. Nhưng anh biết anh không thể trốn tránh khỏi tất cả mọi thứ. Anh bắt buộc phải trở về nơi đó, đối phó mãng xà. Thuộc hạ của mãng xà từ khi phản bội hắn, bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Và lúc này mãng xà đã tìm thấy hắn. Giám đốc vội vàng quỳ xuống xin tha. Mãng xà nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, dùng pháp lực bảo hắn bây giờ đến cảnh sát tự thú. Hắn đến chỗ em trai của Lee Jeon. Lee Jeon vì thời gian trước bị thương, vẫn luôn hôn mê. Thuộc hạ của anh là Yuji hy sinh bản thân, cầu xin mãng xà cứu lấy chủ nhân. Hắn để lại quả đèn lồng, còn hắn thì sử dụng thuộc hạ của Lee Jeon. Giám đốc lúc này đến cảnh sát tự thú, nói vụ án giấu xác do hắn chủ mưu. Lee Jeon tỉnh lại biết được thuộc hạ của mình đã giao dịch xong với mãng xà. Lee Jeon đến chỗ Bốc Hye ra nhờ bà nghe ngóng tung tích đạo sĩ ngày trước đã lấy đi viên ngọc hồ ly. Bốc Hye Jia nói cho anh tin bà nghe được là vị đạo sĩ này hình như là vị thần thông nhất ma vực, thi thoảng sẽ biến mất. Jia đã triệu tập các đồng nghiệp của mình. Lee Jeon cũng đến nhà của Lee Jeon. Bây giờ tất cả mọi người đã đến, bắt đầu bàn bạc kế sách đối phó mãng xà. Jia để lộ vẻ mãng xà, nói với mọi người, cô chính là bản chính của mãng xà, từng tiếp xúc với mãng xà. Cô biết được kế hoạch của hắn chuẩn bị phát tán dịch bệnh ở nhân gian. Lee Yun nói ra cách giết mãng xà. Anh gọi Bốc Hye ra tìm thấy tướng số mà họ đã từng gặp ở thôn dân gian trước đây, mà người đó chính là Diêm Vương. Trong tay ông ấy có một thanh kiếm, gọi là thanh kiếm linh hồn. Thanh kiếm linh hồn này chuyên diệt trừ linh hồn ác. Và thanh kiếm này đã được Bốc Hye Jia tìm thấy. Dùng cái này có thể chém giết mãng xà, vừa không làm tổn thương cơ thể Jia, lại có thể tiêu diệt linh hồn của mãng xà. Cảnh chuyển đến chỗ giám đốc, hắn bị nhốt vào trại giam. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người, bắt đầu phát ban. Và cảnh sát vừa tiếp xúc với hắn, trên người cũng dần nổi ban. Cảnh sát bắt đầu choáng. Khi bắt đầu cấp cứu, trong miệng anh nôn ra một quả trứng có máu. Lee Jeon bắt đầu bố trí trận pháp trong phòng. Shinju từ trên núi Hồ Ly bắt về một con rắn. Lee Jeon và Jia đến cửa hàng của Bốc Hye. Là kế hoạch cực kỳ dễ dàng. Đầu tiên là Jia làm thương chính mình, dùng máu của mình dẫn dụ mãng xà. Sau đó đến lúc đó Lee Jeon sẽ dùng thanh kiếm linh hồn, chém hồn phách của hắn. Tất cả mọi chuyện sẽ thực hiện trong căn phòng được bố trí trận pháp. Đến lúc đó cho dù xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không được đi vào. Con rắn mà Shinju mang đến chính là con chuyên dùng để thu hồn phách của mãng xà. Tất cả mọi chuyện bắt buộc phải bắt đầu ở trận pháp. Vào lúc chuẩn bị bắt đầu, Jia nũng nịu gọi Lee Jeon đến ôm mình, nói với anh, lúc nữa khi hồn phách đi ra đừng bao giờ mềm lòng. Lee Jeon bảo cô đừng lo lắng, thanh kiếm đó chỉ dùng để chém giết linh hồn, sẽ không làm thương cơ thể của Jia. Jia hiếu kỳ, kiếm có thể chém linh hồn của mãng xà, thì liệu có thể chém linh hồn của cửu vĩ hồ hay không? Đương nhiên có thể. Jia nghe được câu này đột nhiên nở nụ cười, lấy thanh kiếm bên cạnh chém thương Lee Jeon. Chớp mắt, Lee Jeon ngã xuống đất. Jia cũng làm thương bản thân mình. Bây giờ cô chuẩn bị triệu linh hồn của mình ra, xé vảy trên cổ xuống. Khi Jia xé vảy xuống, thiếu niên mãng xà bên này cũng cảm thấy toàn thân đau đớn. Hắn để chiếc vảy trên người đặt vào miệng của Lee Jeon. Khi linh hồn chuẩn bị hoán đổi, Lee Jeon nôn ra miếng vảy. Thứ anh đợi chính là lúc này. Thì ra mãng xà dùng miếng vảy của mình để hoán đổi linh hồn. Thanh kiếm vừa rồi Jia lấy là thanh kiếm anh mua từ chợ đồ cũ. Tất cả mọi chuyện chính để dụ lấy miếng vảy mãng xà từ cơ thể cô. Bây giờ Lee Jeon có miếng vảy trong tay, anh có thể dễ dàng để mãng xà vào cơ thể động vật khác. Mãng xà bắt đầu dãy dụa. Cho dù bây giờ hắn đi ra từ cơ thể này, hắn sẽ không đảm bảo an toàn của Jia. Lee Jeon bắt đầu do dự, đã giao dịch với mãng xà. Thiếu niên mãng xà đột nhiên bắt đầu lây lan dịch bệnh trong thành phố. Ta Lui Pa, người quản lý nhân gian, cũng không nhẫn nại. Bà gặp Lee Jeon, vẫn chần chừ không giết chết Jia. Hôm nay chuẩn bị khiến Jia chết, kết thúc dịch bệnh.
chồng bà ta Luipa không thể ngăn cản vợ mình thay đổi ngày chết của Gia trong số sinh mệnh thành hôm nay. Ông quyết định rời khỏi Sanju đi bảo vệ Gia. Cho dù ta Luipa uy hiếp ông sẽ mất đi tất cả, ông cũng không thay đổi. Dường như ông không để ý đến thân phận vị thần năng lực bất tử. Thứ ông muốn là con trai của ông. Ông không hy vọng bi kịch của con trai mình xảy ra lần nữa. Sau khi chồng bà ta Luipa rời khỏi sông Sanju, chuyện đầu tiên là báo tin cho Lee Jeon. Nói với anh, sổ sinh mệnh của Gia đã bị thay đổi. Lee Jeon lập tức đến tìm ta Luipa. Dịch bệnh đã lây lan ở trong thành phố với tốc độ không thể tưởng tượng được. Số lượng người chết tăng mạnh. Hai đồng nghiệp trở về công ty nghe ngóng tình hình. Chuyện hai người không biết là trên cổ của tổ trưởng cũng đang phát ban đỏ. Lúc này Gia đã biết được động thái này đều là cảnh cáo của mãng xà dành cho mình. Tất cả những người bên cạnh Gia sẽ rơi vào nguy hiểm. Gia rất lo cho bố mẹ Shinju đã chủ động đến bảo vệ bố mẹ Gia. Khi Gia qua đường, một chiếc xe tải lớn đã mất phanh xông đến. May mà chồng bà Talupa kịp thời xuất hiện ngăn chiếc xe lại. Gia thoát được kiếp nạn này. Lee Jeon đến sông Sanju, ta Luipa nói gì cũng không sửa lại sổ sinh mệnh. Ôn dịch đã bắt đầu hoành hành ở nhân gian. Phân thân thật sự của mãng xà lại đang ở trong cơ thể của Gia. Muốn kết thúc mọi chuyện, Gia buộc phải chết. Lee Jeon đặt kiếm của mình trước mặt ta Luipa, cầu xin bà cho anh thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày nhất định bắt được mãng xà. Nếu như không bắt được, đến lúc đó ta Luipa sẽ dùng kiếm giết anh. Ta Luipa là chủ nhân của sông Sanju, không đồng ý thỉnh cầu của Lee Jeon. Thời gian này không biết còn xuất hiện cái chết của bao nhiêu người vô tội. Cho dù Lee Jeon quỳ xuống đau khổ cầu xin, ta Luipa vẫn tuyệt tình từ chối. Lee Jeon một mình ngồi ở bên ngoài rất lâu. Đi đến bước này, hầu như cho dù làm như thế nào đều là đường chết. Ta Luipa ra ngoài hút thuốc. Bà nói với Lee Jeon, giống như bà có cố gắng thử mọi cách cũng không thể thành công bỏ thuốc. Lee Jeon cũng như vậy, đã định trước không thể thay đổi kết cục. Trên người Lee Jeong bị bé cún dán đầy giấy dán. Ngày xưa anh từng rất ghét cậu bé, bây giờ lại ở cùng với cậu bé rất hòa thuận. Lee Jeong còn đưa thẻ cho cậu bé đi mua quần áo mới. Trước đó, Lee Jeong chứng kiến chồng bà ta Luipa đã cứu Gia. Nhìn thấy sông Sanju đã bắt đầu hành động, Lee Jeong hiểu ra gần đây ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Trước lúc đó Lee Jeon dặn dò em mình, ngộ nhỡ anh gặp phải chuyện bất chắc, lúc đó buộc phải nhờ Lee Jeong kết thúc tất cả. Lee Jeon hy vọng em mình có thể trở thành vũ khí cuối cùng của mình. Lee Jeon muốn bảo vệ Gia, nhưng Lee Jeong lại muốn anh trai mình bình an. Vì vậy anh sẽ không tiếc mọi thứ để bảo vệ Lee Jeon. Tổ trưởng như mọi ngày đến nhà hàng Hàn ăn cơm, đột nhiên khó chịu khắp người. Bà chủ phát hiện trên cánh tay ông xuất hiện rất nhiều nốt ban đỏ. Tổ trưởng không thở được, sau khi nôn ra một quả trứng từ trong miệng, đã ngất đi. Trong đài truyền hình, rất nhiều nhân viên mắc phải dịch bệnh mà chết. Các nơi khác trong thành phố cũng giống như vậy, hầu như xác chết ở khắp mọi nơi. Kết quả khám nghiệm thi thể người chết đầu tiên đã có. Nội tạng của người chết hình như đã từng bị cầm thú tấn công, tổn thương dẫn đến cái chết. Gia thông qua chồng bà ta Luipa biết được, sổ sinh mệnh của mình đã bị thay đổi. Lee Jeon đang vì chuyện này đã đi khắp nơi. Gia rất tự trách, nếu như không phải vì mình, vậy thì Lee Jeon vẫn là sơn thần. Tất cả sẽ không xảy ra. Một mình cô đi vào phòng tắm. Nếu như Gia tự sát, Lee Jeon chắc chắn sẽ vì tình mà chết theo Gia. Đang nói, chồng bà ta Luipa gõ cửa xác nhận Gia còn an toàn hay không. Sau khi Gia trả lời lại nhìn vào trong gương lần nữa, mãng xà đã mất tích. Mãng xà để Eugene đi tìm Shinju. Bề ngoài thì nói là Eugene nghỉ phép, thực ra là muốn Eugene giữ chân Shinju. Nếu như Eugene không làm như vậy, hắn sẽ giết chết Shinju. Lúc này, Shinju đang ở trước cửa nhà của Gia bảo vệ bố mẹ cô. Sau khi nhận được điện thoại của Eugene, Shinju bỏ lại bố mẹ Gia đến gặp người trong lòng. Gặp mặt Eugene nói với Shinju, bản thân theo mệnh lệnh của mãng xà đến kéo dài thời gian. Shinju biết được đây đều là kế hoạch điệu hổ Lee Jeon, đang chuẩn bị trở về. Eugene lại kéo anh lại. Nếu như Shinju xuất hiện ngăn cản hành động của mãng xà, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Cô không muốn Shinju liều mạng. Dù sao Shinju cũng không có liên quan gì đến loài người này, không có nghĩa vụ đi cứu bọn họ. Shinju không ngờ rằng Eugene lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Vung tay rời đi. Shinju rời đi không lâu, Gia nhận được điện thoại của bố. Có một vị khách đến nhà, xưng là bạn của Gia. Nhưng bố mẹ về chưa được bao lâu, ngoài Lee Jeon ra, chưa từng gặp bạn bè nào của mình. Bố cô bổ sung là chàng thanh niên da trắng nõn nà đã từng gặp trong thời gian ông hôn mê mất tích. Cũng chính là vị thanh niên này đã để bố cô viết chữ phía sau origami. Gia biết được người đến chính là mãng xà. Mãng xà nói với Gia trong điện thoại, Gia vốn định xông về nhà cứu bố mẹ, nhưng bị chồng bà ta Luipa ngăn lại. Hôm nay là ngày chết của Gia. Cho dù cô đi đâu cũng chỉ có một đường chết, chỉ có cách ở trong nhà mới an toàn một chút. Bố mẹ Gia bị thôi miên, mất hồn đi đến hai nút thắt đã treo trước mặt. May mà trong lúc quan trọng, Lee Jeon kịp thời đến cứu, cắt đứt dây thừng.
Cứu được bố mẹ, Lee Jun vừa đi ra từ sông Sanju. Anh nói với mãng xà, sổ sinh mệnh của Jia bị thay đổi. Một khi Jia chết, cơ thể thật của mãng xà cũng sẽ chết theo cô. Nhưng mãng xà vẫn còn một lựa chọn tốt hơn. Đó chính là liên thủ với Lee Jun, đi công kích chủ nhân sông Sanju, Talupa. Đến lúc đó, mãng xà sẽ trở thành chủ nhân của sông Sanju, trường sinh bất lão, mà Jia cũng có thể sống lại. Lee Jun cho mãng xà thời gian suy nghĩ. Jia và Lee Jun cuối cùng đã đoàn tụ. Từ phía Talupa, anh đã lấy được thời gian 2 ngày. Trong 2 ngày này, tính mạng của Jia được đảm bảo. Anh muốn trong thời gian đánh bại được mãng xà, Lee Jun đã công bố kế hoạch tiếp theo. Anh sẽ liên thủ với mãng xà. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Lee Jun đã sớm đoán được phản ứng của mọi người. Thần sắc anh nhẹ nhõm. Dù sao lần hợp tác này cũng chỉ là một trò chơi. Lee Jun quay người, nét mặt đột nhiên thay đổi nghiêm lại. Trước đó ở sông Sanju, Taluja nhấn mạnh lại với Lee Jun, kết cục không thể thay đổi. Lee Jun và Jia, trong hai người chỉ có một người được sống. Lúc đó, Lee Jun đã hạ quyết tâm, nuốt vảy mãng xà, dụ mãng xà vào cơ thể mình. Sau đó cùng mãng xà nhảy xuống sông Sanju. Chỉ cần mãng xà biến mất, cho dù mình không thể luân hồi, mãi mãi không ở bên cạnh Jia, cũng xứng đáng. Bà chủ vẫn luôn chăm sóc tổ trưởng. Tổ trưởng thấy lạnh, nắm lấy tay bà chủ. Lúc này, chồng bà ta Talupa đi đến, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh thân mật này. Chồng bà ta Talupa vừa nhìn đã nhận ra tổ trưởng ở bên trong. Ông ấy chính là người chồng mà bà chủ cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay. Có lẽ là tạo hóa trêu người, khó khăn lắm mới tìm thấy người yêu. Khi gặp lại nhau ai là cách biệt, chồng bà ta Talupa cũng không khỏi tự hỏi mình. Đây là tình cờ à? Lấy Lee Jun và Jia làm trung tâm, liên kết mọi duyên phận phức tạp lại với nhau. Ông có một dự cảm không tốt, hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lee Jun biến thành cảnh sát, đến cục cảnh sát tìm giám đốc. Nhưng giám đốc bị nhiễm bệnh đã nhận ra, Lee Jun trở về nguyên dạng. Giám đốc toàn thân nổi ban đỏ cầu xin anh thả mình ra ngoài. Hắn vẫn luôn phục dịch ở bên cạnh mãng xà, hiểu mãng xà hơn ai hết. Chỉ cần mãng xà chết, dịch bệnh sẽ biến mất. Nhưng Lee Jun lần này đến tìm hắn là có chuyện khác. Lee Jun lại biến thành cảnh sát, thả giám đốc ra. Bình yên hiếm có trước rồng bão. Lee Jun và Jia ra ngoài hẹn hò. Hai người đã hứa hẹn rất nhiều thứ bình thường. Ví dụ gặp nhau khi tuyết đầu mùa rơi, muốn cùng nhau đón Giáng sinh. Ý nguyện cuối cùng của Jia thì thầm nói với Lee Jun, để thực hiện những dự định này, hai người phải sống thật lâu. Hai người hẹn phải bảo vệ đối phương, cùng nhau tiếp tục sống. Mặt khác, nữ đồng nghiệp bị truyền nhiễm, nam đồng nghiệp một bước không rời, vẫn luôn ở bên cạnh cô. Nữ đồng nghiệp suy nhược bất thường, còn lo lắng cho hai con cá nuôi trong nhà và gửi gắm hai con cá đó cho nam đồng nghiệp, giống như đang làm hậu sự vậy. Sau khi Jia biết tin, ôm lấy nữ đồng nghiệp bị truyền nhiễm, còn đón cô về nhà nghỉ ngơi. Nam đồng nghiệp không chịu rời đi, cùng ở lại chăm sóc nữ đồng nghiệp. Giám đốc ra khỏi ngục, Lee Jun đưa cho hắn một khẩu súng, để giám đốc đi hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó. Anh hiểu anh trai sẽ không tha thứ cho mọi chuyện anh làm phía sau lưng anh mình. Có lẽ hai anh em sau này đến già cũng không qua lại với nhau. Nhưng Lee Jun không để tâm, chỉ cần anh trai sống là tốt rồi. Lee Jun về đến nhà, biết được Lee Jun muốn hợp tác với mãng xà. Lee Jun kiên quyết phản đối, anh rất hiểu anh trai mình. Lee Jun nhất định đã dự định sẽ chết chung với mãng xà. Đây là hành động tự sát, nếu tự sát thì không thể nào chuyển kiếp. Lee Jun vẫn đang đợi câu trả lời của mãng xà. Đến tối, anh canh điện thoại cả đêm không ngủ. Cuối cùng khi trời sáng điện thoại đổ chuông, giao dịch thành công. Khi bắt tay, hai người đều mang trong mình ý đồ riêng. Trong lòng mãng xà nghĩ Lee Jun sẽ rơi xuống cái bẫy đã đào sẵn. Mà điều Lee Jun nghĩ là, hai người bây giờ đang trên cùng một thuyền, trừ khi cùng chết. Nếu không, ai cũng không được xuống thuyền. Mặt khác, giám đốc tìm đến Jia, nhắm khẩu súng đến Jia, để cho dịch bệnh biến mất. Jia buộc phải chết. Tiếp đó là mấy tiếng súng truyền đến. Hai người quyết định cùng nhau đối phó Talupa ở sông Samjo, với điều kiện sẽ giúp mãng xà trở thành người quản lý nhân gian. Đến lúc đó, mãng xà sẽ ra khỏi cơ thể của Jia. Trong cuộc giao dịch này, mỗi người đều có quỷ kế riêng. Phía Jia bên này, đang bị thuộc hạ của mãng xà giơ súng uy hiếp. Khi hắn chuẩn bị giết cô để kết thúc đợt dịch bệnh này, mãng xà trong cơ thể cô đột nhiên thức tỉnh. Giám đốc bị hắn giết ngược lại, và tất cả mọi chuyện đã bị đồng nghiệp của Jia nhìn thấy. Khi cô chuẩn bị không nói không rằng, định giết chết người đồng nghiệp, một người đồng nghiệp khác đi đến tát Jia, khiến cô thức tỉnh khôi phục ý thức. Cửa ải này cũng coi như đã vượt qua thuận lợi. Mãng xà đang bàn bạc với Lee Jun cách đối phó với Talupa thế nào. Theo như thông tin của hắn, Talupa chỉ cần di chuyển con mắt, sơn thần bình thường sẽ biến thành đá. Hơn nữa bà ấy còn có thiên lý nhãn. Điểm này khiến mãng xà cảm thấy hơi kỳ lạ. Thiên lý nhãn rốt cuộc có thể nhìn thấy được bao xa, có thể nhìn thấy rõ mặt đối phương không? Lee Jun nói với hắn, Talupa chỉ có thể nắm được xu hướng chung của nhân gian, cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
nhưng không thể quan sát được chi tiết. Li Jun lấy ra một bình thuốc. Anh chuẩn bị dùng thuốc khiến chồng bà ta lui pa ham mê. Thời gian mãng xà hành động sẽ là trưa mai. Li Jun cảm thấy mãng xà đồng ý quá dễ dàng. Cho dù nghi ngờ nhưng mũi tên đã nằm trên cung không thể không bắn đi. Vào lúc này, mãng xà đột nhiên hỏi, ta lui pa có phải từng có một đứa con trai? Câu hỏi này đã thành công khiến Li Jun nghi ngờ. Hắn làm sao biết được chuyện này? Jia khôi phục được ý thức gói khẩu súng lại. Chuyện đã bàn xong, Li Jun trở về nhà an ủi Jia. Tất cả mọi chuyện đến mai có thể sẽ kết thúc. Li Jun tìm đến Shinju, nói cho anh biết kế hoạch của mình. Anh quyết định ăn vảy mãng xà. Đến lúc đó linh hồn mãng xà trong cơ thể của Jia sẽ chuyển đến cơ thể của anh. Sau đó anh sẽ đem linh hồn này nhảy vào sông Samjo. Cho dù Shinju có phản đối, nhưng Li Jun đã hạ quyết tâm. Căn dặn Shinju sau khi anh rời đi, hãy chăm sóc Jia thật tốt. Jia lúc này cũng đến chỗ Li Jang. Anh biết được giám đốc là do anh phái đến. Mục đích cô đến đây lần này không phải để trách mắng. Hai người đều quan tâm Li Jun. Li Jang nói cho Jia biết chuyện Li Jun liên thủ với mãng xà. Làm như vậy Li Jun đã quyết định chết. Nghe được tin này, Jia đã nói mục đích đến lần này. Cô lấy khẩu súng ra. Nếu như ngày mai cô làm tổn thương đến Li Jun, thì Li Jang hãy giết chết cô. Lần này cô đến để mua một bảo hiểm. Hai người cũng đã giao dịch thành công. Li Jun gọi em trai ra, nói ngày mai anh muốn đến sông Samjo quyết đấu với mãng xà. Nếu như lúc đó có xảy ra chuyện gì, hy vọng em trai có thể giúp anh một tay. Ngày mai sẽ đến ngày đại chiến. Li Jun và Jia trân trọng hạnh phúc đến không dễ dàng này. Hai người cùng nhau chơi gắp thú bông, chơi điện tử, cùng nhau ăn kem vị bạc hà mà Li Jun thích nhất. Hai người ôm nhau dưới ánh mặt trời. Mỗi người đều biết đây có thể là lần cuối cùng được ở bên cạnh đối phương. Và vào lúc này Li Jun nhận được điện thoại của Ta Lui Pa của sông Samjo, hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Ta Lui Pa đã nghĩ thông suốt. Bà để một cách có thể giúp cho Li Jun và Jia không cần phải chết. Hơn nữa còn có thể giết chết mãng xà. Bà lấy ra một cây kiếm. Ngày mai khi gọi Jia đến, hãy dùng thanh kiếm này đâm Jia, rồi giả vờ làm cô bị thương giống như đã giết chết cô ấy. Đến khi Jia sắp chết, thứ trong cơ thể cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách thoát ra ngoài. Và vào lúc đó phân thân của mãng xà sẽ hợp lại làm một. Và vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Ta Lui Pa sẽ sử dụng năng lực của mình phong ấn mãng xà biến hắn thành đá. Cảnh chuyển đến một sơn thần khác, ông lúc này đang đi vệ sinh. Mãng xà đến tìm ông. Ông không biết vì sao mãng xà lại đến tìm mình. Khi hai người đang nói chuyện, mãng xà nhân lúc ông không để ý đã đánh lén ông. Sau khi mãng xà lấy được nguyệt kính, lập tức gọi điện cho Jia gọi cô ra điểm hẹn. Jia đem theo súng để phòng thân, chuẩn bị khi mất kiểm soát sẽ cùng chết với mãng xà. Nhưng chưa đợi đến lúc Jia phản ứng lại, mãng xà lập tức gọi mãng xà trong cơ thể của cô tỉnh lại. Hai mãng xà tinh trao đổi thông tin của mình cho người kia. Âm mưu của bọn họ là gì? Li Jun về đến nhà phát hiện Jia có chút kỳ lạ. Thì ra mãng xà trong cơ thể của cô lại đi ra. Cô nói cho Cửu Vĩ Hồ biết việc tấn công sơn thần kia. Li Jun phản ứng lại xoay người Jia lại. Cảnh chuyển đến bên Ta Lui Pa. Mãng xà trực tiếp đến chỗ Ta Lui Pa. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cả người bà vô cùng sửng sốt. Mãng xà đã sớm biết nhược điểm của Ta Lui Pa. Bà từng giết chết con trai của mình, hơn nữa là đứa con trai duy nhất. Vì thế khi mãng xà sống lại, hắn cố ý chọn cốt nhục của Ta Lui Pa để sống lại. Li Jun lúc này cũng biết kế hoạch của mãng xà. Khi anh chuẩn bị đến tiếp ứng, thì phát hiện Shinju bị mãng xà khống chế. Tất cả những người bên cạnh anh lúc này đã mất đi lý trí. Mãng xà bên này chuẩn bị tiếp tục đối phó với Ta Lui Pa. Mãng xà nói với bà, vợ của con trai bà mắc bệnh chính là vì hắn tạo ra dịch bệnh. Thành công khiến Ta Lui Pa tức giận. Li Jun thoát khỏi sự khống chế của ba người, đánh lui tất cả mọi người. Bọn họ cũng khôi phục được lý trí. Anh chuẩn bị đến sông Samjo cứu Ta Lui Pa. Khi anh đến thì phát hiện Ta Lui Pa đã biến thành đá. Kế hoạch ban đầu của mãng xà chính là như thế. Anh không thể nhịn được nữa, bắt đầu trận đại chiến. Khi hai người đang đánh sung sức, Jia xuất hiện trước mặt anh cản trở anh tấn công. Để không làm tổn thương Jia, Li Jun trở nên yếu thế. Lúc này thần trí của Jia không ổn định. Lúc thì là Jia, lúc thì là mãng xà. Đau xót cho bạn gái, Li Jun lấy ra chiếc vảy, bảo mãng xà đừng giày vò Jia nữa. Anh đồng ý dâng hiến cơ thể của mình. Khi chuẩn bị làm như vậy, Jia tạm thời khôi phục được lý trí, lấy súng ra uy hiếp Li Jun không được làm như vậy. Ở kiếp này nên để cô bảo vệ bạn trai. Đang chuẩn bị nổ súng tự vẫn, Li Jun chạy đến cứu được cô. Trước mặt Jia nuốt miếng vảy vào cơ thể. Chớp mắt, lớp vảy của Jia chuyển đến cơ thể của anh. Li Jang thấy anh trai mình sắp chết, bắt đầu chiến đấu với mãng xà. Nhưng không phải là đối thủ của hắn, nên anh bị đối phương đánh đến thừa sống thiếu chết. Khi mãng xà vui vẻ vì kế hoạch thành công, đột nhiên phát hiện tim của mình bắt đầu nhói đau. Tất cả rốt cuộc là vì sao? Thì ra, Li Jun vì đề phòng mãng xà chiếm giữ cơ thể mình, nên trước khi đến đã ăn hoa anh thảo.
thứ mà Cửu Vĩ Hồ từng sợ nhất. Ăn xong hoa anh thảo anh sẽ bị trúng độc. Vì vậy bây giờ mãng xà đã trở nên yếu đi giống như anh. Hai người bắt đầu đánh nhau. Ly Dơn dùng pháp lực cuối cùng của mình ôm chặt mãng xà, bên cạnh gọi em trai mình. Mãng xà nói cho anh, bọn họ bây giờ đã là một thể. Nếu như hắn chết, Cửu Vĩ Hồ cũng sẽ chết. Cửa lớn sông Samjo lúc này cũng mở ra. Mãng xà lúc này bắt đầu sợ hãi. Ly Dơn nói với em trai hành động ngay bây giờ. Nếu không anh lập tức sẽ biến thành quái vật ngay. Anh hy vọng anh là chính mình. Miếng vảy dần dần hiện lên trên cơ thể của anh. Ly Giang hét lên một tiếng, lấy kiếm đâm vào ngực hai người. Sau khi mãng xà bị thương, vẫn còn nói với Ly Dơn hắn sẽ sống lại. Sau khi sống lại, hắn nhất định sẽ tìm Jia, mãi mãi sẽ không tha cho tất cả mọi người. Ly Dơn nói, thật nực cười, chỉ cần nhảy xuống sông Samjo, chẳng có ai trong số họ có thể quay lại nữa. Ở đó không có luân hồi, không đường về. Khi anh nhảy xuống đã nói với Jia một câu, anh yêu em. Lần chia tay này là đời đời kiếp kiếp. Cuối cùng, Ly Dơn vẫn trả lại ơn cứu mạng của Jia, của 600 năm trước. Sau khi rơi xuống sông, Ly Dơn hình như đã nghe thấy tiếng khóc của Jia. Anh bây giờ thực sự rất muốn đến an ủi cô. Nhưng tình yêu giữa người và hồ ly vốn dĩ là như vậy. Từ khi bắt đầu, hai người đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Ly Dơn thông qua chiếc cầu tình yêu này đi đến thế giới của Jia, cùng với cô trải qua đời người ngắn ngủi. Và ước mơ trong lòng anh là trở thành con người, bây giờ vẫn chưa thành sự thật. Cái chết của anh cũng là bức thư tình nồng nhiệt nhất gửi cho mối tình đầu 600 năm của mình. Những ngày sau này, anh hy vọng bạn gái đừng đợi anh nữa, đừng vì anh mà khóc. Nói đến đây, anh vẫn có chút không nỡ. Nhưng cho dù không nỡ rời xa mọi thứ ở kiếp này thì cũng đã kết thúc kể từ lúc anh nhảy xuống sông Samjo. Vì mãng xà đã biến mất, dịch bệnh của loài người cũng hoàn toàn biến mất. Cuộc sống của loài người cũng dần khôi phục như bình thường. Đợt ôn dịch này chính thức kết thúc. Người quản lý nhân gian Ta Lui Pa cũng đã biến lại thành bình thường. Ly Dơn mất tích, Jia không bỏ cuộc, đến văn phòng quản lý nhân gian cầu xin Ta Lui Pa nghĩ cách. Đêm này qua đêm khác, một mình cô cứ thế lặng lẽ ngồi ở cửa. Ly Giang ngày ngày cũng uống rượu say mềm. Ta Lui Pa cũng đã chịu thua bởi thành ý của Jia, bà mở cửa nói với cô. Bây giờ dù có làm gì đi nữa, Ly Dơn cũng không thể trở về được nữa. Số phận này đã được định kể từ khi anh nhảy xuống sông Samjo. Một mình Jia cô độc bước đi trên con đường về nhà mà không có bạn trai. Cô nhớ lại quá khứ có Ly Dơn. Lúc cô vấp ngã, Shinju đã đỡ cô dậy. Mặc dù Ly Dơn đại nhân đã ra đi, nhưng Shinju vẫn tuân thủ lời hứa trước đó của hai người, từ đó chăm sóc thật tốt cho Jia. Shinju đến nhà Ly Giang đưa cho anh đoạn video Ly Dơn đã đưa cho anh. Trong video Ly Dơn nói với anh, Ly Giang từ xưa đã là người mà ngay cả chú chó bị thương trên đường cũng chẳng thể bỏ rơi. Hy vọng cuộc đời sau này tìm được cảm xúc ban đầu. Thời gian anh không có ở đây Ly Giang vẫn phải sống thật tốt. Bởi vì bên cạnh Ly Giang bây giờ cũng có một gia đình. Anh nói với em trai trước giờ anh chưa từng bỏ rơi, từ bỏ anh. Anh cổ vũ em trai cũng đừng từ bỏ, hãy lan tỏa yêu thương, đời này hãy bảo trọng. Sau khi Ly Giang xem xong video của anh trai, cũng chỉ có thể chìm trong đau thương vô bờ. Trong cuộc sống bận rộn, Jia vẫn luôn nhớ đến Ly Dơn. Cô đã ghi âm lại tất cả mọi chuyện của Ly Dơn, chuẩn bị viết một cuốn sách liên quan đến Ly Dơn. Bây giờ cô sẽ phỏng vấn tất cả những người bên cạnh Ly Dơn. Người đầu tiên là Ly Giang. Ly Giang nói bắt đầu từ ngày xưa, anh trai là một người mắc bệnh công tử bột. Hơn nữa còn rất tự tin với khuôn mặt trắng bóc của mình. Nói mình quả thật quá hoàn mỹ, có thể mê hoặc tất cả loài người. Hơn nữa Ly Dơn còn cực kỳ nhát gan, sợ côn trùng, lúc chơi cờ với Ly Giang lần nào cũng thua. Jia bắt đầu so sánh. Cô cảm thấy Ly Dơn rất dịu dàng, còn làm cơm cho cô mặc dù tay nghề bình thường. Ly Giang nói anh có video mà anh trai quay riêng cho mình. Jia nói cô có đôi giày Ly Dơn mua cho cô. Ly Dơn từng bế anh. Ly Dơn mỗi ngày đều đợi Jia trước cửa nhà. Hai người bắt đầu so bì với nhau. Rốt cuộc ai mới là người Ly Dơn yêu nhất? Ta Lui Pa bên này gọi điện cho anh trai của bà, cầu xin Diêm La Đại Vương có thể thủ hạ lưu tình. Ly Dơn không tự sát, anh vì muốn cứu muôn dân mới hy sinh tính mạng. Mong anh trai đáp ứng lời thỉnh cầu của mình. Diêm Vương quả quyết ngắt điện thoại của bà. Ta Lui Pa vốn lạnh lùng vô tình, lúc này cũng đã bị nhiễm tình cảm của loài người. Jia ở nhà nhận được chuyển phát nhanh, mở chiếc hộp ra phát hiện đó là váy cưới Ly Dơn tặng cho cô. Nhận được một bức thư từ biệt từ anh. Anh thật sự rất muốn nhìn thấy lúc bạn gái anh mặc váy cưới. Nhưng bây giờ anh không còn có cơ hội đó nữa. Anh thích thái độ Jia đối mặt với thế giới. Cho dù sự sống ngắn ngủi, cô cũng chưa bao giờ tuyệt vọng. Thích uống cà phê với cô, thích nhìn cô ngủ cạnh mình. Thích cùng với cô đi qua từng đoạn đường trong thế giới này. Anh thích tất cả những thời khắc ở cùng với cô. Mỗi khi cất tiếng gọi tên cô đều sẽ xúc động như vậy. Thế nhưng con đường hai người đã đi từ nay chỉ còn một mình cô đi tiếp. Có thể lúc bắt đầu sẽ không quen, nhưng anh tin rằng tất cả sẽ tốt lên. Vì vậy cuộc đời sau này phải cố lên. Sau khi xem xong bức thư này, Jia cũng chìm vào nỗi tuyệt vọng. Ly Giang đã nhận được tin, có thể có một người có thể giúp bọn họ. Mà người đó chính là đạo sĩ trước kia đã nhận Ngọc Hồ Ly. Ông ấy chính là một trong những Diêm La Đại Vương phụ trách việc đầu thai và tái sinh của loài người. Lý do đồng ý gặp Ly Giang cũng là vì em gái ở sông Samjo của ông luôn gọi điện cho ông. Ông ở đây không phải để tổ chức từ thiện chất vấn bọn họ không biết quy tắc hả? Dùng thứ đáng quý nhất của mình làm vật trao đổi. Đương nhiên sau khi trao đổi, Ly Dơn có thể sẽ mất đi ký ức về tất cả bọn họ, trở thành một người không hề quen biết bọn họ.
hai người vẫn quyết định bắt đầu giao dịch. Trước khi cát chảy hết, bọn họ phải đưa ra thứ quan trọng nhất. Gia muốn đổi hồi ức liên quan đến Ly Dân, nhưng đạo sĩ lại không nhận. Ông đưa ra một gợi ý, đó chính là số mệnh tiếp theo của Gia. Gia quyết định đổi, nhưng Ly Giang lại phản đối. Anh trai anh vì cứu cô mới mất đi tính mạng. Bây giờ cô làm như vậy chẳng phải đã phụ toàn bộ tâm ý của Ly Dân hay sao? Ly Giang nói mạng của anh là do trộm được, đáng lẽ đã chết từ mấy trăm năm trước. Anh muốn dùng mạng của mình đổi lại sự sống cho anh trai. Sau khi kiểm tra, ông phát hiện Ly Giang đã thay đổi, bắt đầu lưu luyến nhân gian vì đã có người nhà của mình. Mạng của anh bây giờ đã có giá trị, giao dịch được thành lập. Trong lúc trao đổi, thuộc hạ của Ly Giang và Shinju còn có chú chó chuyển kiếp thành đứa trẻ đã từ biệt anh ở đây. Ly Giang từ đó trở thành công cụ, thanh toán cho anh trai và Gia. Thời gian trôi nhanh, Gia vẫn đang chờ đợi bạn trai mình. Trời bắt đầu mưa, nhân viên lúc nắm lấy ra chiếc ô đỏ của Ly Dân. Người phụ trách nói với cô, chiếc ô này là có người đưa cho anh 5 phút trước. Trong cơn mưa không ngừng, Gia tìm kiếm người đưa chiếc ô đỏ. Khi cô qua đường, cô phát hiện hoàng tử của đời mình đang ở phía bên kia đường đợi cô. Cửu vĩ hồ của chúng ta đã sống lại, hai người ôm nhau thảm thiết dưới màn mưa. Ly Dân nói với cô, bây giờ anh đã trở thành con người. Bắt đầu từ bây giờ Gia sẽ không thể buông tay anh nữa, cả đời này sẽ bám theo cô ở bên cạnh cô. Ly Dân đưa Gia đến núi Bay Grudagan. Dưới sự làm chứng của thần linh đeo cho bạn gái chiếc nhẫn được làm từ hoa tươi. Cánh hoa bay bay khắp trời cũng chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất của thần linh đại ngàn cho anh. Từ nay hoàng tử và công chúa sống một cuộc sống hạnh phúc. Ở phần 2, Ly Zeon da trắng, đẹp trai đã vậy còn hai mái, cùng đó là chiếc mũi còn thẳng hơn cả màn hình phẳng của tôi. Anh ta là một hồ ly chín đuôi mang trong người sức mạnh to lớn. Anh xuyên không về năm 1938 chỉ để tìm một viên đá xanh huyền ảo. Anh đang bị trói ở một nơi khỉ ho có gáy nào đó và chỉ trong chốc lát anh bị 30-40 thằng lính Nhật bao vây. Tiếng chuông điện thoại 15 Pro Max 1TB trên người anh vang lên khiến cả bọn lính đề cao cảnh giác. Bọn họ vô cùng tò mò thứ nhỏ như bao diêm kia mà có thể phát ra tiếng nhạc. Hai bên rối loạn ngôn ngữ, một bên nói tiếng Hàn, một bên nói tiếng Nhật. Quân Nhật cho rằng Zeon đẹp trai thì này thì cần nên bị tiêu diệt nên bọn họ không nói tiếng Nhật nữa mà liền nổ súng bắn anh khiến anh văng ra xa và bất tỉnh nhân sự. Anh bỗng mở mắt đứng dậy lom dom bước tới, ăn đủ hết 7.749 viên đạn khắp người anh giờ toàn là lỗ đạn do bị quân Nhật bắn. Trong lúc tên kia bắn hết đạn thì anh đã bật tốc hành xuất hiện trước mặt thủ lĩnh quân Nhật, giành cây súng của hắn ta nói bâng quơ vài lời mà không biết tên kia có hiểu không. Mà cái đó không quan trọng khi anh liền tặng hắn một viên kẹo đồng cho hắn đăng xuất khỏi server. Những tên khác thấy vậy đồng loạt nổ súng, những viên đạn bay tới anh mà slow motion cứ như phim Ấn Độ. Anh né hết sau đó hai tay hai súng một mình càng quét hết cả một táng quân Nhật bổn. Zeon bỗng nhiên nhìn thấy phía xa xa một bóng dáng quen thuộc. Anh cướp lấy khẩu K98 của tên lính cuối cùng, lấy vai hắn làm điểm tựa rồi nổ súng bắn về văn dặm xa xăm một cách chuẩn xác dập tắt ngọn lửa chuẩn bị châm thuốc của người ngồi bên kia. Thanh niên đẹp trai búi tóc đó chính là Ly Giang, em trai của Ly Zeon, đang châm thuốc đột nhiên bị dập mất lửa, anh mất quyền kiểm soát lập tức lấy từ đâu đó khẩu đại bác bắn thẳng về phía của Ly Zeon khiến anh bị nổ văng ra xa. Ly Giang xông lên, hai anh em bắt đầu nhập vai cao bồi miền viễn tây bắn súng qua lại, đạn bay tung tóe, ai tình tình cũng đều rất hơn thua với nhau. Cặp anh em oan gia cùng cha khác mẹ này chiến đấu với nhau không nể tình máu mủ tình thân. Còn nguyên nhân tại sao Zeon phải quay về thời kỳ phát xít Nhật này và tại sao Ly Giang đã chết giờ lại xuất hiện ở đây, tất cả phải bắt đầu kể từ năm 2020. Cái năm ấy anh hồ ly đẹp trai này đem lòng yêu một cô gái loài người, vì vậy anh từng chết một lần, sau đó chuyển thế trùng sinh. Ly Giang cậu em trai đẹp trai 19-10 không thua kém gì của anh vì cứu anh mà đã ra đi mãi mãi. Vì chuyện này Zeon đến tìm bà ta Lùi Ba, bà ta nói Ly Giang giết quá nhiều người, tội vô cùng nặng không thể đầu thai. Để có được cơ hội khiến em trai trùng sinh chuyển kiếp, Ly Zeon ký hợp đồng với bà. Anh bằng lòng cho bà ta Lùi Ba sai khiến đi thanh trừng tất cả yêu ma quỷ quái gây hại cho thế gian, một lòng đi làm chuyện bao đồng. Cho đến ngày vợ của Zeon qua đời, anh vẫn không thể thoát khỏi thân phận là một con hồ ly chín đuôi. Sau khi ký tên giấy trắng mực đen xong thì rất nhanh Zeon đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Một người thần bí mang mặt nạ màu đỏ trắng đến sông Sanju đánh cắp viên ngọc trấn thủ trên nóc nhà. Viên ngọc đó là do Diêm La Vương tạo ra là viên bảo thạch để bảo vệ ranh giới giữa dương gian và âm phủ. Sau khi bảo thạch bị đánh cắp, những ác quỷ bắt đầu ập đến. Bà ta Lùi Pa yêu cầu Zeon đi tìm viên bảo thạch về và tặng cho anh một chiếc đồng hồ Rolex. Thời gian trong chiếc đồng hồ này dần trôi thì anh sẽ trở thành người vừa câm vừa điếc, vì vậy ngày mai trước khi trời sáng anh bắt buộc phải tìm thấy bảo thạch và quay trở lại đây. Ly Zeon thông qua cánh cửa địa ngục đi thẳng tới đích, mà lúc này ở sông Sanju những ác quỷ đã ập đến. Bà ta Lùi Pa một mình chống mafia. Zeon mở mắt ra phát hiện mình đã đến năm 1938, đồng hồ đếm ngược còn 16 tiếng đi hơn. Vừa đến thời đại này liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào anh. Ly Zeon liền nhanh cái chân đuổi theo hắn ta. Hai người treo tường bay qua nóc nhà, lăng ba vi bộ kẻ dám chạy thì người dám đuổi. Sau một hồi đi đường quyền kịch liệt thì một cô gái có vẻ ngoài y hệt như cô hồ ly trẻ tuổi Yuri. Cô ta ném bom về phía quan chỉ huy người Nhật đằng sau. Yuri là thế lực kiên trì ủng hộ Triều Tiên độc lập Di Dân. Nhận ra Yuri nhưng không kịp nói gì với nhau, anh bỗng nhìn thấy viên bảo thạch mình cần tìm bị rơi dưới đất. Anh lập tức tới nhặt nhưng bị một người đàn ông khác nhặt mất. Zeon đuổi theo người đàn ông lấy mất bảo thạch thì phát hiện anh ta không phải con người. Tên này đến một căn nhà gỗ tìm đại ca chợ lớn, không ngờ đại ca của anh ta là Ly Giang.
Trong thời đại này, Li Giang trở thành trùm băng bụi đời trợ lớn cuộc sống của anh, súng và thuốc lá lúc nào cũng ở trên người. Tính cách của anh vẫn nóng cái đầu y như ngày nào. Vừa mới gặp nhau anh đã đòi lấy mạng của Zeon. Zeon nhìn thấy cậu em trai đã lâu không gặp anh vô cùng cảm động ôm chặt lấy Li Giang nhưng dừng chuyện tình thương mến thương đối với Li Giang không có tác dụng gì cả. Hai anh em vẫn phải ra tay đánh nhau các kiểu con đà điểu, cuối cùng Li Giang bị trói lại. Zeon lấy lại viên bảo thạch và biết được sơ bộ những gì em mình đã trải qua trong những năm gần đây. Đám đàn em của Li Giang đều là sói hóa thành hình người. Leon vì tình nghĩa anh em xương máu, cột trèo mà ngồi uống chén rượu nồng với Li Giang. Anh không ngờ rằng trong rượu đã bị bỏ thuốc, rất nhanh anh đã ngất đi. Sau khi anh tỉnh lại bèn xảy ra cảnh giao đấu với quân Nhật Bản. Hai em lại đánh nhau, Li Zeon để mặc cho Li Giang chém một dìu chí mạng về phía mình. Anh còn dịu dàng dặn dò em trai phải sống thật tốt. Vào lúc Zeon quay người rời đi, người đàn ông đeo mặt nạ đỏ trắng bỗng xuất hiện sau lưng Li Giang và đâm anh một nhát chí mạng. Người đàn ông đeo mặt nạ liền chạy mất, còn tính mạng Li Giang gặp nguy hiểm. Anh bảo Zeon đưa mình đến miên chôn gác. Hai người đi đến nơi đó, vừa bước vào hai người va phải người đàn ông lớn tuổi có nốt ruồi ở mũi, nhưng không lâu sau khi gặp lại người này, Zeon phát hiện ông ta đã trẻ măng. Ra do đó Leon biết được bí mật của miên chôn gác, ở nơi này có một chàng thanh niên với vẻ ngoài tuấn tú, da trắng mặt xinh, anh ta có thể khiến người ta trẻ lại. Li Zeon tận mắt chứng kiến một ông lão hiến tế con gái mình cho chàng trai này để đổi cho mình được trở lại thời còn trai trẻ trâu. Người này chính là người sống thọ nhất trong truyền thuyết phương Đông, ông thọ Đông Phương Sóc. Zeon mượn tuổi thọ của Đông Phương Sóc để cứu Li Giang, nhưng muốn trao đổi với ma quỷ phải trả giá đắt. Zeon không phải người làm việc theo đúng quy tắc, anh rút kiếm đe dọa Đông Phương Sóc, nào ngờ kiếm của anh không thể làm đối phương bị thương. Đông Phương Sóc nói số mệnh của anh ta chính là không chết, không bị thương. Li Zeon chỉ đành làm theo đúng quy tắc. Đông Phương Sóc lấy ra một cái hộp để Li Zeon bốc một quả cầu. Trên đó viết cái gì Zeon phải lấy cái đó ra trao đổi. Zeon bốc được quả cầu viết là thanh kiếm UTURI. Đây là thứ vũ khí duy nhất trên thế gian có thể khiến Đông Phương Sóc bị thương. Anh ta chia sẻ đã sớm chán cõi trần gian này. Vậy nên anh muốn dùng thanh kiếm đó để kết liễu chính mình. Li Zeon lập tức đi tìm kiếm, ngoài ra cũng khá trùng. Hợp trong thời đại này, chủ nhân của thanh kiếm UTURI chính là anh. Zeon đến gặp bản thân mình lúc này còn là Sơn Thần. Anh vừa mất đi mối tình đầu, suốt ngày suy trong nỗi đau thất tình và sáng tác nhạc rap để ra một album thật suy, sống thành bộ dạng của một tên đầu đường xó chợ. Sau khi đợi chính mình ngủ say, Zeon lén đi đến trộm kiếm, vào lúc rút kiếm ra Sơn Thần Zeon đang nằm trên giường cũng tức giấc. Sơn Thần Zeon thấy một người Li Zeon y hệt mình đang đứng trước mặt anh, cứ tưởng phía trước mình là một tấm gương. Vậy nên Zeon thời 4.0 nhanh trí làm ra động tác và biểu cảm y như Sơn Thần và dễ dàng lừa được anh ta. Nhưng đến cuối cùng Zeon vẫn bị chính bản thân mình ở thời đại này phát hiện ra. Sơn Thần Zeon đứng giữa đường chờ anh và bật mốt cáo chín đuôi. Hai người lao vào Innova, cho dù là chiêu thức hay phản ứng khi bị dính đòn đều Li Yong y hệt nhau. Vào thời khắc mấu chốt, Li Zeon rút điện thoại iPhone 15 Pro Max 1TB ra, mở hình của vợ đưa cho Sơn Thần xem và nói cho anh biết mối tình đầu của anh đã đầu thai. Sơn Thần cầm lấy điện thoại như người mất hồn. Li Zeon nhanh chóng nhân cơ hội này đánh ngất Sơn Thần. Cùng lúc đó, linh hồn của Li Giang rời khỏi xác. Anh đi dạo lòng vòng trong Mizon Gác, anh nhìn thấy Đông Phương Sóc hút linh khí của cô bé vừa được hiến tế. Cô bé lập tức biến thành bà già, mà lúc này làn da đen nhăn nheo của Đông Phương Sóc cũng dần biến mất. Lúc này Li Giang mới nhận ra là Đông Phương Sóc không hề có khả năng trường sinh, hắn sống dựa vào việc hút đi tuổi thọ của người khác. Li Giang tự lẩm bẩm một mình khiến Đông Phương Sóc nghe thấy, nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng của anh chứ không thấy. Li Giang nhờ vậy mà tạm thời thoát được một kiếp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Zeon vẫn chưa quay về. Lúc này Đông Phương Sóc phát hiện Li Giang đã biến mất. Anh đi tìm khắp nơi chỉ còn lại phòng của một cô kỹ nữ. Đông Phương Sóc đoán chắc Li Giang đang ở trong đó, nhưng cô gái này lấy chủ Minzon gác ra để đe dọa nên Đông Phương Sóc chỉ đành dừng việc kiểm tra. Li Giang thực sự đang ở trong căn phòng này. Ngoài ra trước khi đi, Zeon có dặn họ rằng nếu như quá nửa đêm anh chưa về thì họ hãy đổi phòng cho Li Giang. Nhờ vậy mới cứu được Li Giang một mạng. Các cô gái vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nào ngờ Đông Phương Sóc dù đông kích tây. Anh ta không nghe lời của các cô gái, đi được nửa đường bỗng nhiên quay lại bắt quả tang Li Giang đang ở đây. Đông Phương Sóc đe dọa các cô gái trốn phía sau bức bình phong, chỉ để lại một người túc trực bên cạnh Li Giang để lừa Li Zeon. Thời gian đếm ngược còn lại một tiếng nữa, cuối cùng Zeon cũng quay về sau. Khi xác nhận Li Giang vẫn an toàn, Zeon đến tìm Đông Phương Sóc. Hồn phách của Li Giang lo lắng đến mức không ngừng đi tới đi lui. Anh muốn nhắc nhở Zeon đó là một cái bẫy nhưng không thể nào nhắc nhở được. Lúc này Li Giang gặp được cô bé đã bị biến thành bà lão. Cô bé có bà nội làm phù thủy nên cô có thể nhìn thấy hồn ma, vì vậy cô thấy được Li Giang. Li Zeon cầm kiếm đến trước mặt Đông Phương Sóc, nhưng anh không chấn bé đủ tới nổi mà bị mắc bẫy. Trong lúc bốc thăm, Zeon đã phát hiện ra Đông Phương Sóc này có vấn đề. Lúc đó Zeon sờ thấy mỗi quả cầu trong đó đều viết thanh kiếm của UTURI. Anh liền đoán Đông Phương Sóc muốn có thanh kiếm này, mục đích của anh ta không phải để tự kết liễu chính mình mà vì muốn phá hủy thanh kiếm, bởi vì đây là thứ vũ khí duy nhất có thể hủy diệt anh ta. Mục đích chính của Đông Phương Sóc là muốn có được sự trường tồn vĩnh hằng. Đông Phương Sóc bị vạch trần bộ mặt thật, bèn ra tay đánh nhau với Zeon. Trong lúc đánh nhau, cô bé chạy đến nói với Zeon mình là Li Giang đang mượn cơ thể của cô bé này, để Li Zeon tin Li Giang ôn lại những lời Zeon từng nói với mình. Sau đó Li Giang nói Đông Phương Sóc chính là rùa ra một trong thập trường tượng. Do đó Zeon tìm ra cách để đối phó với Đông Phương Sóc, hai anh em niệm thần chú với Đông Phương Sóc, cuối cùng cũng ép hắn hiện nguyên hình. Zeon thấy được ánh sáng sinh mệnh liền dùng thanh kiếm của UTURI niệm hơi thở của nước giết chết hắn ta.
Vô số nguyên thần bay lơ lửng trong không gian, một trong số những nguyên thần đó bay vào trong cơ thể Ly Giang. Anh lập tức tỉnh lại, một nguyên thần khác quay về cơ thể của cô bé liền quay trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ. Thời gian dần trôi, đồng hồ đếm ngược kết thúc, Zeon không thể kịp thời quay về. Ly Zeon biết có người cố ý nhốt anh trong thời đại này. Sau khi Đông Phương Sóc chết một người phụ nữ xinh xẻo, cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì anh ta là cây hái ra tiền của cô. Nhưng cô không hề buồn, cô ta đã theo đuổi Zeon hàng trăm năm vì vẻ đẹp trai hai mái lãng tử của anh ta. Sau khi trang điểm xong, cô cầm theo một thanh kiếm rất lớn định đến hội ngộ với anh chàng Zeon đã lâu không gặp. Ly Zeon không thể quay về, mắc kẹt ở năm 1938 anh tìm đến. Bà ta Lúi Pa của thời đại này nói rằng mình đến từ tương lai, xin bà ta Lúi Pa cách quay về. Bà ta không chịu nói còn nhờ Zeon giúp mình một chuyện. Sáng nay có một chuyến tàu rời khỏi làng Đo Đo, trên tàu có 6 thần truyền kỳ, lấy 6 thần đó về là được. Hai người lên đoàn tàu thì Ly Zeon định bắt từng người lại để cho hỏi, nhưng Ly Giang lại bảo anh đừng nóng vội. Mọi thứ cậu em đã có sắp xếp, đoàn tàu sắp đi vào đường hầm. Trên đoàn tàu lúc này có 3 phe người đang chờ đợi thời cơ, một phe là đám đầu đường xó chợ mà Ly Giang sắp xếp, một phe là bác sĩ thú Igu với đồng bọn của anh. Bác sĩ Hu cùng Zeon đến thời đại này vô tình gia nhập một đội nhóm. Còn phe còn lại ở khoang VIP của đoàn tàu là con yêu quái đang theo đuổi Ly Zeon hàng trăm năm mà không được anh đáp lại tình cảm, Hong Ju. Đoàn tàu đi vào đường hầm, mọi thứ chìm trong bóng tối, ba phe cùng lúc hành động thổ. Bọn đầu đường xó chợ cướp sạch của cải của hành khách, trộm được không ít đồ. Đến con chó của bà lão ngồi đối diện Zeon cũng không tha. Nhưng riêng sáo thần là không cướp được, không Hong Ju cơ hội đó lấy được sáo thần từ trong cặp sách của một người đàn ông. Đoàn tàu ra khỏi đường hầm, khoang tàu le lói ánh sáng thì không ít người phát hiện ra mình bị mất đồ. Người đàn ông cầm cặp sách phát hiện đồ trong cặp biến mất rồi, anh ta trở nên hoảng loạn, vội đứng dậy đi tìm. Anh ta tìm tới Hong Ju. Lúc này ả ta đang thích thú nhìn ngắm sáo thần trong tay thì người đàn ông lịch lãm liền cho nhành hoa kia một cú đấm sấm sét, sau đó nói rằng sáo thần thuộc về đế quốc Nhật Bản, nhưng Hong Ju đẹp chứ cũng méo yếu không chịu lép vế. Hai bên sau một hồi giao đấu thì Hong Ju hiện người đàn ông này không phải con người. Trong lúc đánh nhau, anh ta bị cô đánh bay ra khỏi đoàn tàu. Thuộc hạ của Ly Giang trộm được một đống đồ nhưng lại không có sáo thần. Zeon đang chán chường là ai cướp mất sáo thần rồi. Một giọng nói yểu điệu thục nữ bên cạnh đáp lại anh. Zeon sang bên cạnh không thì Hong Ju đang e thẹn đợi anh. Vừa thấy Zeon đã tặng hoa rồi lên trước đu bám lấy anh, còn giới thiệu với Ly Giang mình là chị dâu tương lai của anh. Ly Zeon vui vẻ cầm sáo thần nhưng từ chối lời cầu hôn của Hong Ju. Sắc mặt cô khi nghe câu đó liền lập tức thay đổi, cho anh một đấm là say đắm chứ mà hai đấm là lé luôn. Hong Ju mặc kệ Zeon có đồng ý hay không, cô đã muốn thì phải có được. Xinh đẹp có, đáng yêu có, đã vậy còn giàu sang phú quý, lại còn giỏi đánh đấm đủ để bảo vệ các cánh đàn ông, nhưng Ly Zeon lại không đồng ý. Ấy vậy thì cô ta muốn cả hai đánh một trận ra hình ra hài. Hai người đánh lên đến nóc tàu, Hong Ju bỗng bị vấp ngã khi kiếm của Zeon sắp đâm vào cổ cô. Anh không nhẫn tâm thu lại kiếm và đỡ lấy Hong Ju. Cô rơi vào vòng tay của trai đẹp, từ giận hóa thành vui. Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, hai người lại đánh nhau sáp lá cả. Bọn họ từ nóc tàu rơi xuống tiếp tục đánh nhau trong khoang tàu. Hong Ju bị đánh bay ra khỏi đoàn tàu nhưng cô lập tức bay lại giữ lấy phần đuôi tàu, dùng sức mạnh của người phụ nữ 12 bến nước kéo đoàn tàu dừng lại. Còn phe bác sĩ Gu đang đánh nhau với đám lâu la trên tàu, anh không hề phát hiện ra Zeon cũng đang ở chuyến tàu làng Đo Đo này. Thấy đoàn tàu dừng lại, bác sĩ Gu lập tức xuống tàu. Đám đầu đường xó chợ của Ly Giang tiếp ứng cho hai em họ. Ly Zeon vội nhân cơ hội bỏ chạy. Hong Ju tức giận nhìn anh rời đi nhưng cô không đuổi theo vì cô biết bọn họ sẽ còn gặp lại. Khi Zeon hoàn thành nhiệm vụ giao sáo thần cho bà ta Lúi Pa, bà ấy nói với anh cách quay về là vào 29 ngày sau vào đêm, nguyệt thực cánh cửa thời gian sẽ mở ra. Lúc đó có thể quay về, Zeon cũng không còn lo lắng mình biến mất quá lâu ở thời gian hiện thực vì dòng chảy thời gian của hai thời điểm có tốc độ khác nhau, một tháng ở đây chỉ bằng mấy ngày ở hiện thực. Zeon tò mò nếu quá khứ xảy ra thay đổi, tương lai có thay đổi theo không? Câu trả lời là không, vì Zeon không thuộc về thời đại này, anh chỉ là khách qua đường mà thôi. Cũng có nghĩa là Zeon chỉ còn lại thời gian một tháng để ở bên em trai Ly Giang của mình. Anh ngồi luyên thuyên cùng Ly Giang và anh muốn chuyển tới ở cùng em trai của mình. Ly Giang không biết anh là người xuyên thời gian, chỉ cảm thấy anh nói năng rất chi là xà lơ, không giống người anh trai trong suy nghĩ của mình. Bác sĩ Hu giờ không khác gì đầu đường xó chợ, bụi đời chợ Long Biên khi bị đám thổ phỉ cướp sạch sành xanh trở thành dân cái bang, cuối cùng phải đi làm thuê cho một quán ăn để sinh tồn. Bên này Akira Saito là người làm mất sáo thân đã quay về báo cáo cho tên chỉ huy Ryuei Kato rằng yêu quái Triều Tiên đã cướp mất. Hắn ta triệt tiêu toàn bộ tên thuộc hạ, mắt hắn ta đỏ lên cứ như có Sajingan, hắn ta cũng là yêu quái. Hắn tha mạng cho Akira và ra lệnh cho anh ta đi tìm một món bảo vật khác có sức mạnh còn ác ôn vùng nông thôn hơn cả sáo thần. Ly Giang và Ly Zeon quay về Mizongak hết hồn con trồn khi người mở cửa lại là Hong Ju. Cô ấy chính là chủ của Mizongak, cô uy hiếp Zeon rằng anh phải ở đây, nếu anh đi nơi khác ở thì cô sẽ quậy tưng bừng hoa lá hẹ nơi đó lên. Zeon biết cô ta nói được làm được nên cũng đành lực bất đồng tâm cam chịu ở lại. Cô bé lần trước bị biến thành bà lão, Hong Ju định đuổi cô bé đi nhưng sau khi được người làm và cô bé cầu xin thì Hong Ju cũng mủi lòng mà thu nhận. Cô còn vui vẻ đặt tên mới cho cô bé là Trúc Hương. Zeon nhờ Hong Ju giúp mình tìm người đàn ông đeo mặt nạ. Cô nói có thể giúp nhưng với điều kiện Zeon phải thay cô tham gia hoạt động tuyển chọn Hoa hậu Triều Tiên hôm nay. Nghe nói gần đây trong kinh thành có tam trùng hoành hành, người bị nhiễm tam trùng đều biến thành dã xoa ăn thịt người. Hong Ju nhờ Zeon tìm ra kẻ đứng sau khống chế tam trùng. Thế là thời thế đưa đẩy anh chờ ban giám khảo đánh giá cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu ngày hôm nay.
Ở đây anh gặp được hồ ly Yuri nhưng cô không nhận ra anh. Ở thời đại này, Tổng cục Cảnh sát Kato chính là anh rể của Yuri. Trên đoàn tàu, cô gái ngồi đối diện Zeon cũng tham gia cuộc thi. Cô hoạt bát đáng yêu Kute Fo Mai que và chinh phục được mọi người, cuối cùng giành được quán quân. Vào lúc trao giải thưởng, cô bỗng cảm thấy cơ thể khó chịu, há mồm lao đến cắn xé người bên cạnh. Lúc này có một người đàn ông tên là Mu Yang đang đứng bên ngoài. Anh còn đem theo một cỗ quan tài đến và nhốt cô gái vào trong rồi rời đi. Lee Zeon chạy ra bên ngoài, cô gái sớm đã biến mất. Quay về nơi ở, Mu Yang chuẩn bị biến cô gái trong quan. Tài trở thành dạ xoa vì cô là người duy nhất sống sót sau khi nhiễm tam trùng. Lúc này Hong Ju xuất hiện, cô gần đây người nghe ngóng tung tích của người đàn ông đeo mặt nạ. Cô tìm được một ít manh mối, tìm đến Mu Yang nghi ngờ anh chính là người đó. Hong Ju và Mu Yang cũng có quen biết, anh nói với Hong Ju anh nhớ em, cô liền rưng rưng nước mắt ôm lấy Mu Yang. Cô không ngờ anh ta vẫn còn sống. Cùng lúc này Zeon biết được từ chỗ Yuri, nghe nói những cô gái vào kinh thành tham gia tuyển chọn hoa hậu đều biến thành dạ xoa. Những con dạ xoa giống nhau ở chỗ cùng đến cùng một tiệm làm đẹp. Thế là hai anh em Lee Zeon lên đồ lịch lãm quý phái cùng đến viện làm đẹp làm nhân viên. Bà chủ nói không tuyển nhân viên nam, nhưng khi thấy hai anh chàng đẹp trai da trắng body chín nút ác ôn vùng nông thôn như vậy liền thay đổi ý định. Hai anh em bắt đầu ngày tháng làm thuê ở tiệm làm đẹp, nhanh chóng trở thành điểm hút khách trong tiệm, vô số khách hàng đều đến vì nhan sắc BAD boy của hai người bọn họ. Sau nhiều ngày quan sát, bà chủ với nhân viên dường như không có gì bất thường. Điểm kỳ lạ duy nhất trong tiệm là cái gương nào cũng vỡ. Lúc đầu bọn họ nghi ngờ bà chủ, còn cố ý dò hỏi đối phương, đề nghị bà chủ thay gương, bà chủ lại vui vẻ đồng ý. Hình như có gì đó sai sai, người anh tìm không phải là bọn họ. Lại một ngày nữa, hai anh em đi làm thuê tại tiệm làm đẹp, bỗng có khách phát điên sau khi hai bọn họ khống chế toàn bộ khách. Zeon điều tra ra được có người bỏ tam trùng vào trong dầu gội đầu. Lúc này một nhân viên bỗng chạy ra, vô số kéo cắt tóc xung quanh bay về phía hai anh em, thì Zeon liền nhận ra bà ta là một thần linh bản địa. Lee Giang cầm một tấm gương soi lên trước mặt bà ta, trên mặt bà ta xuất hiện vết sẹo bỏng rát, thì ra bà ta là thần bếp cai quản bếp lò, vết sẹo là do than trong lò gây ra. Thần bếp than thở muốn có cuộc sống yên bình, nhưng con người lại dựng lên tiệm làm đẹp treo đầy gương, làm bà ta nhìn thấy bản mặt xấu xí của mình khiến bà ta cảm thấy tự ti, cho nên bà ta chuyên ra tay với những cô gái xinh đẹp. Thần bếp oán hận con người vì con người bây giờ rất ít cung bái bà ta. Zeon nói tập quán cuộc sống của con người trong tương lai sẽ thay đổi rất lớn, không bao lâu nữa bếp lò sẽ biến mất, bà ta phải đưa ra lựa chọn sống chung với thời đại hoặc là bị đào thải. Dưới sức ép hỏi của Zeon, thần bếp nói ra lai lịch của tam trùng là một người đàn ông đeo mặt nạ đỏ trắng đưa cho mình. Nói xong thần bếp chết trong ngọn lửa, chắc chắn là tên đeo mặt nạ đó đã lường trước kẻ sẽ nói ra lai lịch của hắn nên đã nguyền rủa trước khi ra giao kèo. Zeon đốt ngải cứu để xua đuổi tam trùng, cứu được mọi người. Zeon vừa đi vừa ngâm nga bài hát Diêu bông ơi, Diêu bông ơi Diêu bông. Bỗng nghe thấy có người đang hát cùng một bài. Nhìn lại đó thì ra là bác sĩ Gu, hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Sau vài lần bỏ lỡ nhau cuối cùng cũng gặp lại bác sĩ Gu. Nhìn Lee Giang đứng bên cạnh, Gu cảm động suýt khóc. Anh định ôm đối phương thì bị Lee Giang tung một cước ra đất. Đến đêm ba người lại vừa nói vừa cười đi trên đường về nhà. Các tên lính Nhật Bổn này đang dùng sức mạnh đồng tiền mà hành hạ các kỹ nữ ở quán của Hong Ju. Hong Ju biết chuyện liền đi tới giải cứu, rồi còn cởi nhẹ áo khoe tâm hồn đẹp của mình, bảo rằng mình miễn phí, nếu như bọn ôn dịch này uống rượu thắng cô thì mặc cho bọn này muốn làm gì làm. Những tên háo sắc nghe thấy vậy liên tục hoan hô, đám quân Nhật phía đối diện hai mắt sáng như sao. Hong Ju một mình thì uống rượu với cả đám quân Nhật, uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt Hong Ju vẫn không thay đổi. Đám quân Nhật Bổn phía đối diện lúc này đã lảo đảo, dần dần bắt đầu có người ngã xuống. Sau vài vòng cả chục tên đàn ông đều bị hạ gục nhưng Hong Ju vẫn chưa có dấu hiệu say. Thủ lĩnh của đoàn quân Nhật thấy vậy vô cùng bất mãn, ra tay với cô kỹ nữ ngồi bên cạnh, sau đó tức giận rời đi. Đương nhiên thua rồi còn làm phách láo thì Hong Ju không thể nào cho qua được. Cô lên đồ rồi chặn đường tên háo sắc ôn dịch đó. Cô túm cổ hắn bằng dây, sau đó bay lên, bóng của cô hiện ra hình con cú. Lúc cô hạ cánh xuống thì bắt đầu tên kia đã lơ lửng trên không và bị dây xiết đến chết. Tối nay Lee Giang đến phòng trà ngồi nghe hát idol, nơi này đang ngồi trên sân khấu hát đã thu hút sự chú ý của anh. Lee Giang đã từng gặp cô gái này. Cô có nửa người dưới là cá, mọi người cứ tưởng đây là cách để thu hút người xem nhưng Lee Giang biết cô gái này là người cá thật. Lúc này có người khách muốn giở trò với cô, Lee Giang liền ra tay giúp đỡ cho hắn một ly vào đầu. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô bóc một chiếc vẩy của mình tặng cho Lee Giang. Lee Zeon ở lì trong phòng chờ em mình về, hai anh em ngủ chung một phòng nhưng đến nửa đêm chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một cô gái tay cầm chuông đi đến cửa phòng của Zeon, ở trong phòng Zeon bắt đầu gặp ác mộng. Anh mơ thấy cô gái đang bò trên người mình, hai người bốn mắt nhìn nhau tình thương mến thương vô cùng. Lee Zeon thức giấc trong phòng không hề có cô gái nào cả nhưng Zeon vẫn cảm giác như có ai đó đã từng đến đây. Hóa ra cô gái này đó được Mu Yang thả ra, anh đi đến đền thờ có sương mù bao phủ dày đặc. Trước cửa có một cái xác khô của sư thầy mặc áo cà sa đang ngồi thiền nhưng chỉ trong chốc lát cái xác đó đã hóa thành hình người. Ông sư khuyên rằng vốn là hậu duệ của hổ Siberia sao lại thèm muốn thứ nghịch đạo như thế. Cái bình phong đó đã bị phong ấn 500 năm rồi, bây giờ trong đó chỉ còn lại oán hận và sự nuối tiếc nhưng Mu Yang một mực muốn mở ra. Ông chỉ đành triệu hồi một đám hộ vệ, chỉ trong chốc lát tiếng đao kiếm vang lên leng keng. Do những ông sư đều là hồn phách nên Mu Yang không thể nào làm họ bị thương được. Cuối cùng chỉ đành dùng lửa thiêu đốt tất cả linh hồn cho họ hồn siêu phách tán. Mu Yang lom dom bước vào trong ngôi đền bế một cô bé đang bị biến mất ra ngoài và dặn cô bé đến tìm Lee Zeon, do đó mới có chuyện Lee Zeon gặp ác mộng. Zeon, Mu Yang và Hong Ju ba người từng là bạn từ thời thơ ấu.
còn cùng nhau hứa hẹn sau này sẽ trở thành sơn thần, nhưng Mu Yang và Zeon đột nhiên xích mích với nhau. Mu Yang còn bị người phụ nữ mà mình yêu nhất là bà ta Lui Pa tước mất chức sơn thần và bị biến thành đá. Hong Ju vô cùng tò mò về chuyện này, Mu Yang không thể chi tiết cho cô nghe, chỉ trả lời rằng anh cũng muốn để Lee Zeon cảm nhận nỗi đau mất đi người thân duy nhất của mình. Mu Yang hẹn gặp Lee Zeon, anh không biết người hẹn mình là ai. Anh đi đến cuối cây cầu nhìn thấy Hong Ju, còn tưởng là cô ấy tìm mình. Lúc này đột nhiên trước mắt Zeon đột nhiên biến thành một màu đen. Trong lúc anh không thấy gì, Mu Yang thình lình xuất hiện phía sau vung kiếm chém về phía Zeon. Hong Ju lập tức lấy hoa tiến lên bảo vệ Zeon. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Zeon chỉ cảm nhận được có người đang đến gần. Hong Ju không vạch trần thân phận của Mu Yang, nói dối rằng đó chỉ là một khách mua hoa đi ngang qua. Sau khi quay về Mizon Gap, bác sĩ Gu giúp anh kiểm tra thử. Kết quả anh thật sự đã bị mù. Zeon nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, anh vô cùng chắc chắn mình bị mù là do cô bé tối hôm qua, bởi vì anh và cô bé từng nhìn thẳng vào nhau. Nhưng rốt cuộc là ai đã phái cô bé đó đến? Anh đoán người phái cô đến là người đàn ông đeo mặt nạ. Bên này cô bé đang hỏi Mu Yang rằng tên của cô là gì. Anh ta không thèm để ý đến cô bé. Cô bé liền tức giận tháo bịt mắt ra bắt Mu Yang phải trả lời. Mu Yang lập tức né tránh ánh mắt của cô bé. Hong Ju đến tìm thì anh vội vàng giấu cô bé đi để tránh Hong Ju nhìn vào đôi mắt của cô bé. Hong Ju nghe cô bé ấy nói rằng cô bé chính là Setani, là quỷ sinh ra do bị bỏ đói chết để bói toán. Sau khi Zeon bị mù, anh bắt đầu ố dề khi tìm cách ăn. Dáng vẻ vụng về của anh khiến Lee Giang không thể nhịn nổi. Boy lạnh lùng phải cầm lấy chén cơm đút cho Zeon ăn, từng muỗng. Đúng là trai tốt, anh không phải diễn nhưng trai hư anh phải vào vai. Lee Zeon ở trong sân vườn cố gắng bước đi, Lee Giang cũng nhắc nhở anh trai mình rất nhiều lần. Nhưng Lee Giang cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm này, anh thỏa sức trêu chọc Zeon một phen. Ví dụ như gắp phân chó vào tay anh. Lee Zeon nhờ Hong Ju giúp đỡ, cô nói với Zeon trong bóng tối anh vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nếu như anh muốn tìm lại ánh sáng, anh phải nghĩ thật kỹ mình đã bỏ lỡ mất cái gì. Những lời vô thường này khiến Lee Zeon chắc chắn rằng Hong Ju đã gặp người đàn ông đeo mặt nạ. Không phải Hong Ju không muốn giúp Zeon, chỉ cần anh thừa nhận anh là husband của cô. Cô xô Zeon xuống sofa xé rách đồ anh, cô định cưỡng hôn anh nhưng anh lập tức đẩy cô ra. Thái độ của Lee Zeon thẳng thừng bảo hồ ly không bao giờ được phép phản bội người yêu của mình. Hong Ju nghe rất thất vọng, lập tức ra lệnh cho tất cả yêu ma quỷ quái trong thành phát tán tin tức Zeon đã bị mù. Không lâu sau, yêu tinh trong thành đã tìm đến. Hong Ju còn cẩn thận đặc biệt cho sơ tán tất cả những cô gái ở Mizon Gap. Có một người tự xưng là người bốc vác củi đến hầu hạ Zeon. Mặc dù Zeon đã bị mù nhưng anh vẫn phát hiện ra người bốc vác củi này có bàn tay là một kiếm khách. Trong chốc lát rất nhiều kiếm khách bao vây đến. Bởi vì lý do làm việc cho bà ta Lui Pa nên anh đã giết rất nhiều yêu quái. Đây chính là lý do bọn chúng kéo 30-40 thằng đến tìm Zeon báo thù. Mặc dù anh mù nhưng võ nghệ của anh vẫn rất cao cường. Hong Ju đứng ở phía xa im lặng quan sát, thấy Zeon vẫn chiếm được ưu thế, cô bèn bật nhạc làm ảnh hưởng đến khả năng nghe của Zeon. Động tác của Zeon trở nên chậm chạp và kém phần dứt khoát hơn trước nhiều. Không lâu sau đó anh liền bị thương, Zeon lần mò tìm cách chạy thoát thân. Anh nhớ Lee Giang từng chỉ cho anh trong khu vườn này có những thứ gì. Thế là anh dựa theo trí nhớ tìm đến một cây cột đèn, sau đó chém dứt cây cột, lập tức cả Mizon Gap bị bao trùm trong bóng tối. Giờ ai cũng như ai, coi mèo nào cắn mèo nào nè mấy thằng nhóc. Zeon không tốn quá nhiều đã một mình double kill rồi quét sạch thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng một bên khác, Lee Giang và bác sĩ Gu đã bị Mu Yang bắt đi. Lúc này một mũi tên bắn về phía Zeon, anh đi đến đó sờ thấy đầu của Lee Giang và bác sĩ Gu được buộc trên mũi tên. Zeon nhận ra hai người họ đã gặp nguy hiểm, trên mũi tên còn buộc một bức thư nhưng Zeon không nhìn thấy. Lúc này anh nóng như lửa đốt, anh chạy vòng vòng kêu cứu. Cô bé Setani đến trước mặt anh giúp anh đọc bức thư. Trong thư viết Lee Giang và bác sĩ Gu đang gặp nguy hiểm, nếu muốn cứu bọn họ thì đến đền thờ gặp ta. Anh nghe biết chắc chắn đối phương là người đàn ông đeo mặt nạ. Anh bèn nhờ cô bé Setani giúp mình, cô bé bảo Zeon cõng cô, anh không nhiều lời lập tức cõng cô lên, cô bé chỉ đường cho Zeon đi lên núi. Sau khi đặt cô bé xuống, Zeon lão đảo dò đường đi về phía trước. Vô số mũi tên từ nơi khỉ ho có gáy nào đó lao về phía anh. Người ra tay tàn độc như vậy chính là Mu Yang. Lee Zeon vô tình trúng phải mũi tên, anh vội vàng chạy thoát thân. Khi bị ép đến đường cùng, anh cảm nhận được đối phương chính là người đeo mặt nạ. Anh chất vấn đối phương tại sao lại đối xử với anh như thế. Zeon hạ mình cầu xin đối phương tha cho mình, còn chủ động dâng kiếm cho hắn ta. Mu Yang nhận lấy thanh kiếm của Zeon, rút ra lấy cái le, nào ngờ anh đã bị dính kế của Zeon. Thanh kiếm đó không khác nào của thu lôi, đang nói thì xét xuất hiện. Mu Yang bị trời đánh do cái mõ hỗn nên hắn ta ngã lăn ra đất. Cùng lúc này bác sĩ Gu và Lee Giang đang bị trói ném ở dưới giếng nước. Ở trong giếng nước không ngừng dâng lên, khó khăn lắm bác sĩ Gu mới thoát khỏi dây trói thì thấy Lee Giang đã ngất. Chiếc vảy trong túi áo của Lee Giang bỗng tự nhiên phát sáng lên. Cô gái người cá đang make up cho buổi biểu diễn ở xa cảm ứng được anh đang gặp nguy hiểm. Zeon tiếp tục đi vào trong đền thờ, cô bé đến sau lưng anh. Tự nói mình là Setani, anh biết là cô bé này đã cướp mất ánh sáng của anh. Cô bé hỏi Zeon rằng cô tên là gì. Zeon không biết nhưng khi nghe thấy tiếng chuông, anh cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Trong chốc lát dường như anh đã quay về khu rừng mà mình cai quản. Anh nhớ lại, hóa ra anh từng gặp cô bé này. Anh cũng chính là người tặng chuông cho cô, còn hứa cho cô một điều ước. Cô bé vốn dĩ ở trong núi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho đến một ngày. Cô em gái sinh đôi của cô bị chọn chúng và đưa đi. Vì bảo vệ em gái, cô bé đã đổi đồ với em.
Sau khi bị đưa đi, cô bé sống vô cùng đau khổ. Cô đã rất nhiều lần cầu xin Sơn Thần đến cứu mình nhưng mãi Zeon vẫn không xuất hiện. Zeon không biết phải làm sao bởi vì khi đó anh không còn là Sơn Thần nữa. Lúc này Zeon bỗng nhiên nhớ ra tên của cô bé vào lúc Lee Zeon gọi tên cô. Đôi mắt cô bé khôi phục lại sự hồn nhiên ngây thơ. Mắt của Zeon cũng sáng trở lại. Anh buồn bã nói lời chào tạm biệt cô bé. Cô bé cũng chỉ cho Zeon biết chỗ của Lee Zhang và bác sĩ Gu, sau đó biến mất trong những đốm sáng chỉ để lại chiếc chuông gió. Zeon tìm đến cái giếng cứu bác sĩ Gu lên trước. Vào lúc anh chuẩn bị cứu Lee Zhang thì cô gái người cá xuất hiện. Cô nhảy xuống giếng trao cho Lee Zhang nụ hôn để truyền oxy cho anh. Đúng là một công đôi việc. Cuối cùng Lee Zhang cũng được cứu sống. Trên tay anh và cô người cá cùng xuất hiện chiếc nhẫn phát sáng. Một bên khác, Hong Ju vì giết hại quân Nhật nên đến sông Sanju chịu phạt. Cô bị nhốt vào địa ngục băng giá và nói xà lơ với ông chú kế bên về việc cảm thấy Zeon và Mu Yang đã thay đổi không còn là người cô quen biết. Sau đó khi gặp bà ta Talui Ba, Hong Ju mới biết bà ta không biết chuyện Mu Yang đã xuất hiện. Hong Ju vô cùng tò mò ai đã cứu Mu Yang, nếu như không ai cứu anh ta vậy tại sao anh và Zeon lại trùng hợp đến kinh thành vào cùng một ngày. Hóa ra Mu Yang cũng đến từ một không gian khác, mục đích của anh chính là nhốt Zeon ở quá khứ mãi mãi khiến Zeon phải tận mắt nhìn tất cả những người mình quan tâm dần chết đi. Nàng tiên cá Yeo Hi cứu được Lee Zhang luôn ở bên cạnh anh tận tâm chăm sóc cho đến khi anh hồi phục. Zeon và bác sĩ Gu vô cùng cảm động đợi Yeo Hi rời khỏi phòng liền ngồi bên cạnh Lee Zhang hóng chuyện. Ngẫu hứng biểu diễn vở kịch nói Lee Zhang muốn có con lai hồ ly với người cá. Lee Zhang tức mình ngồi dậy đuổi hai ông thần sơ hở là cà khịa này ra khỏi phòng. Lee Zhang cảm thấy áy náy khi nhận lòng tốt của Yeo Hi vì bản tính của hồ ly là có ơn nhất định báo đáp. Thế là anh hỏi Yeo Hi muốn cái gì, cô trả lời rất khéo léo, cô nói muốn yêu đương trong khi là nửa người nửa cá nên thường bị con người và yêu quái ghét bỏ. Bởi hồng nhan thường hay bạc phận, đến nay có thể hết ế rồi nhưng Lee Ran không hiểu được ý của cô, tưởng cho Yeo Hi muốn mình làm ông mối tìm đối tượng cho cô. Cô cũng cạn lời chán méo muốn nhắc, đổi sang tâm nguyện khác, cô hy vọng Lee Zhang có thể giúp mình làm 7 chuyện nhỏ. Ở bên này, Zeon nhờ thuộc hạ của Lee Zhang đi nghe ngóng tung tích của người đàn ông đeo mặt nạ. Anh ta nghe ngóng người đàn ông đeo mặt nạ đang chuẩn bị cướp của nhà chủ mỏ vàng. Nhưng kỳ lạ là anh ta trước nay chưa từng cướp vàng bạc của ai, chỉ cướp châu báu. Thế là bác sĩ Gu và Lee Zeon đến nhà chủ mỏ vàng. Lúc này vẫn chưa bị cướp, nơi này chính là nhà Eun Ho là kiếp trước của Yuji. Bác sĩ Gu và Zeon đứng ngoài cổng lên kế hoạch hành động, không hay biết rằng mọi hành động của họ đều trong phạm vi giám sát của người đeo mặt nạ. Bác sĩ Gu lẻn vào trong nhà, vừa tìm được hộp châu báu thì bị phát hiện. Yuji giơ súng lên đầu anh, bác sĩ Gu vừa nhìn liền nhận ra cô, cười như vớ được vàng liền đi tới ôm người yêu. Nhưng cô ấy ở kiếp này không nhận ra anh ta, không hề do dự bắn anh bác sĩ Gu. Thấy kèo này chẳng thơm tho như cơm pho nên liền ôm hộp châu báu ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hai người chạy như điên, cảm thấy phía sau có người đuổi theo, Zeon nghĩ có lẽ là người đeo mặt nạ, thế là mai phục ở trong hẻm. Cuối cùng cũng đối đầu với người đeo mặt nạ, hai người giằng co một hồi, vào lúc Lee Zeon sắp dỡ được mặt nạ của đối phương, hắn lại đâm Zeon bị thương, nhân cơ hội trộm hộp châu báu. May mà Lee Zhang và anh em đầu đường xó chợ đã mai phục gần đó, đúng lúc xuất hiện bao vây người đeo mặt nạ lại. Nhưng cuối cùng tên đeo mặt nạ nhân lúc bọn họ không đề phòng liền bỏ chạy. Cả bọn lập tức đuổi theo thì phát hiện hắn ta sớm đã sắp xếp một đám người đang mặt nạ khác ở đây để làm nhiễu tầm nhìn. Trong lúc hỗn loạn, người đeo mặt nạ Ryan đã theo sự hỗn loạn mà chuồn đi mất. Nhưng mà Lee Zeon đã cái hen, anh đã sớm đã lấy đồ trong hộp châu báu đó ra, cho nên người đeo mặt nạ là Mu Yang chỉ lấy được hộp không. Châu báu có giá trị đều đang ở trong tay anh Zeon đây. Xem hộp châu báu không phát hiện bất cứ thứ gì kỳ lạ, chỉ có một thứ khác biệt. Đây là một cây thước vàng, nghe nói cây thước vàng này được phát hiện trong một mỏ vàng. Dùng cây thước này để đo độ dài và độ rộng của xác chết là người đó có thể sống lại. Zeon thử đo một con cua nhưng không có chuyện gì xảy ra, Zeon cũng không hiểu được cây thuốc này rốt cuộc có tác dụng gì, chỉ đành quan sát đợi người đeo mặt nạ đến trộm. Mu Yang thất bại trở về thấy bà Talui Pa đang ngồi đợi ở đây. Anh ta vô cùng oán hận bà ấy, anh luôn cảm thấy bà Talui Pa vứt bỏ mình khiến anh thành ra kẻ đầu đường xó chợ như giờ. Nhưng mọi việc đều là lựa chọn của Mu Yang, không liên quan đến bà ấy. Bà hôm nay đến đây chỉ muốn biết tại sao cơn gió nào lại mang Mu Yang ghé chơi thời đại này. Anh đáp lại muốn báo thù cho anh trai và lấy đi mọi thứ của Zeon và bà Talui Pa đang có. Sau khi bà rời đi, Mu Yang lộ ra một tha thu màu đen trước ngực. Trước mắt Hong Ju cũng được thả ra khỏi địa ngục băng giá. Trong lúc cô chịu phạt, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy Zeon và Mu Yang đều rất khác trước kia. Thuộc hạ của cô còn nghe ngóng được có người nhìn thấy Lee Zeon ngồi trên đoàn đánh cá nhiều ngày liền ở Mãn Châu. Trước khi đi Mãn Châu tìm hiểu rõ vấn đề tại Mizon Gak, Hong Ju hỏi Zeon ba câu hỏi. Sau ba câu hỏi của cô, Zeon đã nhận biết được Hong Ju đã bắt đầu nghi ngờ mình. Trả lời xong câu hỏi của Hong Ju, lần này đến lượt Lee Zeon hỏi. Mỗi câu hỏi đều liên quan đến người đeo mặt nạ. Hong Ju thừa nhận mình từng gặp người đeo mặt nạ, nhưng cô vẫn chưa quyết định đứng về phe nào. Khi Lee Zeon hỏi người đeo mặt nạ có phải người quen, Hong Ju không trả lời mà còn kéo dây áo xuống. Zeon vội lấy áo trùm lên người cô rồi vội vàng bỏ chạy. Thử lòng xong, Hong Ju lên chuyển xe đến Mãn Châu. Khi đến nơi tìm đúng chiếc thuyền đánh cá thì quả nhiên gặp được Lee Zeon ở thời đại này. Ở bên này, trước cổng Mizon Gak có một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ. Bác sĩ Gu rất thích đứa bé này nhưng hai anh em nhà họ Lee nổi tiếng là sợ rắc rối. Thế là nhân lúc bác sĩ Gu ra ngoài mua đồ, hai anh em âm thầm mang đứa bé đi. Nhưng cho dù họ ném đứa bé ra xa cỡ nào, nó vẫn luôn quay về trước cổng. Hết cách, hai em chỉ đành đưa đứa đá vào trong Mizon Gak.
Zeon phát hiện trên trán đứa bé có nốt ruồi hình thất tinh bắt đầu, đó là chòm sao kiểm soát cái chết. Sau khi có đứa trẻ, hai anh em học cách nuôi trẻ nhưng lại thiếu kinh nghiệm, thế là hai người đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Vì để ru đứa bé ngủ, thậm chí Lee Jang còn cho bé uống rượu. Dần dần hai anh em Lee đành phải chấp nhận sự có mặt của đứa bé. Trong lúc đưa đứa bé ra ngoài dạo phố, đi ngang qua sạp cá cược, tay chân ngứa ngáy mỗi lần đặt cược, đứa trẻ sẽ giơ tay chỉ vào một trong ba chiếc chén. Trùng hợp là lần nào cũng đúng, Lee Jang bán tín bán nghi đặt cược theo đứa bé. Kết quả bách phát bách thắng, kiếm được bội tiền. Lee Jang vô cùng mừng rỡ, cầm tiền thắng cuộc về nhà khoe khoang và quyết định giữ đứa trẻ này lại. Sáng đến, Lee Jang và bác sĩ Gu bàn bạc nửa ngày, cuối cùng đặt tên cho đứa bé là Lee Min Ho. Nhưng Lee Jeon lại vô cùng âu sầu vì không lâu nữa anh với bác sĩ Gu sẽ rời khỏi thời đại này. Anh nghĩ nên tìm bố mẹ cho đứa trẻ. Hai anh em và bác sĩ Gu ra ngoài dắt trẻ đi dạo, lúc đi ngang qua bản cáo thị nhìn lệnh treo thưởng đang tìm đứa trẻ có chòm sao thất tinh bắt đầu trên trán hệt đứa bé bọn họ đang nhận nuôi. Ngay sau đó đứa bé bị người đi đường phát hiện và đuổi theo. Bố của Yuji thầu được mỏ vàng gần đây, có tin đồn rằng mỗi lần phát hiện mỏ vàng thì sẽ có một vị tiên nhân râu dài đầu đội nón mùng ngậm củ cà rốt xuất hiện. Vì thế ông lão này được xem là thần tài, mọi người đều tin ông ấy có thể chỉ rõ vị trí của mỏ vàng. Trong buổi tiệc chúc mừng của bố Yuji, thanh tra cảnh sát đến hỏi ông có thấy người này. Vừa dứt lời, ông lão liền xuất hiện, thanh tra ngay sau đó liền đưa ông ấy đi. Sau khi ông lão bị bắt, thuộc hạ của Kato tra hỏi ông nhưng vô ích. Kato nhìn ông lão chỉ biết gặm cà rốt, chẳng giống thần tài chút nào. Nhưng vì để tìm được mỏ vàng chi trả quân phí cũng chỉ đành cược một ván. Sau khi Kato rời đi, thuộc hạ của hắn tiếp tục hỏi ông lão. Ông lão bỗng mở mồm nói hãy tìm một đứa trẻ có chòm sao bắt đầu nên mới có lệnh treo thưởng của quân đội. Lúc này đứa trẻ đã bị phát hiện, ba người chia nhau bỏ chạy, đánh lạc hướng. Bác sĩ Gu chạy đến tiệm quần áo của El Hi. Quần áo của anh bị xé rách hết rồi, tìm đại một cái sơ mi trong tiệm và vớ được chiếc sơ mi ưng quá chừng. Yuji của thời đại này sau đó cũng đến đây mới biết chiếc áo đã bị bác sĩ Gu lấy đi rồi. Còn Lee Jeon bế đứa trẻ bỏ chạy khắp nơi, chạy vào trong hẻm, không ngờ đám binh lính toàn nhóc ác này dám nổ súng với đứa trẻ. Lần này anh thật sự rất nổi giận, anh giấu đứa trẻ vào trong rổ bên đường, quay người dạy dỗ cho chúng một bài học. Khi Lee Jeon giải quyết xong bọn chúng quay về thì phát hiện rổ đựng đứa trẻ đã bị mang đi. Lee Jeon không tìm được đứa trẻ, ủ rũ quay về Mijongak, không ngờ đứa bé lại quay về trước cả anh. Đến tối đứa bé sốt cao, Lee Jeon tận tâm chăm sóc. Lee Jeon nhìn anh ân cần như vậy, nghĩ lúc nhỏ có lẽ anh cũng chăm sóc mình như thế. Qua một ngày vật vã, Jeon quyết định giữ đứa bé và chủ động bật chế độ bố bỉm sữa để chăm sóc đứa trẻ. Cứ thế Mijongak bận sấp mặt lồng, ngày nào cũng chơi đùa với đứa bé. Lúc hai anh em đang vui vẻ trông trẻ, thanh tra đến tận nơi hỏi thăm muốn đưa đứa bé đi. Khi bị thanh tra uy hiếp hai em Lee Jeon thì có lẽ không ai muốn cho hai anh em lương thiện rồi. Nhìn hai người bình tĩnh như vậy, thanh tra mắng chửi bọn họ. Lee Jeon nhắc nhở đối phương đừng nói tục trước mặt đứa trẻ mà hãy như bọn họ chửi người, chỉ cần làm ra khẩu hình miệng là được. Nói xong để bảo vệ đứa trẻ, hai anh em liên thủ nhìn hai anh múa đường quyền đứa trẻ không khỏi thích thú mà cười. Hai người chơi đùa người của thanh tra nhưng không ra tay thật làm cho đứa trẻ cười mệt. Sau khi đánh những tên binh lính đến nhà kiếm chuyện mặt mày tím bầm đen thì Lee Jeon để lộ đôi mắt hồ ly màu vàng kim xinh đẹp của mình để xóa sạch những ký ức bị đánh của họ. Sau khi đuổi đám người phiền phức đó đi, hai anh em bắt đầu suy nghĩ tại sao bọn chúng lại muốn bắt đứa bé đi. Lee Jeon suy nghĩ một lúc, dường như anh đã đoán ra điều gì đó. Anh lấy ra một đồng tiền để chứng minh cho Jeon thấy điều anh đang nghĩ. Lee Jeon nắm đồng tiền trong lòng bàn tay, sau đó để đứa bé đoán xem đồng tiền nằm trong tay nào. Nào ngờ đứa bé đoán chính xác 100% như một thần tài. Lee Jeon vô cùng hài lòng, anh tin chắc đứa bé này sẽ mang đến cho anh rất nhiều tiền, nhưng thần tài trong ấn tượng của hai anh em đều có vẻ ngoài vô cùng xấu xí. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thần tài nào trong hình hài của một đứa trẻ đáng yêu như thế này, hai người chỉ đành nghi ngờ nhân sinh nhìn đứa bé. Bây giờ Jeon có thêm một nỗi lo mới, bây giờ là cảnh sát đang muốn đứa bé đi, anh lại bị người đeo mặt nạ truy sát, có lẽ để đứa bé ở bên cạnh anh càng nguy hiểm. Sau khi các cảnh sát quay về nói cho Iato nghe những ký ức bị Jeon nhét vào bọn họ rất chi xà lơ, Kato vừa nghe liền nhận ra bọn họ đang nói sai sự thật. Sau đó thông qua mắt của bọn chúng, Kato phát hiện ra ký ức của những người này đã bị sửa, chắc rằng đối phương là một yêu quái vô cùng mạnh. Lúc này một thuộc hạ khác đến báo cáo bọn họ đã tìm thấy tung tích của đứa bé ấy đang ở Mijongak. Lần này Kato không còn tin con người nữa, quyết định đích thân ra tay. Thuận tiện hắn ta nghĩ đến Hong Ju, bèn quyết định lợi dụng người phụ nữ này. Lúc này Hong Ju vừa từ Mãn Châu về, ở đó cô gặp được Jeon của thời đại này. Anh tiểu tụy suy sụp suốt ngày đắm chìm trong thuốc lào, bia rượu. Hong Ju đang nhìn anh thất thần thì Jeon lại lẩm bẩm tên người thương, nụ cười trên mặt Hong Ju lập tức biến mất, cô không thể chấp nhận nổi người mình yêu ở trước mặt mình nhớ đến người phụ nữ khác. Lúc chuẩn bị rời đi, Jeon bỗng đứng dậy ôm lấy cô, còn coi cô là người trong lòng mình. Để nói ra nỗi nhớ trong lòng, Hong Ju vô cùng tức giận đẩy Jeon ngã ra giường nói Mu Yang đã quay về. Mặc dù trước kia cô luôn đứng về phía Jeon nhưng đáng tiếc lần này có lẽ cô sẽ từ bỏ Jeon. Nói xong cô cầm bình rượu đập Jeon say đắm ngất luôn, sau đó quay người rời về. Qua bên gặp tên Kato thì hắn ta nhiệt tình tiếp đón Hong Ju rất chi là niềm nở, nhưng một tên thuộc hạ của Kato đánh lén Hong Ju. Cô nhanh nhẹn né được, mặc dù bị thương nhưng giường giam ba cái này cơ bản. Kato im lặng quan sát toàn bộ mọi chuyện. Anh ta nói Hong Ju không bị thương còn không già đi. Tổng hợp hai điểm này lại đủ để chứng minh cô là yêu quái. Hong Ju không hề phản đối cô hỏi mục đích của Kata. Lúc này hắn khinh ra xác của một binh sĩ đã chết, nói rằng binh sĩ đó bị Lan ở Mijongak giết chết.
Lan đã bị bọn chúng bắt giữ. Nếu như Hong Ju muốn cứu người thì phải giao ra thần tài đang ở trong Mizongap. Nửa đêm nhân lúc anh em nhà họ Lee ngủ say cô, bế đứa bé trong phòng hai người đi mất. Mizongap và những cô gái ở đây đều là điểm yếu của Hong Ju. Cô đưa đứa bé đến trước mặt ông lão đang ăn cà rốt thành khẩn quỳ xuống. Thẳng thắn nói đứa bé được ba chàng trai chăm sóc rất chu đáo, hy vọng ông nể tình vì họ chăm sóc cho đứa bé mà chỉ ra nơi nào có vàng. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Ông nghĩ một lúc lâu sau đó dùng củ cà rốt chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Nửa đêm Jeon phát hiện đứa bé đã biến mất, anh vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Lúc này thuộc hạ của Hong Ju quay về Mizongap nói với Jeon chỉ cần tìm thấy Lan thì anh ta sẽ nói cho mọi người biết đứa bé đang ở đâu. Ngoài ra anh ta không tiết lộ thêm điều gì cả. Sáng hôm sau Lee Jang phải đi giúp Hong Ju, còn Jeon đưa theo bác sĩ Gu đi cứu Lan. Hai người đi trên đường đánh ngất hai tên cảnh sát, sau đó mặc đồng phục của họ vào rồi trà trộn vào đồn cảnh sát. Lúc này cấp dưới của Kato đã đưa đứa bé và ông lão ăn cà rốt đến bên bờ sông nơi ông chỉ ra mỏ vàng trên bản đồ. Thấy công nhân tìm kiếm ở sông đã lâu nhưng vẫn không thấy vàng ở đâu hết, cấp dưới của Kato sốt ruột rút súng chĩa vào người ông lão. Ông từ tốn đi đến bên sông, sau đó nếm thử nước, cuối cùng ông nếm được một chỗ nào đó đúng vị, ông liền lặn xuống sông bốc lên một nắm cát trộn lẫn vàng. Cấp dưới của Kato thấy ông lão thực sự có thể chỉ ra mỏ vàng bèn bắt ông chỉ ra vị trí của tất cả những mỏ vàng xung quanh đây. Ông làm đúng như những gì hắn yêu cầu, nào ngờ vừa chỉ xong liền bị hắn cho ăn kẹo đồng. Thấy ông lão ngã xuống, ông Chu có chút hoảng sợ, cô ôm chặt lấy đứa bé nhỏ giọng dỗ dành, ít nhất phải chờ đến lúc Lee Jeon cứu được Lan. Ngoài ra đứa bé Hong Ju đưa đến lúc này là Lee Jang. Thời gian quay ngược vào tối hôm qua, trước khi Hong Ju bế đứa bé đi đã gọi hai anh em nhà họ Lee dậy, nói cho họ biết đầu đuôi câu chuyện. Cô bị Kato đe dọa, vì vậy ba người cùng nhau lên kế hoạch hoàn mỹ. Một mặt dùng đứa bé giả để lừa tay mắt của Kato, một mặt khác Jeon tranh thủ thời cơ cứu người. Trở lại thực tại thì bác sĩ Gu thuận lợi tìm thấy Lan. Lúc bọn họ đưa người đi thì bị cảnh sát phát hiện và đuổi theo. Để bảo vệ Lan, Jeon hóa thành dáng hình của cô. Anh liền bị bắt, nào ngờ trên đường áp giải anh còn bị tên cảnh sát sàm sỡ, hắn không ngừng sờ đuổi anh. Jeon không nhịn nổi đánh cho bọn chúng một trận sau lên bờ xuống ruộng. Sau đó ngạo nghễ xuống xe, lúc này Lan đã an toàn, Jeon liền dùng phép thuật nhìn lên trời phát tín hiệu. Cả bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen che phủ. Hong Ju thấy vậy lập tức mỉm cười vì biết Lan đã an toàn và giờ là lúc họ vào việc. Lúc cấp dưới của Iato chuẩn bị giết đứa bé diệt khẩu, Lee Jang hiện nguyên hình. Trai đẹp đây đã nhịn nửa ngày rồi, giờ là sâu diễn của anh để dạy dỗ đám người này một trận. Cuối cùng anh và Hong Ju liên thủ giết hết toàn bộ quân Nhật ở bên bờ sông. Trong lúc đánh nhau đột nhiên ông lão mở mắt ra, ông vẫn chưa chết. Trên đường về, Jeon và Kato đi ngang qua nhau, anh ngửi thấy trên người Kato nồng nặc mùi máu tanh. Anh đoán chắc chắn hắn đã giết hại không ít người, mà Kato cũng ngửi thấy mùi yêu tinh trên người Jeon. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, hai người lập tức rút kiếm giao chiến một phen, nhưng Kato là người biết hạ cái tội xuống, biết dừng lại đúng lúc, không tiếp tục đánh nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ cái tên Jeon. Sau khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong, ông lão nhận lại đứa bé, chuẩn bị đưa bé đi thì đúng như những gì mọi người suy đoán, cô bé này chính là thần tài. Trước khi đi, cô bé nhờ ông lão chuyển lời lại rằng trong ba người cô bé thích nhất là Lee Jang. Câu nói này khiến lạnh lùng boy cười tươi như hoa. Sau đó cô bé còn nhờ ông lão chuyển ấn ký hình 7 ngôi sao của mình cho Jeon, nói rằng anh có tấm lòng thuần khiết, ấn ký này sẽ giúp anh tìm ra con đường đúng đắn. Lúc này ở một rạp chiếu phim CGV và Triều Tiên, bà ta lùi ba im lặng ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông. Ông ấy chính là ngũ đạo chuyển luân vương, là Diêm Vương thứ 10 cai quản địa ngục hắc ám. Bà ta lùi ba dùng chuyện tiết lộ nội dung phim để cảnh cáo ngũ đạo chuyển luân vương tự ý rời bỏ vị trí làm việc để một người không nên còn sống xuyên không từ tương lai về đây. Khung cảnh thay đổi, ngũ đạo chuyển luân vương đến trước mặt Mu Yang và đồng ý giúp anh giành lại thân thể chỉ cần Mu Yang chịu đền ơn. Mu Yang nói chỉ cần có thể giành lại thân thể cho dù có phải hiến tế linh hồn anh cũng không ngại. Cuối cùng bà ta lùi ba vẫn không nói cho Jeon biết người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ trắng chính là Mu Yang, chỉ vì trong lòng bà vẫn còn chút chắc ẩn. Bà ấy từng tin Mu Yang sẽ trở thành một sơn thần tốt, đáng tiếc là nhân gian hỗn loạn, bà ta lùi ba tự tay phong ấn biến anh thành đá. Bây giờ Jeon được phái quay trở về thế giới này để bắt Mu Yang, có lẽ đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để cứu anh ta. Một bên khác, Lee Jang tiếp tục thực hiện 7 nguyện vọng của cô nàng người cá Eohee. Hôm nay anh đến phòng trà để tặng hoa và nghe tiếng hát của cô. Hành vi của Lee Jang đã bị Leon và bác sĩ Gu để mắt đến. Hai người bám theo anh ta đến đây còn ngưỡng mộ Lee Jang rất có phúc. Vào lúc Eohee đang hát, cô gái ngồi bàn bên bỗng đi sang bắt chuyện với Lee Jang, khiến phụ nữ đang yêu liền lên cơn ghen. Cô lập tức dùng tiếng hét thất thanh của mình phát động tấn công bằng sóng âm, khiến ly rượu trên bàn bị vỡ vụn. Vào lúc Eohee nghĩ rằng cô và Lee Jang không thể nào đến được với nhau thì Lee Jang bỗng kích động tỏ tình với cô, còn thẳng thắn nói anh thích con gái có khả năng chiến đấu ác ôn vùng nông thôn như cô. Nói xong anh liền dẫn Eohee chạy ra ngoài đường cắt đuôi Jeon và bác sĩ Gu. Thấy em trai mình có được tình yêu sau mấy trăm năm ấy, Jeon biết điều không bám theo nữa. Hai người lặng lặng đi về nhà, Jeon lấy ra bảo vật trong hộp đựng trang sức, đoán chắc rằng người đàn ông đeo mặt nạ sẽ đến tìm anh lấy lại đồ trong cái hộp. Đang nghĩ thì bên ngoài bỗng có người gọi tên anh, Lee Yang đi ra ngoài, không ngờ người đứng trước mặt anh lại là Mu Yang. Thấy Mu Yang vẫn còn sống, Lee Jeon kích động ôm trong lấy anh. Sau khi hai người ôm nhau, sắc mặt của Lee Jeon lập tức thay đổi lạnh lùng, nói một câu, có phải ngươi là người đeo mặt nạ trắng đỏ không? Dứt lời hai người lao vào sáp lá cà. Tiếng động lớn khiến Hong Ju ra nhìn thấy và thẳng tay ném thẳng thanh kiếm đâm xuyên người Jeon và trúng một tí vào Mu Yang để cản. Cô oán hận Jeon vì cô biết Jeon trước mặt là giả,
Còn về Mu Yang thì Hong Ju không biết tại sao anh ta lại có thể sống lại. Ngoài ra buổi tuyển chọn sơn thần năm đó đã xảy ra chuyện gì và hai người này đã có ân oán gì? Lee Jeon miệng đầy máu chậm chậm nói thật là mình đã giết anh trai của Mu Yang và anh không hề hối hận trước quyết định đó. Nói xong anh liền ngất đi do vết thương rất nặng. Điều duy nhất lúc này có thể cứu vết thương sâu khi nãy là máu của Mu Yang. Máu của anh ta rất quý hiếm còn hơn cả tế bào của Hashirama. Máu anh ta có thể chữa bách bệnh. Anh đâm ngón tay sau đó nhỏ một giọt máu vào vết thương trước ngực Lee Jeon. Vết thương lập tức lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh bảo với Hong Ju rằng Jeon vẫn còn có giá trị lợi dụng đối với anh. Anh đưa Jeon về quá khứ là để mọi việc có thể trở về như ban đầu, để người và tinh linh tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ. Mu Yang cần sự giúp đỡ của Leon ở tương lai vì Lee Jeon ở tương lai sở hữu những thứ mà bản thân Jeon ở thời đại này không có. Sang đến Jeon nhanh chóng hồi phục và anh liền hỏi Mu Yang có phải đến thời đại này để lấy bảo bối và hòn đá trong tay mình. Mu Yang không đáp lại, anh cởi nút áo nửa thân trên của anh ta đang trong trạng thái hóa thành đá. Mu Yang không biết là ai cứu mình mặc dù anh được cứu nhưng lời nguyền của bà ta Lui Pa vẫn chưa biến mất. Trong lúc Mu Yang đi tìm thuốc giải tình cờ biết được tung tích của Jeon nên mới đến tìm anh. Không lâu trước đó Ngũ Đạo Vương đến tìm Mu Yang đưa cho anh một cái túi ba gang màu đỏ, dặn dò anh giấu cái túi ở một nơi khó tìm. Chỉ cần làm theo thứ đó sẽ đến, nếu Mu Yang muốn hồi phục thì phải bắt được thứ đó. Mu Yang làm theo chỉ thị đặt cái túi lên mái nhà ở Mizongak. Sau khi Kato và Lee Jeon giao đấu, hắn lại thấy hứng thú với anh. Hắn ta luôn dốc sức bắt đám yêu quái Triều Tiên thí, nghiệm lên người bọn họ để biến thành vũ khí chiến tranh của đế quốc Nhật Bản. Hôm nay Mizongak quyết định tuyển kỹ nữ mới. Có 6 cô gái đến ứng tuyển, cô bé Trúc Hương chơi ngoài phòng nhìn thấy kỹ nữ xếp hàng đi vào. Cô bé phát hiện có một cô gái đi dép cỏ trà trộn vào với lại còn dư một người. Không lối sau trong Mizongak xảy ra một số chuyện độc lạ bình dương. Đầu tiên là lúc kỵ nữ mê hoa giật quần áo nhìn thấy có một người đứng sau tấm vải, lại gần vén màn ra xem thì chẳng có ai. Vị nước tương cũng thay đổi không tài nào nuốt nổi. Sau đó cô bé Trúc Hương còn phát hiện kỹ nữ Cúc Hy chui xuống dưới sàn nhà tìm nhẫn. Cô bé giúp cô ấy tìm được nhẫn nhưng Cúc Hy lại liên tục gọi cô bé chui vào trong. Cảm thấy sai sai liền co giò lên chạy, chưa chạy được bao xa thì gặp Cúc Hy thật. Đến Ưn Ho đến Mizongak dạy học cho kỹ nữ, không ai chú ý trước cửa ngoài giày của họ ra còn có thêm một đôi dép cỏ. Nên trong phòng nhấp nháy, nhân lúc đang âm u ám gây giận nên liền có người đề nghị chơi trò bốn góc gọi hồn, sao mà sợ hay chơi mấy trò dị quá. Bốn người lần lượt đứng bốn góc nhà lần lượt vỗ lên lưng người phía trước cho đến khi có người không động đậy người đó chính là ma. Trong lúc đó không được nói chuyện, trò chơi bắt đầu bốn người im lặng đi vòng trong phòng. Chơi hết vòng này đến vòng khác, thời gian dần trôi khi đến lượt Ưn Ho. Cô vỗ vai người phía trước nhưng người đó không nhúc nhích. Ưn Ho quay đầu nhìn xung quanh xuất hiện trong phòng thêm mình nữa tổng cộng có 5 người. Cô vô cùng sợ hãi cô hét lớn ba người khác nghe thấy tiếng động vội thắp nến trong phòng có lại ánh sáng nhưng bọn họ phát hiện Ưn Ho đã biến mất rồi. Ưn Ho đến một nơi tối đen khỉ ho co gáy nào đó, dưới đất đều là người trùm đầu. Cô gỡ trùm đầu của một người, phát hiện đối phương đã chết. Sợ hãi nối tiếp sợ hãi cô ra sức đập cửa cầu cứu. Những người nằm dưới đất bỗng ngồi dậy chậm chậm đi về phía Ưn Ho. Phía bên này mấy cô gái kia phát hiện Ưn Ho biến mất rồi liền cầu cứu Hong Ju và Jeon. Nghe đầu đuôi câu chuyện thì vô cùng tức giận vì trò chơi này sẽ gọi đến yêu quái tà ác, chỉ có Mu Yang hiểu rõ thứ đó đến rồi. Mấy cô gái còn lại sợ phải lấy muối để trừ tà, Mê Hoa ra ngoài đi lấy muối. Một lúc sau Mê Hoa quay về đứng bên ngoài gọi bọn họ mở cửa. Cúc Hy định mở cửa nhưng Trúc Hương liền cản cô lại, cô bé phát hiện người ngoài cửa không phải Mê Hoa. Thế là họ đục lỗ lên cửa nhìn ra ngoài, kết quả nhìn thấy đôi mắt ứa máu đang nhìn chằm chằm vào. Các cô gái vô cùng sợ hãi, chẳng ai dám mở cửa. Để cứu Ưn Ho mọi người ở đây rủ thêm bác sĩ Gu chơi trò bốn góc bốn người. Bọn họ lặng lẽ đi lại trong phòng bỗng nến trong phòng dập tắt. Bên ngoài có bóng người là Lee Jang đến rồi. Jeon nghe là tiếng Lee Jang cũng mới yên tâm, đang chuẩn bị mở cửa thì giọng của Mu Yang nhắc anh người bên ngoài không phải Lee Jang mà là quỷ đang dụ anh ra ngoài chém anh. Lee Jeon đang định ra tay may là bác sĩ Gu đã ngăn lại kịp. Khi cửa mở ra anh nhìn rõ người bên ngoài đúng là Lee Jang. May mà bác sĩ Gu nhanh tay cản được Lee Jeon nên mới không gây ra tai họa. Sau chuyện này Jeon trách móc Mu Yang còn Mu. Yang lại nói lúc nãy mình không hề nói chuyện. Vào lúc mọi người đang nghi ngờ nhân sinh thì bác sĩ Gu bật đèn lên vì Hong Ju đã biến mất. Ở bên này Mê Hoa thật cầm muối quay về phòng các cô gái lập tức rắc muối ở bốn góc tường. Rất nhanh tất cả muối đều biến thành màu đen có nghĩa rằng đây không phải quỷ bình thường. Lee Jeon thấy vậy sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đến cả Hong Ju mà nó cũng bắt đi thì nhất định là yêu quái sống còn lâu hơn bọn họ. Mu Yang cũng thấy kỳ lạ vì thứ này khác với trong suy nghĩ của anh. Lúc này bác sĩ Gu phát huy sở trường biết tiếng động vật của mình, tìm được con mèo đen là nhân chứng duy nhất. Từ chỗ con mèo đen biết được thứ đó là Giang Sang Béo, đi đôi dép cỏ trà trộn vào đám kỹ nữ ứng tuyển. Nó uy hiếp con người còn bắt Hong Ju đây không phải là điều anh muốn. Sau đó anh liền tìm tới Ngũ Đạo Vương hy vọng rút lại thỏa thuận hoặc là xin Ngũ Đạo Vương chỉ cho mình cách để cứu Hong Ju. Ngũ Đạo Vương nói cho anh cách duy nhất đó là đến con đường nguyền rủa. Nơi đó đến với bà ta Lui Pa còn không dám đến, một người trong mắt đầy thù hận như Mu Yang nhất định sẽ trở thành con mồi ngon nhất. Anh mặc kệ vì để cứu Hong Ju anh bằng lòng mạo hiểm. Jeon tìm được bà lão sống sót duy nhất từ trong tay Giang Sang Béo. Theo lời kể của bà lão, sau khi bà bị Giang Sang Béo bắt đi đến một nơi tối đen không nhìn rõ thứ gì. Sau đó bà đi theo một con mèo lang thang rời khỏi đó, nghe nói mèo có thể nhìn thấy yêu quái. Thế là bác sĩ Gu lại bắt con mèo đen đó mời nó ra trận đưa nó đi tìm Hong Ju.
hai anh em Lee nghĩ cho nhau mà khuyên nhau đừng mạo hiểm. Jeon cảm thấy Mu Yang vô cùng khả nghi, trước lúc trò chơi bắt đầu còn khuyên Hong Ju đừng tham gia. Jeon đoán có khi là Mu Yang đã đưa Giang San béo đến sau khi mặt trời xuống núi. Lee Jeon và Mu Yang bế theo con mèo đen bắt đầu hành động. Bọn họ buộc chỉ lại với nhau để làm đường dẫn khi quay về, hai người ăn lá bùa rồi xuất phát. Lee Giang ra khỏi phòng, anh không kìm được nhìn vào trong thì thấy đôi mắt của con mèo đen đang nhấp nháy. Bỗng ánh sáng biến mất, còn cuộn chỉ trong tay anh đang bị kéo đi mãi một lúc sau mới dừng lại. Lee Giang đi vào trong phòng phát hiện dây chỉ chằng chịt khắp phòng. Còn Jeon và Mu Yang đã biến mất, hai người đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không một bóng người. Jeon đi vào trong viện phát hiện xác chết ngổn ngang trong góc. Có một cô bé sống sót, cô bé nói mọi việc là do Giang San béo gây ra. Lee Jeon và Mu Yang nhờ cô bé đưa bọn họ đi tìm thứ đó. Cô bé chạy phía trước dãy hai ba đường đưa bọn họ đến một nơi trống trơn, chớp mắt cái đã biến mất. Jeon phát hiện nơi này có khí độc, nhắc Mu Yang đừng hít vào. Khi cả hai tỉnh lại phát hiện mình đang bị trói, có một vài người phụ nữ vây xung quanh chuẩn bị giết bọn họ. Một chém là ngây ngất khi đang chém xuống máu phun tung tóe. Jeon và Mu Yang gục xuống đất nhưng bọn họ không hề chết. Khi hai người đứng dậy phát hiện mình đang ở phim trường, lúc nãy chỉ đang trong phân đoạn quay phim mà thôi. Điều này khiến Jeon và Mu Yang vô cùng khó hiểu. Nơi này được mệnh danh là con đường bị nguyền rủa, nó nằm ở giữa dương gian và âm phủ, vừa nhìn nó có vẻ không khác gì thế giới hiện thực nhưng thực chất trong đó lại là khu vui chơi của yêu quái ngàn năm Giang San Béo. Cả hai đột nhiên bị đưa đến phim trường trở thành diễn viên phụ, mà Hong Ju chính là nữ chính trong bộ phim Cô Dâu của Giang San Béo. Hong Ju giờ là một idol giới trẻ mặc đồ của người hiện đại, cô đã hoàn toàn quên mất Jeon và Mu Yang là ai. Cô còn rất bất mãn người đóng vai phụ như hai người dám cả gan đến bắt chuyện với sao hạng A như cô. Hai người đoán chắc rằng Hong Ju đã bị Giang San Béo mê hoặc. Cách tốt nhất bây giờ là trực tiếp kéo cô đi. Hai người đang chuẩn bị ra tay thì nghe đạo diễn hô action. Hai người họ lập tức được thay một bộ đồ cổ trang và dịch chuyển đến hiện trường quay phim. Nữ chính Hong Ju xuất hiện trong cảnh này, Jeon phải kéo Hong Ju đi nhưng bị Hong Ju tát một cái là xe đám, cô muốn ở lại, muốn ở bên chú rể duy nhất của mình. Mỗi níu kéo là mỗi lần bị tát, và mỗi khi vậy thì Jeon đều không thể diễn tiếp, chỉ đành để đạo diễn hô cắt hết lần này đến lần khác. Jeon cảm thấy vô cùng bực bội. Mu Yang lấy kịch bản đến lời thoại trong phim của bọn họ là mặc dù Giang San Béo đẹp trai hơn chúng tôi, mạnh hơn chúng tôi, đẹp trai hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi đến đây để cứu cô. Trong lòng Jeon vô cùng kháng cự, anh không muốn thừa nhận hồi hắn ta giỏi hơn mình, nhưng để kết thúc cảnh quay anh chỉ đành đọc theo những gì kịch bản viết. Cảnh quay thuận lợi tiến hành, Hong Ju cũng nói thoại của mình. Hai người ở trước mặt cô, một người là hàng pha ke, một người là kẻ xấu. Cô đã gặp Lee Jeon thật sự ở Mãn Châu. Jeon nhớ lại trong hiện thực Hong Ju cũng từng nói với anh y như thế. Jeon vô cùng bất ngờ xem tên ô quái này rất rành về hành vi cử chỉ của mọi người trong quá khứ. Jeon đoán không sai, con quỷ này có sở trường là mô phỏng nhỏ là những loài động vật, lớn hơn là hành vi cử chỉ của con người. Và các vị thần thì hắn đều có thể bắt chước giống y chang, đến đối tượng mô phỏng từng làm gì, từng nói gì hắn đều biết hết. Sau khi kết thúc cảnh quay, Jeon quyết định phá hủy phim trường. Có lẽ như vậy mới có thể rời khỏi đây, nhưng bọn họ đang ở trong thế giới ảo của Giang San nên không thể nào sử dụng phép thuật. Nếu như bây giờ tạm thời chưa ra ngoài được, hai người chỉ đành ở trong thế giới ảo bắt Giang San. Giang San béo bắt đầu biến thành dáng vẻ của Hong Ju đến trước mặt Mu Yang. Dù sau đây cũng là thế giới do Mu Yang tạo ra, vì Mu Yang đã triệu hồi hắn nhờ hắn giúp đỡ sửa chữa lại cơ thể đã bị hóa đá. Hắn còn nhìn lén quá khứ của Mu Yang, anh chết trong thời Triều Tiên nhưng lại bất ngờ tỉnh lại ở tương lai. Trong thời đại mới anh không có bạn bè và người thân, chỉ đành học theo những người trong TV. Anh học cách giả khóc giả cười, giả vờ lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không. Lúc này Jeon xuất hiện bèn dùng vũ khí đâm hắn ta từ sau nhưng không có tác dụng gì cả. Giang San béo cho hai người một tiếng đồng hồ để cứu Hong Ju. Sau đó hắn nhấn nút trên điều khiển từ xa, hai người lại bị dịch chuyển đến hậu trường của một đoàn làm phim khác. Tiếp đến bọn họ tới một chương trình hỏi xoáy đáp xoay. Lúc người dẫn chương trình bước ra, Mu Yang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ vì đối phương có vẻ ngoài y hệt anh trai anh. Trong những phần tiếp theo của chương trình, người dẫn chương trình cố ý hỏi Jeon hai người là bạn thân nhất của nhau à? Nếu như vậy tại sao anh lại giết anh trai của bạn mình? Jeon quay người sang phía Mu Yang nghiêm túc nói là bạn bè thân thiết, họ từng thề sẽ bảo vệ đối phương. Hôm đó chỉ có giết chết anh trai của Mu Yang thì anh ta mới có thể sống tiếp. Trong quá khứ anh trai Mu Yang đột nhiên đại khai sát giới, rất nhiều người đã bị anh ta giết chết. Ngay cả em trai mình cũng không bỏ qua, và lúc anh ta giơ kiếm lên, Lee Yang bất chấp lời thỉnh cầu của Mu Yang thẳng tay giết chết anh trai anh của anh ta. Từ đó về sau hai người bắt đầu mâu thuẫn, Mu Yang trách Jeon không cho anh trai mình cơ hội sống. Anh ta tin chắc là anh trai mình có nỗi khổ nào đó nên mới giết người. Thấy hai người cãi nhau, người dẫn chương trình ở bên cạnh không giấu được nụ cười mãn nguyện. Lee Jeon đột nhiên hiểu ra tên khốn này thiết kế những cảnh tượng khác nhau để chia rẽ hai người, khiến hai người xung đột với nhau. Jeon nhìn vào ống kính máy quay nói trước mặt Sơn Thần Hổ Giang San chỉ là một kẻ thấp kém, hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành thần. Kết cục cuối cùng của hắn chỉ có thể là chết. Nghe những lời chế nhạo của Lee Jeon, một người đàn ông có mặt tại hiện trường tỏ vẻ rất khó chịu. Bàn tay sau lưng hắn ta đang cầm điều khiển từ xa. Hắn là một tên vô cùng gian xảo, xảo huyệt. Hắn tìm cách xuyên từ thế giới ảo về hiện thực, nơi cánh cửa để quay về hiện thực chính là Lee Giang. Tay anh đang nắm chặt một sợi dây để chỉ đường cho hai người. Trong thế giới ảo, một khi buông tay thì đường về sẽ biến mất, Jeon sẽ không bao giờ quay về được nữa. Hổ Giang San đã chuyển mục tiêu sang Lee Giang. Lúc này chuông điện thoại phía sau vang lên.
Sau khi nhấc lên nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng của bác sĩ Gumesi Buku, bà ta lúi pa bảo bôi máu lên sợi dây, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản hổ Giang San ghé chơi nhân gian. Sau khi Li Giang làm xong, anh tiếp tục nghe điện thoại nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng của Giang San. Li Giang phát hiện ra mình đã trúng kế, anh vốn dĩ định xóa vết máu trên sợi dây đi nhưng máu lan dần trên sợi dây. Trong chốc lát sợi dây trắng đã biến thành màu đỏ thẳm, yêu cầu của hổ Giang San đã được thực hiện. Mối nguy hiểm đã lan sang người của Li Giang. Đột nhiên Li Giang nghe thấy ngoài cửa truyền vào tiếng của Zeon. Anh giơ tay ra bảo Li Giang kéo anh vào phòng. Giang San có khả năng mô phỏng người khác nên hắn có thể dễ dàng nói ra bí mật của riêng hai anh em. Li Giang không còn nghi ngờ gì nữa đưa tay ra. May mắn Li Giang vẫn còn tỉnh táo mà thoát khỏi cánh tay kia rồi ngồi bệt xuống đất. Sau lưng anh lại xuất hiện vài người trùm đầu luân phiên tấn công anh. Mặc dù Li Giang đã bị thương nặng nhưng anh vẫn không chịu buông sợi dây trong tay mình ra. Anh vẫn nhớ hồi nhỏ bị mẹ mình bỏ rơi, tuy là con cùng cha khác mẹ nhưng Zeon đã xuất hiện cưu mang Li Giang. Tình thân ruột thịt này là sự ràng buộc cuối cùng giữa anh và Zeon, vậy nên anh không bao giờ buông sợi dây này ra. Li Giang tiếp tục chiến đấu với những người kia, ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng của Eohee. Cô làm đồ ăn khuya và mang đến cho Li Giang. Có ai đó lên tiếng gọi Eohee vào phòng, Li Giang liều mạng ngăn cản muốn đuổi Eohee đi. Cô bên ngoài nhận ra Li Giang đang gặp nguy hiểm bèn đẩy cửa đi vào thấy những người trùm đầu đang đánh Li Giang sứt đầu mẻ tráng. Cô liền hét to quét sạch hết một chúng trong một đòn. Được Eohee cứu, Li Giang vô cùng cảm động và chủ động hôn cô. Li Giang đang tạm thời thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Kế hoạch giải cứu của Zeon và Mu Yang vẫn đang tiếp tục. Lúc này Hong Ju hai mắt đờ dẫn mà còn bị trang điểm và mặc đồ của cô dâu để kết hôn với hổ Giang San. Hai người quý bái và tiến hành lễ hợp cần. Sau khi uống rượu giao bôi xong, Hong Ju chính thức trở thành vợ của hổ Giang San. Từ nay về sau cô sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi và chỉ có những ký ức tươi đẹp đợi, nhưng toàn là hư ảo. Mu Yang và Zeon đến nơi thấy cô lúc này như một cái xác không hồn đứng chắn trước mặt hổ Giang San, cản cả hai lại. Muốn giết hổ Giang San phải vượt qua được Hong Ju. Hai người không còn cách nào khác, chỉ đành rút kiếm chiến đấu với Hong Ju. Trước kia ba người từng gắn bó với nhau, từng hứa hẹn dùng thanh kiếm trong tay mình để bảo vệ đối phương. Ấy vậy bây giờ ba người lại đối đầu với nhau, cuối cùng Mu Yang vẫn không thể ra tay và anh bị Hong Ju đâm trúng. Li Zeon vội vàng cản cô lại. Anh đưa tay ra khuyên Hong Ju về nhà đừng đắm chìm trong thế giới ảo nữa. Hong Ju không hề bị đả động, cô đưa tay bóp cổ hai người. Khi chuẩn bị giết chết cả hai, đầu Mu Yang nhanh chóng nảy số, anh nhét vào trong tay Hong Ju một mảnh lụa ngọc bị. Gãy cái này là minh chứng cho sự đồng lòng của ba chúng ta. Hong Ju đứng im tại chỗ, cô bắt đầu nhớ lại tất cả. Nhân cơ hội này Zeon ôm lấy cô khuyên cô quay về giống như tất cả những lần trước. Cả ba người cùng nhau rời đi nhưng ký ức hồi nhỏ ba người gắn bó với nhau một lần nữa ùa về trong đầu Hong Ju. Cô rơi lệ, cuối cùng cô đã thực sự tỉnh lại. Hong Ju nhặt kiếm của Li Zeon lên phi xuyên qua ngực của hổ Giang San. Zeon và Mu Yang nhân cơ hội bồi thêm vài phát chí mạng. Ba người tam kiếm hợp bích giết chết hổ Giang San. Thấy thời gian không còn lại nhiều nữa, Hong Ju tìm được Eun Ho vẫn đang mơ màng. Cả ba người đi theo sợi dây của Li Giang vội vàng chạy đến lối ra. Đợi Hong Ju và Eun Ho đi ra ngoài, Zeon mới phát hiện Mu Yang đã biến mất. Vào giây phút cuối cùng Zeon buông sợi dây ra, anh quyết định ở lại đây tìm Mu Yang. Lúc này Mu Yang quay lại nơi hổ Giang San bị giết, chết. Sau khi đợi đối phương hóa thành tro bụi, anh nhặt viên đá tinh hoa của yêu quái rơi dưới đất lên hấp thụ hết. Cuối cùng cơ thể anh đã khôi phục lại bình thường, mà cảnh tượng này trùng hợp bị Zeon nhìn thấy. Anh lập tức hiểu ra Mu Yang đã gọi hổ Giang San đến thế giới này. Anh ta cũng chính là người đeo mặt nạ đỏ trắng. Zeon tức giận vung kiếm về phía Mu Yang nhưng bị anh ta đánh ngã. Vào lúc anh ta định giết chết Li Zeon thì bị Li Giang cản lại. Li Giang dựa vào mèo đen để quay về thế giới ảo để cứu người anh trai yêu quý của mình. Thấy anh em Li biểu diễn cảnh thâm tình, trong lòng Mu Yang càng thêm oán hận Zeon vì đã giết chết anh trai mình. Anh xông đến đánh nhau với Li Giang, sau đó nhân cơ hội kéo Li Giang đi và lén nói vào tai Li Giang vài câu rồi liền thả hai anh em đi. Lúc rời đi, trong lòng Li Giang chất chứa rất nhiều tâm sự. Khi bị Zeon hỏi, anh chỉ tìm cách đổi đề tài bảo anh trai mời mình ăn mì lạnh. Nửa đêm Zeon một mình ở trong sân vườn, tay anh đang nắm miếng lược ngọc tượng trưng cho tình bạn của cả ba. Anh thề không bao giờ tha thứ trong Mu Yang. Bên trong Li Giang đứng ở phía xa nhìn anh trai, nhớ lại những lời Mu Yang nói với anh. Năm 2020 anh sẽ chết vì anh trai của mình bị chết thảm sau khi anh trai lợi dụng xong. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hong Ju khuyên Mu Yang quay lại ở bên cạnh cô. Hai người vẫn là bạn thân thiết nhất nhưng Mu Yang một lòng muốn cứu anh mình sống lại nên đã từ chối Hong Ju. Anh sẽ bắt đầu chuẩn bị báo thù cho anh trai. Nhóm Zeon cũng chuẩn bị phải đối đầu với mối nguy hiểm lớn hơn khi quân Nhật Bản đang tìm kiếm và bắt một lượng lớn yêu quái làm thí nghiệm. Nhưng từ trước đến nay những yêu quái mà họ bắt được quá yếu nên Kaito quyết định triệu hồi đội lính đánh thuê thần chết bắt những yêu quái mạnh hơn để hoàn thành thí nghiệm. Đám lính đánh thuê thần chết bọn họ tổng cộng có 4 người, trên đường đi làm nhiệm vụ vô tình bọn chúng cảm thấy có yêu khí. Đúng lúc Eohee đi ngang qua, nghe nói ăn thịt người cá có thể trường sinh bất lão, bọn chúng ai cũng thèm khát nhưng hôm nay có nhiệm vụ nên Eohee tạm thời được an toàn. 4 người đến trước mặt Kaito, bọn họ còn có một đội trưởng nhưng tên đội trưởng này nay đây mai đó thoát ẩn thoát hiện, hắn đã đến kinh thành trước đồng đội nhưng không ai biết hắn hiện đang ở đâu. Kaito giới thiệu cho nhóm đánh thuê hắn đang làm một thí nghiệm biến yêu quái Triều Tiên thành vũ khí chiến tranh của đế quốc Nhật Bản. Nhiệm vụ của họ là đi bắt yêu quái, ngoài bắt yêu quái ra mục đích chính của Kaito là đuổi cùng giết tận yêu quái. Hắn phải diệt trừ yêu quái Triều Tiên và tín ngưỡng dân gian, xóa bỏ tinh thần Triều Tiên. Vì sự kiện này mà gần đây kinh thành Joseon không được yên bình.
Một đám thần linh bản địa đến trước mặt bà ta Talupa biểu tình vì có rất nhiều thần linh mất tích. Vùng đất họ ở cũng bị uy hiếp, những thần linh này không còn nơi trú ẩn, muốn tìm bà Talupa đòi công bằng nhưng bà chỉ lo việc sống chết. Những chuyện này không phải chuyện của bà không nói lời nào, còn thần linh muốn làm loạn. Cuối cùng vẫn là ông chồng đứng ra làm sứ giả hòa bình, đưa số thần linh bản địa này đến Mizongak nhờ Lee Zeon giúp mình giải quyết việc dân sự. Thần linh chiếm Mizongak xếp hàng khắp mọi mặt trận và trong số họ đã có một kẻ trong nhóm lính đánh thuê thần chết lẻn vào. Zeon và Hongju ngồi nghe họ kể lể nỗi khổ của mình. Nỗi khổ của họ đủ mọi thể loại, các kiểu con đà điểu. Ví dụ thần giếng nước giếng của bà có tác dụng chữa bệnh nhưng con người gần đây nói nước giếng có mùi lạ. Lee Zeon cũng cạn lời, bà nghĩ chúng tôi sẽ giúp bà thay sang nước máy sao? Hongju hạ lệnh tìm giếng mới cho bà. Có thần linh mất đất chỉ là vì quá béo không chui vào được lọ gốm. Hongju phất tay dặn dò mua lọ gốm Gucci mới cho ông. Sau một ngày giải quyết rắc rối cho các thể loại nỗi khổ của thần linh, Lee Yang và Hongju mệt hết cả người. Zeon thấy có điều bất thường, rất nhiều thần linh tự dưng biến mất. Hình như có người cố tình. Trước kia Hongju nghe ngóng được Kato đang tiến hành thí nghiệm gì đó. Zeon mới nhớ ra anh với tên Kato từng nói chuyện với nhau. Khoảng thời gian này Mizongak trở thành nơi tụ tập của thần linh, không ít thần linh chọn nơi này. Làm nhà bác sĩ Gu và thuộc hạ đẹp trai trung thành của Hongju đau bụng đến đêm thay nhau canh nhà xí. Bọn họ không chú ý đến con ma nữ trong nhà xí. Thuộc hạ của Hongju còn ngắt một bông hoa bỏ vào nhà sĩ cho đỡ mùi, ngay sau đó liền bị ma nữ kéo xuống hố phân. Anh được vớt lên khắp lượng mùi thối nồng nặc, biết được chân thân của Jeju là một con chó Jindo quý hiếm. Anh không muốn hai người bạn cùng phòng nói với Hongju biết vì anh sợ mất mặt. Nói gì chứ, anh trai thổ phỉ kia là vua giữ bí mật nên là vừa hứa xong là anh đi nói với Hongju ngay. Biết được đầu đuôi câu chuyện, đến trước cửa nhà sĩ dùng vật trừ tà ép ma nữ hiện thân, chỉ trong giây lát trong nhà sĩ có tiếng hét thất thanh. Mở ra nhìn, ma nữ đã hiện thân dùng đạn phân thần trưởng tấn công Hongju. Người bị phân ném chúng sẽ bị vận đen bám theo và rất chi là hôi. Hongju vẹo người tránh phân, khi hết phân để ném thì Hongju liền nhảy tới đó tóm lấy đầu ma nữ. Thì ra ma nữ này là thần cai quản nhà xí. Cô ta thấy Mizongak không có gian thần nên quyết ở lại đây. Cô ta kéo Jeju xuống hố phân là vì anh tặng hoa cho cô. Ma nữ rung động vì từ lúc còn sống tới lúc mất đi đây là lần đầu được trai đẹp tặng hoa nên muốn ở bên Jeju mãi mãi. Mà nếu vẫn muốn tiếp tục ở lại đây thì ma nữ có một trao đổi, cô ta nói với Hongju một bí mật. Nghe thiên hạ ma quỷ nói hòn đá hộ mệnh và cây thước vàng đang trong tay Lee Zeon. Nghe thấy vậy, Hongju nhân lúc Zeon không có ở nhà liền lục tìm phòng anh nhưng không tìm được bảo bối gì cả. Mu Yang cũng cần hai thứ này, anh cầm một cái gương đồng đào mộ anh trai. Anh chuẩn bị trộn xương với đất, rết núi, rắn với nhện rồi nấu lên đây. Đây là công đoạn để chuẩn bị cho thuật phản hồn. Mu Yang lấp gương đồng xuống đất, rạch bàn tay của mình nhỏ máu lên trên. Không lâu sau đào gương lên, hồn phách của anh trai hiện lên trong gương. Cuối cùng thì Mu Yang cũng nói chuyện được với anh trai. Anh ôm gương và được linh hồn anh trai trong gương, nói muốn để anh ta sống lại thì phải có được đá hộ mệnh và cây thước vàng. Mu Yang đã hiểu ra và anh sẽ không từ thủ đoạn giúp. Anh trai đoạt lại hai bảo vật này. Ở bên này Lee Giang đến nghe Yel hi hát. Anh cứ canh cánh trong lòng rằng tương lai mình sẽ chết vì Zeon. Anh cũng nghĩ điều đó là đúng vì anh trai gần đây đối xử tốt với mình. Anh cho rằng điều này là do áy náy. Vẫn chưa đợi Yel hi hát xong, Lee Giang đã vội vã rời đi trong cơn mưa ngầu. Yel hi cầm ô đuổi theo anh. Anh giận cá chém thớt, bực tức hất tay cô. Anh định sẵn là người cô độc nhưng Lee Zeon và Yel hi đã khiến anh trở nên yếu đuối và bắt đầu yêu đời. Anh ghét cảm giác được thương hại. Yel hi lại kiên định nói với Lee Giang trốn tránh mới là kẻ hèn nhát. Nói xong cô ôm lấy anh, mong anh đừng trốn chạy nữa. Cô đưa anh về tiệm thay quần áo sạch sẽ. Yel hi đã phải lòng Lee Giang. Cô một lòng muốn gả cho anh. Anh khuyên cô hãy bỏ ý định này vì một khi anh chết rồi cô sẽ chỉ còn một mình. Yel hi không sợ chết, cô đã chuẩn bị chống lại mọi thứ để bảo vệ anh. Nghe những lời chân thành từ cô, thấy vậy Lee Giang không đẩy cô ra, mặc cho cô dựa vào người mình, mong chờ tương lai tươi đẹp. Còn Lee Giang lại vô cùng suy. Anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mình sống không còn lâu nữa. Anh thất thần đi về thì thấy thần linh đang chơi cá cược tuổi thọ. Rất nhiều thần linh thua sạch tuổi thọ với tên quỷ bị cắm hai sừng kia. Ở đây ông lão mời Lee Giang lên chơi một ván. Anh như ma xui quỷ khiến tham gia cá cược, kết quả thua sạch. Lee Giang thua đến nổi, giờ chỉ còn lại một ngày tuổi thọ. Quay về Mizongak, ngọn nến tuổi thọ của anh sắp tàn. Zeon biết được liền tìm quỷ một chân để tính sổ, mong lấy lại tuổi thọ của em trai mình. Nhưng trước khi bắt đầu ván cược quỷ một chân check bờ Zofai thì thấy tuổi thọ của Zeon chỉ còn 52 năm. Zeon ung dung nói trong tương lai anh sẽ chết cùng một cô gái người trần mắt thịt. Ván cược bắt đầu, ván đầu tiên cược 10 năm Zeon liền thua. Rồi ván thứ hai Lee Zeon lại cược 12 năm. Zeon lại thua tiếp, anh tiếp tục cược 20 năm. Vào lúc lật bài, Zeon tóm lấy tay của hắn rồi nhanh tay chặt bàn tay của hắn. Zeon phát hiện một lá bài trong tay hắn, thì ra hắn chơi bẩn nên mới thắng hết lần này đến lần khác. Quỷ một chân thấy bị vạch trần liền cầu xin trả lại bàn tay vì không có tay thì không thể cờ bạc được nữa, thà như thầy huấn chỉ bị có nửa ngón thôi. Zeon yêu cầu quỷ một chân chơi một ván công bằng. Nếu mình thắng gửi một chân phải trả lại toàn bộ tuổi thọ hẳn đã lấy của mọi người ở đây. Cược bắt đầu lại từ đầu, tên này bắt đầu dùng đòn đánh vào tâm lý. Quỷ một chân mặc kệ lá bài trong bạn bao nhiêu số ngạo nghễ cực hết dù đôi khi nút còn chẳng có. Zeon lắng lo vì đây là trận chiến một mất một còn, hết lần này tới lần khác cũng không theo và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cứ như vậy qua vài ván Zeon không theo khiến người xung quanh bắt đầu bàn tán nghĩ rằng Sơn Thần là kẻ nhát gan. Ở ván tiếp theo vào lúc Lee Zeon do dự không quyết,
còn Li Jiang gục xuống, nội tâm Zeon do dự có nên liều một ván. Ông lão đánh thuê mà Kato cài vào bên cạnh Suối Anh cực theo và kêu mọi người đồng thanh ủng hộ, vì ông ta biết Zeon là một yêu quái rất chi là pro mắc trên. Ông ta muốn dùng cách này để diệt trừ anh. Cuối cùng Zeon quyết định cược theo. May mắn là ván này anh thắng rồi, quỷ một chân thua sạch sành sanh. Li Zeon giúp toàn bộ thần linh lấy lại tuổi thọ mọi người và cũng tha mạng cho tên quỷ một chân hai sừng kia. Họ cùng nhau cảm ơn anh rồi rít. Li Zeon cũng khuyên mọi người đừng làm phiền bà ta lùi pa nữa. Thời đại đang thay đổi, cách sinh tồn của bọn họ cũng sẽ thay đổi theo, phải học cách chung sống với thế giới mới và con người. Li Jiang cũng có lại sức sống sau chuyện đó. Zeon nói với em trai anh thắng là nhờ anh chơi bẩn vì lá bài anh ta đã lấy trong tay tên kia trong lúc chặt tay hắn. Li Jiang muốn biết trong tay tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Li Zeon lấy điện thoại cho Li Jiang xem video Li Jiang tự quay lại trước khi chết. Anh cũng biết được trong tương lai là mình tự nguyện chết để bảo vệ anh trai. Trong lòng cũng thanh thản hơn nhiều, hai em làm lành với nhau và hiểu nhau hơn. Il Hi nghe tin anh sắp chết cũng vội vã chạy đến ôm anh khóc lóc. Li Zeon nhìn em mình mấy trăm năm nay cuối cùng đã thoát ế cũng mừng thầm trong bụng. Tôi đến bọn lính đánh thuê thần chết bắt đầu làm nhiệm vụ bắt và giết các thần linh ở nơi đây. Trong quá trình làm nhiệm, Zuki nghe ngóng bởi các ma quỷ nơi đây rằng Mizongak có bảo vật liền thông báo cho Iato. Anh thấy các thần linh nơi này chết rất nhiều, anh cũng định xuôi tay nhắm mắt mà bỏ qua. Nhưng sự việc này quá nghiêm trọng khiến một kẻ không thuộc thời đại này như anh quyết định nhúng tay vào. Hongju đi đến gặp Kato để tự nguyện giao bảo vật mà Zeon cất giữ. Cô làm vậy là để bảo vệ các cô gái ở Mizongak của mình. Nhưng cô không hề khờ mà giao bảo vật cho Kato. Cô đã gặp Zeon để nói về bảo vật và anh vẫn luôn giấu bảo vật trong phòng của Hongju. Nên nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hongju cũng biết bảo vật này vô cùng quan trọng với Zeon, là thứ giúp Zeon trở về nhà. Mới đầu Zeon đến thời đại này là để lấy về hòn đá trấn thủ. Hongju giả vờ giao dịch với Kato nhưng mục đích chủ yếu của cô là nguồn kéo dài thời gian. Chỉ cần có được bảo vật, cô có thể đưa thuộc hạ của mình đến bình nguyên vô tận. Rất nhanh, tên Kato đã hạ lệnh cho đội lính đánh thuê thần chết cướp bảo vật trong tay Li Zeon. Ngoại trừ tên này và Hongju thì Mu Yang cũng muốn có được viên đá trấn thủ để khiến anh trai sống lại. Lúc này đội lính đánh thuê thần chết đi khắp nơi làm chuyện xấu, chúng hành hạ giết hại yêu quái trên lãnh thổ Triều Tiên. Zeon quyết định trước khi về sẽ giết chết tất cả những yêu quái đến từ Nhật Bản, mà có vẻ như đây cũng chính là lý do bà ta Lui Pa đưa Zeon đến thế giới này trên. Để nghênh chiến một trận ra hình ra hài, Zeon chuẩn bị rời khỏi Mizongak đến ở khách sạn Vipro. Zeon vốn dĩ định chiến đấu một mình nhưng Li Jiang lại một mực muốn đi cùng anh trai. Hai anh em chuẩn bị rời khỏi Mizongak cùng với cả Hongju. Lúc đi đến khách sạn Panda, Hongju đi theo hai người. Sau một đêm suy nghĩ, Hongju không nỡ để Li Jiang đi. Cô quyết định tạm thời đóng cửa Mizongak, dẫn theo tất cả các cô gái đến khách sạn ở cùng với Zeon và Li Jiang. Nhưng mục đích thật sự của Hong Chu không phải như thế, vì tranh giành bảo vật. Cô đưa mọi người đến đây ở cùng là vì sợ tên Kato sẽ phục kích Mizongak, và đưa họ đến đây là vì bảo vệ cho bọn họ. Còn về kế hoạch của Hong Ju, cô định nhân lúc Li Zeon và Mu Yang đánh nhau mà nhanh cái tay cướp lấy bảo vật. Bên phía đội lính đánh thuê thần chết, chúng lại tiếp tục giết hại yêu quái ở đây. Chúng đến cửa hàng trang phục, hai bên nhận ra thân phận của nhau. Đội lính đánh thuê thần chết ra tay với bà chủ nơi đây nhưng rồi lại thôi. Bà vô cùng sợ hãi vì bà với Il Hi rất thân với nhau, nên bà khuyên Il Hi những ngày gần đây đừng đi ra ngoài. Có một đám yêu quái Nhật Bản đang gây chuyện ở đây, hiện tại chúng đã đến khách sạn Panda. Il Hi nhớ ra dạo gần đây Li Jiang cũng ở trong khách sạn đó. Cô lo cho Li Jiang sẽ gặp nguy hiểm lập tức chạy đến đó. Bây giờ tất cả các thế lực đều đã tập hợp đầy đủ tại khách sạn Panda Moon. Đội lính đánh thuê thần chết cũng vào ở trong khách sạn. Zeon, Li Jiang, Hongju và những cô gái ở Mizongak sống ở lầu 3. Còn Mu Yang sống ở tầng 4 trên phòng 403, biệt đội lính đánh thuê thần chết ở phòng kề bên 404. Mu Yang còn đưa Dạ Xoa trước đó bị nhiễm bệnh đến để gây rối nhiễu nơi này. Tất cả các thế lực đã có mặt đầy đủ, một trận xích bích giữa ba thế lực chuẩn bị diễn ra. Zeon nhận ra những thế lực trong khách sạn đã dục dịch hành động. Mọi người đều đến đây vì bảo vật bí ẩn, tập hợp đồng đội lại thương lượng kế hoạch. Mục tiêu đầu tiên của anh chính là đội lính đánh thuê thần chết. Zeon định lôi kéo Hongju và Mu Yang liên thủ, cùng mình biến chuyện này thành cuộc chiến giữa đội lính đánh thuê thần chết và Sơn Thần. Nhưng muốn thực hiện điều này không hề dễ chút nào, tất cả mọi người đều muốn có được bảo vật. Mu Yang một lòng muốn giành lấy bảo vật để cứu anh trai. Hongju lựa chọn hàng đầu của cô là sự an toàn của các cô gái ở Mizongak, nên cô không thể nào liên thủ với Li Zeon đối đầu với nhóm lính thuê được. Điều này Zeon biết rất rõ, anh tự có cách giải quyết cục diện này. Trong khách sạn mọi người bắt đầu hành động, Zeon dặn bác sĩ Gu đúng 7 giờ tối cắt điện của khách sạn. Như vậy có thể khiến những người khách khác ở yên trong phòng, tránh những người vô tội gặp nạn. Tiếp đến anh nhờ Li Jiang đi chuyển lời cho Mu Yang và Hongju, nói với hỏi rằng Li Zeon ở phòng 404 chờ họ. Lúc Li Jiang vừa chuyển lời cho Hongju chuẩn bị đi tìm Mu Yang thì Il Hi đến khách sạn. Lo lắng cho sự an toàn của Il Hi định đưa cô đến nơi an toàn. Lúc này bóng điện ở trong phòng khách sạn bắt đầu chớp nháy, sau đó lập tức tắt đi. Zeon đến trước cửa phòng 404, đội lính đánh thuê thần chết phát hiện ra có người đến gần. Zeon gõ cửa không thấy ai trả lời, anh bèn đẩy cửa vào thì lạ là trong phòng trống không. Li Zeon biết đám người đó vẫn chưa rời đi, anh nhìn ngó xung quanh thấy bức tranh trên tường có chút kỳ lạ. Anh đưa tay chạm vào bức tranh, sau đó bị đưa vào thế giới trong tranh. Hóa ra có một con yêu quái sử dụng phép thuật trên bức tranh lừa Zeon vào trong thế giới ảo. Trong khách sạn, Mu Yang thả Dạ Xoa ra đi càn quét cả nơi này. Những cô gái ở Mizongak xém nữa bị giết hại, may mà cấp dưới của Hongju ở lại dùng tính mạng của mình để bảo vệ các cô gái xinh đẹp này. Anh kịp thời xuất hiện lúc Dạ Xoa bên ngoài cứu các cô,
một mạng. Dạ Xoa tiếp tục giết hại những người vô tội trong khách sạn. Nó đi đến sảnh khách sạn tấn công tất cả những người ở nơi đây. Ngày càng có nhiều người bị truyền nhiễm, chỉ trong chốc lát khách sạn ngập trong mùi máu và hỗn loạn. Mà Li Giang dẫn theo Yeo Hi tiếp tục chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Nhân lúc hỗn loạn, Hong Ju và Mu Yang đến trước cửa phòng 404. Mu Yang để cửa vào trước, còn Hong Ju ở phía sau nở một nụ cười quỷ dị. Mu Yang cũng bước vào thế giới ảo. Anh tìm thấy Zeon, nói cho Zeon biết mình đưa Dạ Xoa đến đây. Lúc này nó đang ở trong khách sạn hành hung bừa bãi Li Giang và cô người yêu bé nhỏ có lẽ đang gặp nguy hiểm. Nếu Li Zeon muốn cứu em trai thì mau đưa ra bảo vật ra, nhưng Zeon không đồng ý vì Li Giang là nửa người, nửa hồ ly nên không hề yếu đuối, không dễ bị yêu quái hạ gục. Hơn nữa Li Giang còn phải bảo vệ cô gái mà mình yêu, như vậy anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Nói xong, Li Zeon và Mu Yang đánh nhau, vào lúc hai người tranh giành bảo vật, Hong Ju xuất hiện nhân cơ hội lấy bảo vật đi mất. Zeon và Mu Yang lập tức chia nhau đuổi theo. Hong Ju mai phục ở nơi chắc chắn Li Zeon sẽ đi qua, dùng một đòn hạ gục anh, nhưng vừa quay đầu lại bảo vật đã bị Mu Yang cướp mất. Hong Ju lập tức đuổi theo cô, cố ý bị ngã khiến Mu Yang vô cùng lo lắng, vội chạy ngược lại hỏi thăm. Hong Ju liền cầm đá đập thẳng vào đầu Mu Yang, dù anh bị đánh cũng không làm gì được. Ai bảo Hong Ju là điểm yếu của anh? Hong Ju đang định lên số chạy đi thì bị Zeon hạ gục lấy mất bảo vật. Hong Ju không phục, dùng dây quấn lấy chân Zeon không cho anh chạy thoát, sau đó kéo anh về phía cô. May mà Mu Yang kịp thời chạy đến chém đứt roi. Lúc này đột nhiên xuất hiện một màn xương trắng xóa. Zeon phát hiện ra nguy hiểm, vội vàng báo các bạn bịt mũi lại. Lúc này một tên hói trong nhóm lính đánh thuê thần chết xuất hiện sau lưng họ. Hai người kia không kịp bịt mũi lại nên đều phun máu tươi do trúng độc, chỉ có tên hói kia mới có thuốc giải. Hắn lệnh cho họ giao bảo vật ra, không thì hai người kia sẽ mất máu mà chết trong đau đớn. Zeon giả vờ đưa bảo vật, nhân lúc tên hói nhận lấy, Hong Ju lao lên nộ lông cước hắn. Bọn họ dùng bạo lực để cướp thuốc giải. Li Zeon và Mu Yang ấn hắn xuống đất. Hong Ju liền lấy công cụ bạo hành hỏi cung yêu quái ra. Dù hắn bị thương nhưng hắn vẫn phun ra một thứ chất độc bay về phía Hong Ju. May mà Zeon nhanh chân chắn trước mặt cô. Hong Ju nổi giận ra tay trừng trị cho hắn chết ngay tại chỗ. Trước khi chết hắn đã kịp ra tín hiệu gọi đồng bọn của mình, ba người vội vàng rời khỏi nơi này, nhưng cho dù đi thế nào cũng quay về điểm xuất phát. Bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây vì trúng độc. Hong Ju và Li Giang ngày càng yếu đi, tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, thuốc độc còn dữ dội hơn bọn họ nghĩ. Lúc này Yuki xuất hiện, cô ta tặng cho Zeon một người tuyết bày tỏ tình cảm mến mộ của mình với idol đẹp trai xinh xẻo da trắng. Nói xong còn định lao lên hôn anh, Hong Ju nén cơn đau đẩy Yuki ra tuyên bố chủ quyền với Li Zeon. Hai cô gái đấu đá nhau vì trai đẹp, xem hai mới có được Zeon. Trong lúc đánh đá nhau vì cờ rút thì hai con yêu quái khác gọi Yuki về. Cô ta lập tức bỏ đi vì đội trưởng không thích cô ta hành động một mình. Zeon đuổi theo đối phương, anh giơ nắm đấm, lúc bị cô ta nắm lấy cô ta thì chuyển phép thuật Wings Echatit. Li Zeon liền cảm thấy cổ tay như bị đóng băng, thì ra Yuki là tuyết nữ, một con yêu quái băng. Li Zeon đề nghị giao dịch với cô ta. Anh có thể đưa cây thước vàng cho cô ta, nhưng cô ta phải đưa thuốc giải cho anh. Hai người kẻ đẹp trai người đáng yêu giao dịch thành công. Zeon đem thuốc giải về Hong Ju, định lấy thuốc Zeon lại đưa ra điều kiện. Anh yêu cầu Hong Ju với Mu Yang cùng hợp sức để đánh đám yêu quái kia để có cơ hội sống sót cao. Hong Ju lập tức đồng ý, còn Mu Yang từ chối uống thuốc. Zeon nói rằng tuyết nữ không chế băng tuyết, còn Mu Yang có thể khống chế lửa, anh cần mang đối phó băng nữ. Sau khi hồi phục sức khỏe, ba người bàn bạc đối sách. Zeon quyết định lấy mình làm mồi nhử lấy thân thử nghiệm. Trước lúc Zeon xuất phát, Hong Ju ôm lấy anh ra vẻ không nỡ. Thật ra Hong Ju khá tinh danh, trong lúc đó đã nhanh cái hand lấy túi bảo vật trên người Zeon. Một mình Zeon hành động gặp được ông lão trong nhóm tử thần. Li Zeon nhớ từng gặp ông ta ở ván cá cược. Trước kia ông ta đóng giả thành thần đất, nói chân mình bị thương nhờ Zeon cõng như một đoạn. Zeon nói sẽ cõng ông ta rời khỏi đây, nhưng quay người liền rút kiếm, thì ra Zeon phát hiện trên người tên này có mùi giống tên hói khi nãy, vì vậy biết được thân phận của ông ta. Ông không che giấu thân phận mà nhảy lên người Zeon, mắt anh nhìn vào mắt lão ta, sau đó phun khói đen bao vây hai người. Khi tắt khói, Li Zeon và lão ta đã phán đổi cơ thể. Đây là phép thuật thần bí của ông ta. Sau khi có được thân phận của Zeon, ông liền tìm bảo vật trên người Zeon nhưng không phát hiện ra gì. Zeon nhận ra nhất định là Hong Ju đã lấy bảo vật. Nhân lúc anh không đề phòng, lão già cũng đoán được bảo vật đang trên người đồng bọn Zeon. Lão ta liền đến trước mặt Mu Yang và Hong Ju, nói mình đã tìm được nơi ẩn thân của đám yêu quái, còn nói sẽ đưa hai người đến đó bắt yêu quái. Lúc này Mu Yang và Hong Ju không biết người trước mặt là Li Yang Fake, còn Zeon hàng Rian thì gặp được Okama và tuyết nữ. Zeon nhận ra anh đang trong cơ thể lão già, đây có lẽ là cơ hội tốt. Thế là Zeon chủ động lên trước. Tuyết nữ phát hiện cơ thể lão già bị thương, Li Zeon trả lời là bị hồ ly tấn công nhưng lại bị hai tên đồng bọn chế nhạo. Okama cảnh giác nghi ngờ thân phận của lão, vì ai biết được trước mặt là Rian hay Li Zeon. Dù gì ông ta giỏi nhất là hoán đổi cơ thể. Li Zeon vội đâm lao nói hồ ly rất hiểu biết về yêu quái, nói mình nắm được điều này nên đề phòng từ trước. Tuyết nữ với Okama cũng không nghi ngờ lời của Zeon. Anh may mắn qua mắt được chúng, nhưng với tình hình hiện tại, tuyết nữ đang suy nghĩ có nên nói với đội trưởng. Anh liền nghi ngờ nhân sinh vì tưởng lão già này chính là đội trưởng, nhưng hóa ra captain của băng nhóm này lại là người khác. Khách sạn lúc này không khác gì địa ngục khi xung quanh toàn là quỷ Dạ Xoa. Li Giang nắm tay Yeo Hi lom dom rời đi, tìm được một căn phòng trống, anh dặn dò Yeo Hi hãy ở yên để anh đi cứu người. Khi anh quay lưng đi thì Yeo Hi đã bị một con Dạ Xoa trong phòng cắn vào cổ. Anh giúp cô hút hết máu độc trong người, cô vội vàng đẩy anh ra. Li Giang lấy ra đôi nhẫn mình đã chuẩn bị trước đeo cho cô.
Eo-hi rất cảm động nhưng cô vẫn không kìm được chất độc đang lan trong người mình. Cô vẫn còn vài điều ước khi lúc trước Lee Jang hứa sẽ thực hiện cho cô. Cô ước Lee Jang hãy rời bỏ căn phòng này và bỏ cô lại. Anh nghe nhưng không đồng ý, anh nhất quyết phải ở cùng cô. Eo-hi hy vọng nếu cô trở thành dã xoa thì anh phải tự tay giải quyết cô. Anh vẫn không đồng ý, vì anh đã xem coi cô là người phụ nữ của mình, anh sẽ nguyện chết cùng cô. Eo-hi sau đó thì cũng ngất đi vì chất độc. Bác sĩ Gu và Jeju đến phòng khi nghe Eo-hi bị cắn nguy hiểm tới tính mạng. Trước đó Jeju tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Hong-ju với Mu-yang. Nếu bị dạ xoa cắn dùng nhụy hoa của hoa diên vĩ nấu nước uống là có thể chữa khỏi. Nghe thấy vậy bác sĩ Gu nhớ tới ở nhà bếp khách sạn có loài hoa này, thế là bọn họ mạo hiểm đi lấy hoa. Bọn họ xuyên qua sảnh lớn, khắp sảnh lớn toàn là dạ xoa khát máu kinh tởm. Lee Jang thăm dò dạ xoa, anh đến trước mặt một con nín thở giữ yên lặng, dạ xoa đứng sát gần anh nhưng không phát hiện ra anh. Anh nhặt một lọ thủy tinh ném đi tạo ra tiếng động thì tất cả dạ xoa đều chạy về phía tiếng động. Lee Jang nhận ra dạ xoa không thể nhìn thấy chỉ hành động dựa theo tiếng động, thế là anh lên kế hoạch hành động. Lee Jang cho bác sĩ Gu đến nhà bếp lấy hoa diên vĩ, còn anh với thằng ní ná sẽ di chuyển đến máy hát để dẫn dụ dạ xoa. Lee Jang với thằng ní lặng lẽ di chuyển tới máy hát đi xuyên qua đàn dạ xoa. Bọn họ gặp được người sống sót duy nhất là học trò của bậc thầy Thôi Miên. Anh học trò xin Lee Jang giúp đỡ, núp phía sau anh giữa đường anh ta thấy sư phụ của mình thì liền gọi một tiếng sư. Phụ sư phụ, quay người há hốc mồm, anh học trò không ngờ sư đã bị lây nhiễm, anh ta sợ hãi hét lên tạo ra tiếng động lớn. Dạ xoa lập tức xông đến Lee Jang hết đường chạy liền vác máy hát trốn vào phòng vội khởi động máy hát dụ dạ xoa. Vào trong phòng, cậu học trò với thổ phỉ ra sức chặn cửa chặn toàn bộ dạ xoa ở trong phòng nhưng anh học trò tham sống sợ chết bỏ chạy giữa chừng khiến dạ xoa lao ra. Thấy vậy Lee Jang xông lên dùng cơ thể chặn trước cửa. Anh bị vô số dạ xoa cắn vào khiến vết thương chi chít trên cơ thể. Lúc này bác sĩ Gu đang chạy đến nhà bếp khó khăn lắm mới lấy được lọ hoa diên vĩ. Bỗng một con dạ xoa xông lên vì đánh được hơi người. Lọ hoa diên vĩ trong tay anh rơi xuống đất, anh không dám phát ra tiếng động, anh vươn tay nhặt lọ hoa diên vĩ rồi thận trọng rời đi. Sau đó tập hợp với Lee Jang, bọn họ lập tức chạy về phòng. Còn tên học trò nhát gan mắc kẹt trong đám dạ xoa, toàn bộ dạ xoa xông đến cắn xé anh ta. Eo-hi được các cô gái ở Mi-jong-gak chăm sóc, cô vẫn còn thở không phát bệnh, nhưng một khi tắc thở thì cũng sẽ biến thành dạ xoa. Trong khi đang trên bờ vực tắc thở, một cô gái chuẩn bị ra tay với cô. Chuyển cảnh quay lại sảnh khách sạn, vô số xác dạ xoa chết, anh học trò đứng dậy ngạo nghễ giữa đám dạ xoa, anh ta không bị lây nhiễm mà giết được toàn bộ chúng. Vuốt tóc vuốt tai nở một nụ cười nham hiểm. Chuyển cảnh vào thế giới trong tranh, lão già dưới thân xác của Zeon đã đi tìm Hong-ju và đi tới dàn co nhằm lấy lại bảo vật. Hong-ju một cô gái đanh đá nên liền không chịu và đấm cho ông ta ngã rồi còn bóp cổ ông ta. Trong lúc đó tên mập đã tới đánh lén Hong-ju, còn Yuki thì đối phó với Mu-yang. Zeon do ở trong cơ thể lão già yếu đuối bị thương nên không thể làm gì mà chỉ trốn một góc để dò la tình hình. Hai bên bắt đầu giao chiến nhưng tên kia thân xác mập mạp nhưng lại đọ sức không lại Hong-ju. Lão già liền chế giễu anh, hắn ta liền tới nắm cổ ông lên, sau đó ông ta mới nói mình mới chỉnh là hàng Ryan. Định đấm cho ông ta một cú ra hình ra hài thì Hong-ju bắt tay hắn lại và bảo Zeon Fa-ke ra tay giết hắn. Nhưng Zeon Fa-ke không làm theo lời mà ngược lại còn chém cô. Lúc này cô và Mu-yang mới biết yêu này là hàng giả. Thấy Hong-ju bị thương, Mu-yang vô cùng lo lắng. Yuki nhân lúc đối thủ phân tâm liền bắt lấy tay anh và đóng băng. Hong-ju một mình cân ba nhưng sức người có hạn và bị Yuki đóng băng. Mu-yang giã đông bằng phép thuật của mình và lòn lòn sau lưng Yuki đâm cho cô một nhát. Tên mập cũng lao lên tấn công nhưng thân pháp của hắn chậm chạp vẫn không địch nổi Mu-yang. Anh đã hết sức lực nhưng vẫn dùng hết sức để đi tới gã đông cho Hong-ju. Tên mập liền tới cản anh lại, dùng sức siết chặt bụng anh. Yuki biết Mu-yang có pháp thuật lửa nên lệnh cho lão già hoán đổi cơ thể với anh ta. Nhưng trước khi hoán đổi, cô ta còn kỹ càng dùng kiếm đâm vào cơ thể Zeon. Zeon Ryan nhìn bọn chúng hành hạ cơ thể mình khiến anh vô cùng xót ruột. Lão già lại hả miệng ra thả làn khói đen chuẩn bị hoán đổi thân xác một lần nữa thì Zeon lao ra chặn lại. Thế là cả hai quay về thân xác của nhau. Zeon vừa được đổi lại thân xác liền gọi sét đánh chết lão già chết tiệt trong một nốt nhạc. Yuki và tên mập không làm được gì cả. Zeon lấy lại bảo vật từ tay Yuki. Hai người bọn chúng thấy tình thế bất lợi bèn vội vàng chạy thoát thân. Ba người kiệt sức nằm lăn ra đất, lúc mở mắt ra họ phát hiện mình đang nằm dưới nền của khách sạn Panda. Bọn họ thấy tất cả dã xoa đã bị giết chết, Zeon còn tưởng rằng chuyện này do Lee Jang làm. Ba người quay về Mi-jong-gak dưỡng thương, cuộc sống của họ dường như đã quay về trạng thái ban đầu cho đến một ngày nọ hai anh em đang nói chuyện, Zeon bỗng phát hiện Lee Jang đứng dưới ánh nắng nhưng không có bóng. Lee Jang cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ bèn quay về tìm đồng đội hỏi hai người còn nhớ hôm đó bọn họ quay về như thế nào không. Cả ba người đều nhớ rằng họ tỉnh lại ở khách sạn nhưng không bạn nhớ mình đã về Mi-jong-gak như thế nào. Cuối cùng Zeon cũng hiểu ra nơi này không phải Mi-jong-gak. Bọn họ vẫn đang bị mắc kẹt ở trong phòng. Sau khi nhận ra điều này, ba người mới thoát khỏi ảo ảnh quay về phòng. Thủ lĩnh đội lính đánh thuê thần chết đã đứng đây đợi từ chiều. Hắn ra lệnh cho Zeon giao ra bảo vật, nào ngờ Zeon lại ngoan ngoãn đưa bảo vật cho hắn. Hóa ra không lâu trước đó khi vào ở trong khách sạn, Zeon đã chạm mặt thủ lĩnh. Lúc đó hắn đã thôi miên Zeon. Sau khi lấy được bảo vật, thủ lĩnh để Zeon tỉnh táo lại. Tiếp đó hắn lại thôi miên Hong-ju và Mu-yang để họ tàn sát lẫn nhau. Zeon chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Anh giả vờ tỏ ý phục tùng thủ lĩnh để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Lúc này Zeon đột nhiên đọc thần chú, tên mập và Yuki đi đến ôm chặt lấy thủ lĩnh còn Yuki đóng băng hắn.
Zeon lấy lại bảo vật, tình thế xoay chuyển 360 độ nhanh chóng khiến hắn trở tay không kịp khi vô tình gặp phải thằng Liều. Hóa ra Zeon cũng sử dụng thuật thôi miên khi Zeon đang ở trong cơ thể của lão già. Anh đã thôi miên vào người tên mập và Yuki. Zeon cầm dao đâm vào tên thủ lĩnh, sau đó ra lệnh cho tên mập và Yuki bế theo thủ lĩnh leo lên nóc nhà nhảy xuống. Vừa giải quyết được kẻ thù thì Mu Yang xuất hiện giành lấy bảo vật. May mà Zeon cảnh giác nên anh ta chỉ cướp được thước vàng, còn đá trấn thủ vẫn đang ở chỗ Zeon. Anh ta cầm lấy bảo vật chạy trốn, nhưng do đang bị thương nặng nên anh ngất ở bên vệ đường. May mà anh được phát hiện và đưa đến chỗ của bà chủ tiệm may chăm sóc cho anh. Sau khi bình phục, Mu Yang chào tạm biệt, trong lòng anh vẫn canh cánh chuyện cứu anh trai. Mu Yang lấy gương đồng ra lúc anh trai xuất hiện. Việc đầu tiên anh ta quan tâm không phải là vết thương của em trai, mà chỉ quan tâm Mu Yang có lấy được bảo vật không. Anh chỉ lấy được thước vàng, mặc dù chỉ có một món bảo vật nhưng anh trai của Mu Yang vẫn sốt ruột bảo Mu Yang bắt đầu hành động vào tối nay. Anh ta sốt ruột muốn nhanh chóng tái sinh là có lý do. Lúc này bà Talupa đang kể lại chuyện cũ cho Zeon nghe. Bà lấy ra một bức vẽ, người ở trong bức vẽ không có mặt. Mới đầu trên thế gian chỉ có một vị sơn thần chứ không phải là bốn người. Trong bức vẽ này chính là sơn thần đầu tiên, sau đó sơn thần đầu tiên phát điên. Trên thế giới bắt đầu có yêu quái, do đó Diêm La Vương mới giết chết hắn và biến pháp lực của sơn thần đầu tiên thành bốn món bảo vật để ở bốn thời đại khác nhau. Đá trấn thủ và thước vàng là trong số bốn món bảo vật. Hai món bảo vật này không nên xuất hiện trong cùng một thời đại. Chúng sẽ hút nhau như nam châm cố gắng để hợp nhất với nhau. Bây giờ Mu Yang đã cướp được thước vàng, anh muốn dùng thước vàng để hồi sinh anh trai mình, nhưng người mà anh đánh thức có lẽ không phải là anh trai của anh mà là sơn thần đầu tiên. Lúc này anh ta bên đây đã bắt đầu nghi thức hồi sinh. Bà Talupa không ngăn cản là vì chỉ có hồi sinh sơn thần đời đầu mới có thể thực sự bắt giữ hắn. Vậy nên họ buộc phải mạo hiểm một phen. Mu Yang kết thúc nghi thức cuối cùng, anh trai cũng xuất hiện trước mặt anh. Mu Yang kích động ôm lấy anh trai, nhưng anh không biết rằng sau lưng anh 10 ngón tay của anh trai có đen xì vô cùng đáng sợ. Anh ta ôm Mu Yang ngày càng chặt, đến mức Mu Yang không thể nào thở được. Lúc này hắn mới thừa nhận hắn không phải là người anh trai mà anh ngày đêm mong nhớ. Nói xong, sơn thần đầu tiên chạm nhẹ vào trán của Mu Yang. Anh lập tức ngã ngược về phía sau, trái tim anh cũng ngừng đập. Cảnh tượng trước mắt ngày càng đen tối và anh đang dần dần chết đi. Trong đầu Mu Yang xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau, anh nhớ lại hồi nhỏ ngây thơ hồn nhiên, nhớ đến Hong Ju và muốn gặp Hong Ju lần cuối, muốn sống tiếp. Zeon sau khi biết được sự thật dốc hết sức chạy đến chỗ Mu Yang. Lúc này tính mạng của anh ta như đèn treo trước gió, anh gắng chỉ để lại một câu mong Zeon chăm sóc tốt cho Hong Ju. Sau đó anh ta chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Zeon đến giây phút cuối cùng. Mu Yang, ai mới là bạn, ai mới là bè, người lúc nào cũng ở bên cạnh anh, đó chính là Zeon. Cùng lúc đó bên phía cô gái ở Mizon gác chuẩn bị giết Yeo Hi thì Lee Jang kịp thời trở về cho cô ấy uống thuốc giải và ở bên cạnh chăm sóc cô không rời nửa bước. Nhờ vậy mà Yeo Hi mới không bị biến thành dạ xoa. Sau khi bình phục, hai người đi ra ngoài hẹn hò, cả quá trình luôn có một người phụ nữ mặc đồ đen theo dõi bọn họ. Nhân lúc Lee Jang đi mua đồ, cô ta đến gần Yeo Hi và đâm cô ấy. Người phụ nữ ấy chính là Yuki. Cùng lúc đó tên mập cũng chặn đường thuộc hạ của Hong Ju. Lee Jang mua đồ xong quay về thì không thấy Yeo Hi đâu hết, chỉ thấy hộp hạc giấy của cô bị rơi vỡ. Zeon ở gần đó phát hiện một người tuyết nho nhỏ, anh nhận ra chuyện này là do đội lính đánh thuê thần chết gây ra. Bọn chúng vẫn chưa chết, dựa vào vết máu ở hiện trường có thể đoán rằng Yeo Hi không bị thương chí mạng, rất có thể cô đã bị bắt. Lee Jang tự trách mình, nếu như anh không để TCO một mình trên đường có lẽ bi kịch không xảy ra. Anh ta không ngừng oán trách bản thân, còn giận dỗi đuổi Zeon đi, đuổi anh về thời đại của anh, đừng quan tâm đến mình nữa. Zeon ôm lấy em trai, hai người hứa với nhau sẽ cùng chiến đấu. Trong lúc bắt đầu trận quyết đấu cuối cùng, Zeon viết cho bản thân ở thời đại này một bức thư, hy vọng khi anh quay về ở thời đại này vẫn cần thần núi hồ ly, đặc biệt là Lee Jang, người cần anh trai ở bên cạnh để dụ Lee Zeon ở thời đại này quay về. Trong thư còn để lại một manh mối, cô ấy đang ở đây. Zeon ở thời đại này hiểu ra cô ấy chính là người yêu của mình, nhất định là người yêu sống lại rồi, thế là anh lập tức quay về kinh thành. Zeon ở tương lai đi gặp Kato, hiện giờ Yeo Hi với Jeju đang trong tay hắn ta. Zeon muốn cứu con tin, còn Kato muốn bảo vật trong tay anh. Thế là hắn đưa ra trao đổi công bằng, chỉ cần hắn lấy được bảo vật thì sẽ tạo ra kết giới bảo vệ Nhật Bản trong chiến tranh. Zeon còn lâu mới ra bảo vệ ra, Kato dường như cũng ngờ được điều này. Hắn nói với anh trò chơi đuổi bắt sớm đã bắt đầu rồi. Thuộc hạ của Kato đến Mizon gác thông báo cho Hong Ju với Lee Jang, con tin là người phụ nữ của Lee Jang, một người là tay sai đắc lực của Hong Ju. Nhưng chỉ có một người được sống, ai lấy được bảo vật của Zeon trước thì sẽ cứu được người thân trên. Hong Ju ngấm lệ vì Jeju là tay sai đắc lực của cô, cả đời chỉ trung thành với một người, tình cảm chủ nô của bọn họ vô cùng sâu đậm. Hong Ju nhất định phải cứu Jeju. Lúc này Zeon quay về xin ý kiến của họ bỏ mặc người khác hoặc là liên thủ hợp tác. Cuối cùng mọi người quyết định hợp tác, chia nhau ra hành động. Một cô gái giỏi vẽ tranh trong Mizon gác vẽ chân dung của con tin. Bác sĩ Hu phát huy sở trường hiểu tiếng động vật, cầm chân dung đi hỏi từng loài động vật về tung tích của con tin. Hôm nay là ngày cưới của Eun Ho với anh rể Kato, vì hắn ta muốn tái hôn, đúng là biến thái. Cô bị ép hôn, cô biết kế hoạch của Zeon nên cũng tham gia hành động. Hong Ju lấy thuốc nổ, các cô gái đóng giả thành phù dâu đi theo Eun Ho đến khách sạn, còn Eun Ho buộc thuốc nổ lên đùi. Nhân lúc trang trí hôn lễ, các cô gái bỏ thuốc nổ vào trong bình hoa đặt ở giữa sân khấu. Hong Ju đi tìm bà Talupa mượn thiên lý nhãn. Bà ta nữ pa đang đợi đơn vị khách, một lúc sau vị khách đến đó chính là thần núi đầu tiên. Bà Talupa không địch lại nổi đối phương và bị cướp mất thiên lý nhãn. Khi Hong Ju đến, bà Talupa đã mất một con mắt.
chuyện đến nước này muốn chấm dứt mọi thứ, Lee Jeon phải đem viên đá bảo vệ về tương lai. Rất nhanh mọi người nghe ngóng được tung tích con tin Hong Ju và Lee Jang liền đưa người đi ứng cứu bọn họ. Vừa đến nơi, Tuyết Nữ rút dao kề lên cổ Il Hee. Hong Ju nhanh như chớp đánh gục Tuyết Nữ, cứu được Il Hee. Sau đó cô đi tìm Jeju, anh lúc này đã bị tiêm cây quỷ huyết sáo vào người. Khi bị tiêm vào nó sẽ khiến người ta phát điên. Jeju vì thế mà có lúc tỉnh táo, có lúc hôn mê. Lúc hôn mê trong đầu dường như có tiếng sáo khiến anh vô cùng đau đớn, mất đi lý trí, thậm chí ra tay với Hong Ju. Hai phe chính tả đang giao đấu. Trong đầu Jeju cảnh tượng bị Hong Ju lấy đi ký ức lúc anh còn là con chó hiện lên trước mắt. Cuối cùng anh đau đớn hét lớn, tận tay chấm dứt mọi thứ. Jeju chết dần trong vòng tay cô chủ, đến cuối cùng vẫn lo cho an nguy của cô. Cùng lúc này Lee Jang bị Tuyết Nữ với tên mập tấn công. Anh không địch nổi, hai người bị đánh lên bờ xuống ruộng. Tuyết Nữ với tên mập chế nhạo anh bất tài, nói anh không xứng làm em trai của hồ ly, là loại tạp chủng, khiến Lee Jang nhớ tới lúc nhỏ vì dòng máu không thuần chủng mà bị khinh miệt. Il Hee lén dùng dao đâm Tuyết Nữ nhưng cô cũng không phải đối thủ của Tuyết Nữ. Và đúng lúc đó Lee Jang nhớ tới lời dặn dò của Lee Jeon. Mặc dù anh là nửa người nửa hồ ly nhưng vẫn là một thành viên của gia đình anh trai, vọng Lee Jang hãy tin tưởng năng lực của mình. Lúc Il Hee sắp phải chết, Lee Jang nổi điên lên, hai mắt bật chế độ hiền nhân, sức mạnh tăng lên gấp bội. Chẳng mấy chốc đã đánh bại tên mập, sau đó lại còn dùng thần lực điều khiển con dao đoạt mạng Tuyết Nữ. Vừa giải quyết xong hai người lại có kẻ địch xông tới. Jeon ở thời đại này xuất hiện một nhát chém chết đối phương. Sau đó Jeon ở thời đại này tìm đến Hong Ju đang khóc nức nở, đưa cho cô một thứ. Đây là hoa bi sali mà Jeon chơi thắng cậu bé Liễu trong một lần cá cược có thể cứu sống Jeju. Ở khách sạn hôn lễ bắt đầu, Kato dắt tay Eun Ho đi vào trong. Khi chủ hôn sắp tuyên bố xong, Eun Ho cướp lấy mic, chúc mọi người yên nghỉ. Kato cảm thấy kỳ lạ, người trước mặt không phải Eun Ho. Thấy bị hắn phát hiện, Jeon lập tức hiện nguyên hình, từ đầu đến cuối đều là Jeon đóng giả thành. Không nói lời nào bắn vào người Kato, còn thuộc hạ của hắn cũng phát hiện ra Eun Ho thật. Cô cũng rút súng bắn đối phương, đại chiến lập tức nổ ra, hai phe giao chiến, còn khách quý nhốn nháo bỏ chạy. Eun Ho với cây Thompson trên tay hóa thân thành Black Widow đánh gục vô số binh lính. Sau một hồi mưa đạn qua đi, chỉ còn lại một mình cha của cô. Cô không giết ông ta mà quay người rời đê, không ngờ ông ta lại bắn cô, còn hét lên rằng Eun Ho không phải con gái ông ta. Bác sĩ Hu lao ra đỡ đạn cho cô, đưa cô rời khỏi đây. Bác sĩ Hu tiễn Eun Ho đi, cô biết bọn họ có lẽ sẽ không gặp lại nữa, hai người bắt tay tạm biệt. Bọn họ đều xem đối phương là trên chiến hữu, đồng chí thân thiết. Sau khi hai người rời đi, có một đám binh lính đến trước mặt cha Eun Ho, bọn họ nhìn thấy thống đốc. Chúng đã chết liền nghĩ ông ta là hung thủ giết thống đốc, khiến ông vẫn chưa kịp giải thích đã chết dưới nòng súng của binh lính. Kato với Jeon ở bên trong lễ đường bắt đầu cuộc chiến cuối cùng. Anh thấy thời gian không nhiều nữa, không định đánh tiếp. Anh bắn vào bình hoa bên cạnh hắn nhưng thuốc nổ trong bình hoa không hề phản ứng. Vì tên Kato sớm đã biết tổng kế hoạch của anh, lấy thuốc nổ ra, thuốc nổ lan đến dưới chân Jeon rồi Kato nổ súng, vụ nổ lớn xảy ra. Nhưng cả hai vẫn sống sót. Hắn cùng đôi mắt đỏ quỷ dị dùng phép thuật cảnh cáo anh đừng hòng thay đổi Triều Tiên. Cho dù Kato bị bắt, Triều Tiên cũng không được độc lập. Jeon phản bác tương lai Triều Tiên không những độc lập mà Nhật Bản cũng sẽ bại trận. Trong một khoảng thời gian Nhật Bản không thể treo cờ hát quốc ca, nhưng Kato chắc chắn không thể thấy được cảnh này vì hắn sắp mất mạng ở đây. Nói xong Jeon bật mốt cáo chín đuôi triệu hồi sấm chớp. Khoảnh khắc đó Kato chỉ đành xin vĩnh biệt cụ. Thuộc hạ của hắn chạy tới bao vây Jeon thì Hong Ju liền cho đèn treo rơi đè lên hắn. Hong Ju ở lại yểm hộ đối phó đám tôn tép, bảo Jeon mau chớp lấy thời cơ quay về trước khi đi. Cô ôm lấy anh, cái ôm cho sự tạm biệt và chia ly. Jeon ngồi vào trong xe bác sĩ Gu khởi động thì có một đám lính đuổi đến. Lúc này Mu Yang xuất hiện giúp Jeon bỏ chạy. Được hai người bạn thân mạnh vãi cả đạn hộ giá thì còn gì bằng. Jeon cũng có thể yên tâm rời đi. Mu Yang vẫn chưa chết là nhờ thần tài giúp anh. Sau khi Mu Yang chết, chòm sao bắt đầu thần tài để lại trên tay Jeon bắt đầu phát sáng. Thần tài hiện lên thực hiện lời hứa gọi hồn Mu Yang nên Mu Yang mới chết đi sống lại. Jeon đến chỗ bà ta Lui Pa để chuẩn bị quay về. Người tiếc duy nhất của anh là không kịp tạm biệt Lee Jang. Anh lưu luyến đi vào cánh cổng địa ngục và Lee Jang kịp thời chạy đến. Anh nói với Jeon mình đã thắng trận đấu này, sau này cho dù Jeon không có ở đây anh cũng có thể một mình đương đầu. Hai anh em ôm nhau, Lee Jeon đem theo viên đá bảo vệ cùng bác sĩ Gu đi vào cánh cổng. Khi Lee Jeon rời đi, Mu Yang muốn quay về là bản thân trước kia cho đến khi thế gian này không còn kẻ địch cần anh tiêu diệt nữa. Hong Ju quay về Mi Jeon gác, sự yên lặng bao trùm làm cô không quen. Trước khi Jeon đi, anh còn học theo thùa từ các kỹ nữ nơi đây để làm khăn tay khắc tên tặng cho Hong Ju. Anh còn tự viết một lá thư kể lại những kỷ niệm khi nhỏ cùng nhau vui đùa và nói rõ tình cảm của mình đối với cô. Cô đọc xong cũng yên tâm và buông bỏ. Dần dần cuộc sống của mọi người trở lại bình thường. Hong Ju tặng cô chủ tiệm may một vali vàng để viện trợ cho chiến tranh. Các cô gái ở Mi Jeon gác bắt đầu học đi đường quyền để chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Lee Jeon ở thời đại này trở thành vị khách mới của Mi Jeon gác, luôn gây sự làm trò với Lee Jang như thường ngày, nhưng lần này còn có thêm cả cô người cá xinh đẹp ở bên em trai mình nữa. Tình bạn của hội Tam Kê vẫn thắm thiết như ban đầu. Tối nay ba bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau. Mục tiêu lần này của họ chính là thống đốc mới nhận chức. Lee Jeon quay về năm 2023 ngay lập tức cầm dù đỏ đi đón người yêu, hai người ôm nhau thật chặt dưới cơn mưa ngâu. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.